Thượng Thương cổ thành. Khương Phàm miệng mũi chảy máu, ý thức hải kịch liệt cuồn cuộn, thừa nhận trùng kích, nhưng vẫn dùng hết sức lực khống chế thông thiên tháp, áp chế đế cốt ở bên trong. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, lại giống như gian nan qua hơn 10 ngày. Ầm ầm, bình chướng trên khung trời cuồn cuộn kịch liệt, năng lượng tiếp tục rơi xuống, bành chướng hung mãnh, chấn động đến thông thiên tháp run rẩy dữ dội, thanh thế kinh khủng đều để đất trời lắc lư. Đám người ở bên ngoài mấy chục dặm đều rất khó đứng vững, cứ như đang có địa chấn. Tuy nhiên, theo bên trong thước đoạt, hư vô chặn đường, liên hệ của đế cốt cùng cấm chế bên ngoài tiếp tục yếu bớt. Cho đến khi U Minh xiềng xích khó khăn túm ra thiên mệnh thần thạch, đế cốt liền nhanh chóng khôi phục an tĩnh, năng lượng trên khung trời cũng im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Kết thúc rồi à? Không phải là thành công đấy chứ? Dãy núi yên tĩnh, mười mấy vạn người khẩn trương nhìn ra không trung, không chỉ có pháp trận trên khung trời không còn bạo động, ngay cả cảnh giới áp chế đều giống như đã yếu đi rất nhiều. Ví dụ như Khương Qua, cảnh giới lại đã khôi phục được cửu trọng thiên. Khương Phàm mệt mỏi lau đi máu trên trán, lộ ra vẻ mặt kích động. Đè lại, đế cốt cùng thiên mệnh thần thạch, đều tới tay. Chỉ là muốn tới đây tìm kiếm thần thạch, không nghĩ tới lại có được đế cốt. Đế cốt! Đế cốt lưu truyền từ Hồng Hoang. Đây quả thực là thương thiên chiếu cố. Khương Qua kích động nắm chặt nắm đấm, toàn thân nổi lên trận trận sóng nhiệt. Đây cũng không chỉ là đế cốt, phía trên còn treo đầy đế huyết. Đây là muốn thay đổi bao nhiêu vận mệnh con người chứ? Mà, Khương Phàm cùng Khương Qua trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt nhau. Kế tiếp, hai người bay lên không, rời khỏi tại mười mấy vạn đôi mắt đang chăm chú nhìn thấy. Không còn. Mọi người nhìn trống rỗng bầu trời, ánh sáng không còn, đế cốt không còn. Bị Khương Phàm cuốn đi rồi. Sau một lát an tĩnh, dãy núi rừng rậm sôi trào. Khương Phàm lấy được đế cốt. Điên rồi, là thương thiên đang trợ giúp Khương Phàm sao? Chúng ta đào mấy tháng đều không có đào được bất kỳ vật gì, hắn vừa tới đây liền đào ra đế cốt. Khương Phàm đã rất nhanh nhẹn dũng mãnh, còn chiếm được đế cốt, là ông trời cảm thấy 12 hoàng đạo gần đây an giật sao? Nếu tin tức này truyền ra, toàn thương huyền đều được nổ. Quên sự kiện linh lung tâm năm đó rồi sao? Nào chỉ là thương huyền. Cửu Châu thập tam hải đều muốn nổ. Thượng Thương cổ thành sôi trào, mọi người bôn tẩu bẩm báo, truyền bá tin tức rung động. Nhưng, lúc tin tức đang oanh oanh liệt liệt truyền ra khỏi Thượng Thương cổ thành không lâu sau, chuyện xảy ra ngày thứ hai, ánh sáng mới lại bộc phát trong Thượng Thương cổ thành, va chạm khung trời, nhấc lên mênh mông vòng xoáy mê vụ. Lại tới, còn để cho người ta sống không? Đừng nói với ta lại là đế cốt, ta chịu không được. Ông trời ơi! Đáng thương cho chúng ta đi, thật không công bằng mà. Số lượng lớn biển người lần theo ánh sáng hội tụ tới, lần nữa thấy được hố sâu sụp đổ hơn 10 dặm, núi đá giống như tế đàn. Khương Phàm, Khương Qua, điên cuồng tấn công mạnh tế đàn, sau 5, 6 tiếng cố gắng, lần nữa thả ra thiên mệnh thần thạch ở bên trong. Vẫn là khí thế hồng hoang, vẫn là huyết khí bành trướng, vẫn là xương tay đại đế. Khương Phàm kích động run rẩy. Không chỉ là bởi vì đã phát hiện cái thứ hai, mà là bởi vì từ vị trí hai tế đàn này phỏng đoán, hẳn là còn có chỗ thứ ba. Ba tòa tế đàn, phân tán ba nơi, thiên mệnh chống lên cấm chế cho Thượng Thương cổ thành. Lại là đế cốt, lại là đế cốt. Dãy núi bạo động, số lượng lớn cường giả hâm mộ đến nóng nảy, hận không thể bổ nhào qua cướp đoạt đế cốt. Khương Phàm lần nữa tế lên thông thiên tháp, cưỡng ép tước đoạt thiên mệnh thần thạch. Bởi vì đế cốt đầu tiên đã rời khỏi pháp trận, tế liên hệ giữa đàn thiên mệnh đã yếu bớt, pháp trận áp chế chỉnh thể của Thượng Thương cổ thành cũng nhận ảnh hưởng, lần này mặc dù rất gian nan, nhưng so với lần đầu tiên còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi! Khương Phàm lấy đi thông thiên tháp, lao thẳng đến chỗ thứ ba. Hướng này, giống như không phải ra khỏi thành. Hắn còn muốn tiếp tục tìm sao? Tiểu tổ tông của ta ơi, có phải hắn biết Thượng Thương cổ thành còn có đế cốt? Hơn nữa còn biết chôn ở đâu hay không? Ngọa tào, trách không được Khương Phàm sẽ trở lại Thượng Thương cổ thành ngay lúc này, hắn không phải đến tìm vận may, chính là chạy đến tìm đế cốt. Nhanh nhanh nhanh, nhìn tư thái này của Khương Phàm, rất có thể còn sẽ có khối thứ ba. Ba khối đế cốt, điên rồi, ta thật muốn điên rồi. Mau đưa tin tức tràn ra đi, nếu như Khương Phàm thật sự có thể tìm tới ba khối đế cốt,
đồng thời mang ra khỏi thượng thương cổ thành, tiếp theo các hoàng đạo toàn thương huyền cũng đừng mong ngủ an giấc. Ba khối đế cốt, chẳng lẽ thương thiên cảm giác kiếp trước thua thiệt Khương Phàm, đây là muốn cưỡng ép đẩy hắn lên vị trí đế quân sao? Thiên hậu vừa mới dẫn tu la đao bổ vạn đạo thần giáo, Khương Phàm lại đang đào móc đế cốt ở thượng thương cổ thành, hai người này thật không nhàn rỗi mà. Cái này không phải muốn đảo loạn thương huyền, nhìn điệu bộ này, tình thế bọn hắn quật khởi còn hơn là những gì các phương mong muốn. Trước đó còn nói bọn hắn 5-3 năm hẳn phải chết, bây giờ xem ra, sau 5-3 năm, vạn thế thần triều liền muốn một lần nữa đứng ngạo nghễ tại thương huyền đại địa. 12 hoàng đạo nguy hiểm, bọn hắn đã gặp nguy hiểm thật rồi. 12 hoàng đạo thật sự phải toàn diện rút cường giả từ thiên khải về, liên hợp trấn áp Khương Phàm, nếu không. Chủ nhân thương huyền, sẽ tái nhập thương huyền. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tại thời điểm thượng thương cổ thành kích động nghị luận, mảnh cường quang thứ ba đã nở rộ đúng hạn, cuồng kích khung trời, nhấc lên sóng to gió lớn. Khương Phàm liên thủ Khương Qua, phân chiến 6 giờ, bổ ra tế đàn, bên trong vẫn là tay đại đế đẫm máu, đang giam cấm một viên thiên mệnh thần thạch. Sau khi đã mất đi hai tòa tế đàn cùng hai khối thần thạch, phong cấm thiên mệnh đã vô cùng yếu, pháp trận vô hình đã không còn uy lực ban sơ. Khương Phàm rất nhẹ nhàng liền chia tách đại đế tay cùng thiên mệnh thần thạch. Ba khối đế cốt, thật sự có ba khối đế cốt. Các ngươi chú ý tới vị trí ba khối đế cốt không? Giữa bọn chúng giống như có quy luật gì đó. Pháp trận phòng ngự tại thượng thương cổ thành vẫn còn, nhưng áp chế đối với kẻ xông vào đã biến mất. Khương Phàm không chỉ mang đế cốt đi, còn mang bảo vật có thể áp chế cảnh giới đi. Thượng thương cổ thành tiếp tục sôi trào. Tin tức xông ra bốn cánh cửa thành, nhanh chóng lan tràn về bốn phương tám hướng. Đế cốt xuất thế, lại còn là ba khối đế cốt, càng quan trọng hơn là toàn thuộc về Khương Phàm. Tin tức oanh động có thể nghĩ, thậm chí muốn vượt qua chuyện vạn đạo bị hủy diệt ở trước đó. Khương Phàm xuất hiện tại thượng thương cổ thành, đào móc ba mảnh xương tay đại đế. Tin tức như cuồng chiều như lôi đình, quét sạch tám phương, những nơi đi qua, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả những người nhận được tin tức đều bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Đối với thượng thương cổ thành, bất luận là hoàng tộc hay là hoàng đạo đều đã từ bỏ, trước sau xuất hiện nhiều bảo cốt như vậy, ngay cả Xá Lợi Phật Đà đều xuất hiện, không thể nào lại có bảo vật. Nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới, thời gian chỉ qua đi hơn nửa năm mà thôi, vậy mà Khương Phàm lại quay về thượng thương, lại còn đào ra ba khối đế cốt. Quá nhiều người hoài nghi tính chân thực của tin tức. Dù sao di cốt nhân hoàng cũng đã đủ rung động, ba khối đế cốt rõ ràng là có chút khoa trương. Nhưng tin tức vẫn tiếp tục truyền ra. Khương Phàm giống như biết nơi thượng thương chôn xương, trong vòng 5 ngày tuần tự đã trọ ba vị trí, dẫn xuất ba tòa tế đàn. Mỗi tòa tế đàn đều trấn áp một cái xương tay đại đế nhuốm máu, bên trong mỗi khối xương tay đại đế đều nắm giữ bảo thạch thần bí. Khi ba tòa tế đàn sụp đổ, đế cốt biến mất. Thượng thương cổ thành đã triệt để mất đi áp chế cảnh giới đối với kẻ xông vào. Liên tiếp tin tức bỏ đi hoài nghi của tất cả mọi người, càng kích phát nhiệt tình nóng hổi. Từ tin tức nhìn lại, Khương Phàm không chỉ đạt được đế cốt, còn chiếm được linh bảo có thể áp chế cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Thần Giáo, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đều liên tiếp hành động, các hoàng tộc trung vực đều điên cuồng, nhao nhao điều động cường giả lùng bắt Khương Phàm. Khi tin tức tiếp tục lan tràn, trong 10 ngày liền bay ra 50 vạn dặm đại địa trung vực, khuếch tán đến địa vực xung quanh. Thao Thiết Yêu Tộc, Phù Tang Thần Cung, Sinh Mệnh Thần Điện, toàn bộ đều điều động số lượng lớn cường giả lao tới thượng thương cổ thành. Chỉ là, dưới bầu không khí sao động, hoàng tộc hoàng đạo các phương đều có chút giật gấu vá vai, chuyện tu la uy hiếp còn chưa tan đi, các phương đều cần cường giả trấn thủ bản bộ, mà cung chủ điện chủ đều là lãnh tụ chủ yếu. Đã sớm lao tới hải vực đuổi bắt Ngọc Tỷ Truyền Quốc, các cường giả bọn hắn có thể điều động, hoặc là dám điều động đi ra, tựa hồ đều vô cùng có hạn. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn nhao nhao xuất động cảnh giới thánh linh, mang theo tinh nhuệ nhanh nhẹn dũng mãnh, lao tới trung vực, đồng thời dưới quyết nghị của các thánh tổ, điều tinh nhuệ từ thiên khải chiến trường. Đế cốt hiện thế, ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có liên quan đến việc Khương Phàm có thể quật khởi hay không, càng liên quan đến sự phát triển của bọn hắn. Nhất định phải bắt lấy, dù là hoàng đạo thương huyền phải toàn diện khai thác thủ thế tại thiên khải chiến trường. Tại lúc thượng thương oanh động, trung vực tiếp tục nhấc lên con sóng lùng bắt toàn diện,
Khương Phàm lại không mang theo đế cốt trốn đến Tây Bộ như bên ngoài dự đoán như thế, mà yên lặng ở lại Thượng Thương cổ thành. Bọn hắn chôn sâu ở dưới mặt đất, hấp thu đế huyết từ đế cốt, tư dưỡng huyết mạch, rèn luyện hài cốt. Đối với võ giả bình thường mà nói, cảnh giới thánh linh thay xương đổi thịt, siêu phàm thoát tục, thánh huyết, thánh nhục, đều đã là thuốc. Tựa như thiên nhân đan, thánh huyết chính là thuốc dẫn, mấy giọt liền có thể thành đan, tăng lên tỷ lệ vượt qua sinh tử cảnh cho võ giả. Đối với thánh nhân mà nói, huyết nhục thánh vương chính là thuốc, đối với thánh vương mà nói, huyết nhục thánh hoàng chính là thuốc. Đối với thánh hoàng mà nói, huyết nhục của thần chính là thuốc. Đối với người bình thường mà nói, thần huyết càng là thần dược, có thể thay xương đổi thịt, thành tựu phi phàm. Mà đế huyết, tùy tiện một giọt liền ẩn chứa đại đạo kỳ diệu, tinh linh vạn hoa, thậm chí có thể hoắc loạn càn khôn, chấn động vạn cổ. Nếu như là nhục thể phàm thai dùng, thậm chí tương đương với mạo phạm thiên đạo, rất có thể bạo thể mà chết, ngay cả thánh linh dùng, đều cần nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng Khương Phàm có được Chu Tước yêu thể, đã dung hợp thần cốt, còn có bát hoang chiến trụ, có thể gánh vác được loại, đế huyết, bá đạo này, cũng có thể thông qua đại diệu thiên kinh cưỡng ép luyện hóa, tư dưỡng huyết nhục thần hồn. Khương Phàm đang hấp thu đế huyết, cũng đang kích ra tổ mạch. Kiếp trước thức tỉnh chí tôn bí thuật giữa thánh hoàng hóa thần kỳ, sớm khôi phục tại niết bàn cảnh. Ấn ký thủy tổ. Bí thuật này phức tạp càng kinh khủng, từng làm bạn với Khương Phàm chinh chiến thiên khải, đánh đâu thắng đó. Cũng chính là ấn ký thủy tổ, để Khương Phàm có thể áp đảo thiên hậu, Tu La, thậm chí cửu thiên thần tôn, đại quang mang thần tôn, chu thiên thần tôn, xích thiên thần tôn, lại phối hợp với chí tôn niết bàn, cuối cùng để đế quân đều cảm thấy uy hiếp. Ấn ký thủy tổ, thông qua uy lực tổ mạch cùng trong dòng sông lịch sử đã từng sinh ra một vị nào đó, thậm chí là mấy vị chu tước nào đó sinh ra liên hệ, sau đó do ấn ký thủy tổ dẫn dắt, mượn chu tước yêu hỏa, ngưng tụ ra chân thân, hiệp đồng tác chiến. Kiếp trước, Khương Phàm chính là thông qua ấn ký thủy tổ, cùng ba vị chu tước trong lịch sử sinh ra qua liên hệ, tương đương với có được ba phân thân chu tước. Loại chí tôn bí thuật đặc biệt mà nghịch thiên này, chỉ thuộc về chu tước. Bất luận yêu tộc nào cũng đều không thể lĩnh ngộ, cho dù là Phượng Hoàng. Đây là bởi vì, Phượng Hoàng, là tộc đàn, chu tước, lại là duy nhất. Phượng Hoàng có vô số chủng loại, chu tước sinh ra chính là chúa tể, lại chỉ một cá thể. Từ xưa đến nay, huy hoàng trăm vạn năm, Phượng Hoàng từng sinh ra hàng trăm vạn chỉ, chu tước làm lãnh tụ của Phượng Hoàng, chủ nhân của vạn cầm, số lượng sinh ra lác đác không có mấy. Cho nên, mỗi chu tước được sinh ra đều cùng tồn tại liên hệ kỳ diệu giữa thủy tổ hồng hoang, cũng chính là mối liên hệ này, đã giao phó cho chu tước thời điểm ở đời sau thức tỉnh truyền thừa, có được bí thuật khủng bố áp đảo phía trên Phượng Hoàng, thậm chí phía trên vạn cầm, ấn ký thủy tổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân yêu tộc tuyệt đối không nguyện ý lại nhìn thấy chu tước bước lên đế cảnh. Khương Phàm kích động, cuồng hỉ, trước sau 9 giọt đế huyết, không chỉ có cưỡng ép đẩy cảnh giới lên cao giai niết bàn cảnh, còn thông qua kích phát tổ mạch, sớm tại niết bàn cảnh đã thức tỉnh ấn ký thủy tổ. Bởi vì hắn là người được chuyển thế, ấn ký thủy tổ tùy tiện liền sinh ra liên hệ cùng tiền thế, nói cách khác, hắn có thể thông qua ấn ký, ngưng tụ ra chính mình, lại không hề cố kỵ liên thủ. Ha ha, Thương Thiên, lần này cảm ơn ngài rồi. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được đế huyết mang tới biến đổi thần kỳ. 3 ngày sau, Khương Qua chịu đựng lấy đế huyết bá đạo trùng kích, cường thế bước lên cảnh giới thánh linh. Khoảng cách này hắn đột phá đến bán thánh chỉ là qua 1 tháng ngắn ngủi mà thôi. Kỳ tích hiếm thấy. Ầm ầm, liệt diễm tràn ngập năng lượng bá liệt, quét sạch địa tầng, nóng chảy ra trăm dặm dung nham. Khương Qua hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, vỗ cánh gáy to trong dung nham cuồn cuộn. Lông vũ hoa lệ hiện ra ý lạnh như kim loại, móng vuốt sắc bén bảy biện ra màu đỏ như máu, phảng phất có thể xé rách không gian, năng lượng kinh khủng đang chảy xuôi khắp cơ thể, mang uy thế áp bách đến tuyệt vọng. 2 con mắt giống như có thiên lôi bùng lên, sắc bén chói mắt, có thể trực tiếp đánh xuyên linh hồn, sát thương cường địch. Khương Qua vỗ cánh phát tiết trong dung nham cuồn cuộn. Có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể phát sinh thay đổi, còn có Phượng Hoàng truyền thừa vừa mới thức tỉnh. Khương Phàm đầy cuồng nhiệt, kích thích, quá kích thích, đế huyết lại có thể làm cho cường giả tân tấn bán thánh cưỡng ép thôi thăng đến thánh linh cảnh. Nếu như phân đế huyết cho thiên hậu, An Nhiên, Khương Quỳ, Khương Bá, Hướng Vãn Tình và tất cả mọi người,
không biết sẽ phát sinh thay đổi như thế nào. Khương Qua, ngươi mang theo hai khối đế cốt, về luân hồi bí cảnh, giao cho Thiên Hậu. Khương Phàm luôn luôn lo lắng vấn đề an toàn tại luân hồi bí cảnh, không chỉ là nơi đó có thể chống đỡ hay không, mà là Đại La Sơn có thể không chịu nổi áp lực mà làm phản hay không. Nếu như có thể kịp thời đưa đế cốt trở về, không chỉ có thể cam đoan địa ma thụ bước lên thánh vương cảnh, Khương Quỳ cũng sẽ có thể huyết mạch biến đổi bước lên thánh linh cảnh, còn có thể bảo đảm luân hồi huyết sư, Kim Hống lại sinh ra thánh linh cảnh, càng có thể cho luân hồi bí cảnh ăn viên thuốc an thần, để tất cả yêu thú bên trong đều toàn lực ứng phó, phấn chiến đến cùng. Đế cốt tới quá là đúng thời điểm. Chính ngươi ở lại đây. Khương Qua trở lại hình người, mặc dù đã hiểu ý tứ Khương Phàm, nhưng mình hắn ở lại đây, thật sự là không yên lòng. Bây giờ tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều suy đoán ta đang thoát khỏi đến Tây Bộ, số lượng lớn đội ngũ lùng bắt khẳng định sẽ trải rộng ra Tây Bộ, ta chỉ có ở lại nơi này hấp dẫn lực chú ý, người mới có thể mang theo đế cốt an toàn trở về. Không cần lo lắng, bây giờ ta đã là Niết Bàn Thất Trọng Thiên, chờ sau khi dung hợp ba khối thiên mệnh thần thạch liền có thể tùy tiện áp chế bán thánh. Một khi ngươi xuất hiện ở chỗ này, phải đối mặt cũng không chỉ là bán thánh, khẳng định còn có thánh linh. Ta thấy vẫn là để Long Lân Lôi Mã tự mình đi thôi, ta ở lại cùng ngươi. Ngươi có thể yên tâm, chẳng may bị chặn thì sao? Đây chính là xương tay đại đế, tuyệt đối không thể bị hoàng đạo khác cướp đi. Thế nhưng, đừng lề mề, nếu như ta không nhanh chóng xuất hiện, tất cả hoàng tộc hoàng đạo không chỉ sẽ tăng cường tìm kiếm, mà lúc nào cũng có thể khởi xướng vây kín đối với luân hồi bí cảnh, đến lúc đó coi như ngươi tới đó còn không thể nào vào được. Chỉ cần ta cao điệu xuất hiện, tất cả ánh mắt của hoàng tộc hoàng đạo sẽ trở lại trung vực, lập tức có thể cho ngươi tranh thủ cơ hội, cũng có thể cho luân hồi bí cảnh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Khương Phàm dùng sức nắm chặt bả vai Khương Qua, nghiêm túc nói. Nhất định phải đưa đế cốt đến luân hồi bí cảnh, nhất định. Khương Qua liên tục giãy giụa, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta sẽ nhanh chóng đưa trở đi, rồi trở về cùng ngươi. Bảo trọng. Chờ sau khi ta hấp dẫn lực chú ý, ngươi tìm cơ hội rời khỏi, còn phải che giấu khí tức đế huyết. Ta có thể cho Lôi Mã mấy giọt đế huyết không? Nó không thể bước lên bán thánh tại luân hồi bí cảnh, nhưng còn kém một chút như vậy, ta nghĩ 2-3 giọt hẳn là có thể kích phát tiềm lực, nếu như có thể tiến vào bán thánh, tốc độ khẳng định càng nhanh. Cho, 3 giọt không đủ, liền 5 giọt. Ta thay Lôi Mã cảm ơn ngươi. Khương Qua đột phá đưa tới chấn động kịch liệt ảnh hưởng đến mấy trăm dặm núi rừng, lập tức kích thích số lượng lớn tán tu. Bọn hắn kích động phóng tới, hô to gọi bậy, còn tưởng rằng lại có bảo vật xuất thế. Nhưng, ầm ầm, mặt đất sụp đổ, Khương Phàm hóa thân thành chu tước, nhấc lên dung nham cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Cảnh giới cường hoành, tư thái lộng lẫy, để đám người đang phóng tới khiếp sợ. Ta hoa mắt sao, đó là chu tước. Khương Phàm, là Khương Phàm lại còn ở thượng thương. Khương Phàm lại không về luân hồi bí cảnh, tới nay đều đã 7-8 ngày, ta còn tưởng rằng Khương Phàm đã nhanh rời khỏi trung vực rồi chứ. Hắn ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ đang uống đế huyết đột phá cảnh giới? Nhìn điệu bộ này, tựa như đã đột phá rồi. Quá ngoài ý muốn, cường giả hoàng tộc hoàng đạo của trung vực đều đang xông đến Tây Bộ, kết quả Khương Phàm lại còn ở đây. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, nhấc lên liệt diễm cuồn cuộn, lao thẳng đến trung tâm thượng thương cổ thành, một đầu va vào mảnh phế tích bừa bộn kia. Chẳng lẽ còn có bảo vật? Đế cốt sao? Chẳng lẽ còn có đế cốt? Thượng thương sôi trào, số lượng lớn ánh mắt đều phóng tới trung bộ, muốn chứng kiến mới đế cốt xuất thế. Khương Qua thừa dịp Khương Phàm hấp dẫn lực chú ý, lặng lẽ rời khỏi thượng thương. Tìm tới Long Lân Lôi Mã cất giấu ở bên ngoài sau đó bay lên không rời khỏi, từ bên trong tầng mây dày đặc lao tới Tây Bộ. Kế hoạch của hắn là rời khỏi trước mấy vạn dặm, sau khi tìm tới an toàn nơi, cho Long Lân Lôi Mã đột phá, sau đó càng nhanh chóng đi luân hồi bí cảnh hơn. Khương Phàm chìm ở bên trong địa tầng, không nhìn biển người đang nhanh chóng tụ tập trên mặt đất, thử dung hợp thiên mệnh thần thạch. Nhưng chiến giới tự thành không gian, tương đương với pháp trận hoàn chỉnh. Muốn cưỡng ép nhét thiên mệnh thần thạch vào, độ khó so mong muốn còn lớn hơn. Cũng may Đan Hoàng hiểu rất rõ cấu tạo của thiên mệnh chiến giới. Thiên mệnh chiến giới đã từng là thần binh, căn nguyên áp chế cảnh giới chính là dựa vào thiên mệnh thần thạch, hiệu quả về sau yếu bớt, chủ yếu là bởi vì tiêu hao năng lượng thần thạch ở bên trong.
theo lý luận mà nói, chỉ cần có thể nhét thần thạch mới vào liền có thể kích phát ra hiệu quả càng lớn hơn, trở lại vấn đề thần binh. Nhưng, thiên mệnh chiến giới đã xuất hiện vết nứt, đây không chỉ là đơn giản mấy vết nứt, là thần khí phòng ngự, muốn đánh nát cực kỳ khó khăn. Nếu như nát, mang ý nghĩa nội bộ đã nhận lấy trùng kích mãnh liệt. Có lợi có hại, lợi, là người có thể thông qua vết nứt, vào bên trong dung nhập thần thạch mới. Hại, là thiên mệnh chiến giới không chịu nổi ba khối thần thạch cùng tiến vào một chỗ. Thiên mệnh thần thạch rất khó trở lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng nương tựa theo thần thạch mới, duy trì đến thời kỳ hải hoàng, đạt tới vấn đề chuẩn thần khí, vẫn không có vấn đề. Bây giờ người có ba khối thiên mệnh thần thạch, sau này có thể tùy tiện sử dụng, không lo lắng vấn đề tiêu hao, sử dụng hết một khối lại dùng khối tiếp theo, trèo chống đến khi ngươi trở lại đỉnh phong vẫn không có áp lực chút nào. Đến lúc đó, nếu như ngươi không cần, còn có thể chuyển giao cho những người khác. Dưới sự chỉ đạo của Đan Hoàng, Khương Phàm đã bắt đầu thử dung hợp khối thiên mệnh thần thạch đầu tiên. Cùng lúc đó, tin tức Khương Phàm xuất hiện ở Thượng Thương đã nhanh chóng oanh động, lan tràn khuếch tán tại trung vực Minh Mông. Tất cả cường tộc lần lượt nhận được tin tức, cũng đều nhanh chóng truyền tin đến đội ngũ lùng bắt đi về hướng Tây, để bọn hắn lui về Thượng Thương. Trong này rút về nhanh nhất, thuộc về man hoang chiến tộc. Sớm tại thời điểm đế cốt vừa mới xuất hiện, bọn hắn bị man hoang đế tổ sai khiến tiến về Thượng Thương cổ thành. Bọn hắn đi từ khu vực Đông Bắc, đi ngang qua hơn 500.000 dặm Sơn Hà, rốt cuộc cũng đến được Thượng Thương, vừa tới nơi này biết được chuyện Khương Phàm đào ra ba khối bảo cốt. Mà chuyện xảy ra đã hai ngày, bởi vì đế cốt phong tồn trong thông thiên tháp, đế huyết bọn hắn mang theo không có cảm ứng, cho nên cũng không vào cổ thành tìm kiếm, chắc hẳn vì thế nên mới cho là Khương Phàm đã mang theo đế cốt chạy rồi, lập tức lùng bắt đến Tây Bộ. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, bọn hắn chia binh hai đường, ba vị thánh linh bắt đầu từ Thượng Thương, cẩn thận điều tra đến Tây Bộ, tộc trưởng thì tiếp tục vượt qua không gian, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khe nước đỏ nhánh. Sau đó từ nơi đó đi đến trung vực, lẫn nhau đối mặt bao vây tiêu diệt. Nhưng, ba vị thánh linh tại tìm tòi sau 7 ngày, vậy mà lại đạt được tin tức đến từ Thượng Thương, Khương Phàm còn đang ở cổ thành. Bọn hắn lập tức trở về, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Thượng Thương cổ thành, nhất định phải đuổi tới trước hoàng đạo khác, bắt lấy Khương Phàm, bắt lấy đế cốt. Cứ như vậy, ba vị man hoang thánh linh liền lao về Thượng Thương, Khương qua rời khỏi Thượng Thương phóng tới hướng Tây. Khoảng cách hai bên cuối cùng gặp nhau tại một chỗ cách Thượng Thương cổ thành 2 vạn dặm. Nếu như không phải Khương qua dừng lại lấy đế huyết cho Long Lân Lôi Mã dùng, man hoang thánh linh đang phóng tới giữa hư không có khả năng đều không phát hiện được vị trí của hắn. Nhưng, Khương qua vì để càng mau trở lại về luân hồi bí cảnh hơn, nên đã lấy đế huyết ra. Oanh! Ầm ầm! Long Lân Lôi Mã đau đớn hàng phục đế huyết, hấp thu năng lượng thần linh quý giá mạnh hơn, rèn luyện huyết mạch, tăng lên cảnh giới. Lôi chiều bạo động, vang vọng trong rừng rậm, cường quang chói mắt rọi khắp nơi trong đêm tối. Đế huyết mang tới biến đổi rất mãnh liệt, nhưng tương tự là đau đến không muốn sống. Thật giống như đang mạo phạm đại đế, phải bị trừng phạt. Chịu đựng, Khương Phàm rất nghĩa khí, nguyện ý cho ngươi càng nhiều đế huyết, ngươi ngàn vạn lần phải chống đỡ. Đế huyết có thể giúp ngươi biến đổi huyết mạch, có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Trước đó chúng ta xông sáo hải vực, tương lai càng phải chinh chiến thiên khải. Khương qua chống đỡ bạo động lôi chiều, bồi ở bên cạnh Long Lân Lôi Mã, khẩn trương cổ vũ cho nó. Giống, Long Lân Lôi Mã phát ra tiếng long ngâm to rõ, dáng người cao rong ròng mãnh liệt phồng lên, như truyền ra tiếng tạch tạch vỡ vụn, nó không chỉ có miệng mũi chảy máu, ngay cả vảy rồng đều chảy ra huyết thủy, giống như muốn bị tươi sống vỡ vụn. Chịu đựng. Khương qua hô to. Cổ động cho huynh đệ tốt của mình. Giống, giống giống. Long Lân Lôi Mã ngẩng đầu lên trời gào thét, cuồn cuộn lôi chiều mơ hồ ngưng tụ thành cự long, sôi trào khắp màn trời, chấn nhiếp dãy núi. Vài trăm dặm trong đêm tối, số lượng lớn yêu thú mãnh cầm đều kinh hãi nhìn ra xa, phảng phất thấy được lôi long đang thức tỉnh, từng luồng uy lực huyết mạch lôi uy mạnh hơn, giống như là sóng biển mãnh liệt lan tràn, để vô số mãnh thú sợ hãi tuyệt vọng, không dám loạn động. Long Lân Lôi Mã đau khổ kiên trì, cố nén vỡ vụn đau nhức luyện hóa đế huyết. Trước đó tại luân hồi bí cảnh nâng ly qua thánh huyết, hưởng dụng qua thánh cốt, nhưng bất đắc dĩ huyết mạch vẫn còn thiếu chút nữa, thật sự không có bước lên bán thánh, chuyện này khiến nó vô cùng xấu hổ. Tưởng tượng lại,
thời kỳ nó đã cùng Khương qua sông sáo hải vực, đều là cùng nhau hưởng dụng linh bảo, cùng nhau xuất sinh nhập tử, thiên phú cảnh giới của bọn hắn cơ bản giống nhau, cũng không có cảm giác đến cái gì. Nhưng, từ khi Khương qua biến đổi đến thiên phẩm linh văn, tiềm lực thiên phú đều thay xương đổi thịt, Lôi Mã bắt đầu phát giác được lực bất tòng tâm. Mặc dù khi Khương qua hưởng dụng bảo vật vẫn cùng nó chia sẻ như thường ngày, thậm chí tận lực cho thêm chút, nhưng nó biết mình khả năng không cách nào làm bạn với Khương qua đi quá xa. Huyết mạch nhận hạn chế, nó chỉ sợ dừng bước ở Niết Bàn đỉnh phong. Không nghĩ tới ông trời lại khai ân, cho nó cơ hội. Đế huyết, nó nhất định phải luyện hóa hết, nhất định phải biến đổi huyết mạch. Chỉ cần thành công, nó có thể trở nên mạnh hơn, liền có thể hưởng dụng càng nhiều bảo vật, liền có thể làm bạn với Khương qua đi càng xa, thậm chí đăng lâm thiên khải, nghênh chiến bách tộc thiên hạ. Giống, Long Lân Lôi Mã ngẩng đầu lên trời gào thét, trọn vẹn 5 giọt đế huyết, bành trướng thiêu đốt trong thân thể, rèn luyện huyết mạch, kích phát tiềm lực. Nương theo tiếng lốp bốp giòn vang, móng ngựa của Long Lân Lôi Mã đã bắt đầu thay đổi, trở thành vuốt rồng sắc bén, mà cái đầu ngựa kia lại còn sinh ra sừng rồng. Tốt, tốt, đây mới là hảo huynh đệ của ta, ha ha. Khương qua cười to, mừng thay cho Long Lân Lôi Mã. Long Lân Lôi Mã gào thét với trời. Lôi chiều cuồng kích thiên địa, tràn ngập ra long uy kinh khủng, trên vảy rồng đen kịt lại bắt đầu hiển hiện huyết văn. Cảnh giới, tại thời khắc này cường thế bước lên bán thánh. Long Lân Lôi Mã phấn chấn, Khương qua cười to. Huynh đệ tốt đồng sinh cộng tử hơn 30 năm, hận không thể ôm đứng lên. Đây đối với bọn hắn mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm. Nhưng, ầm ầm, lôi chiều cuồng kích không gian đột nhiên sụp đổ. Khí tức man hoang kinh khủng cuồn cuộn khắp đất trời. Một con quái vật hùng vĩ dữ tợn cao hơn 50 mét, nương theo không gian sụp đổ đạp thật mạnh trên lưng Long Lân Lôi Mã. Bành, răng rắc, lưng của Long Lân Lôi Mã vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, nó gào thét thật lớn, không đợi nó dãy giụa, quái vật trên lưng đã đưa một tay bóp lấy cổ của nó, răng rắc giòn vang, cái cổ Lôi Mã vỡ vụn, đầu lập tức cúi xuống dưới, lôi quang cường thịnh theo đó mà dập tắt. Khương qua cứng tại ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lôi Mã trước mặt mình. Đột nhiên xuất hiện kịch biến để hắn có chút hoảng hốt, giống như đột nhiên lâm vào huyễn cảnh. Oanh! Ầm ầm! Không gian lần nữa sụp đổ, ở phía sau hai bên trái phải, hai con quái vật hùng vĩ khác từ trong không gian loạn lưu đi ra, thân cao hơn 50 mét, toàn thân huyết hồng, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân bò đầy cơ bắp giống như huyết mãng, khuấy động lực lượng kinh khủng băng diệt sơn hà. Đế cốt, ở trên thân thể ngươi. Quái vật phía trước đá văng Long Lân Lôi Mã ra, ở trên cao nhìn xuống kẻ giống như con người, thân thể khôi ngô, hai cánh mở rộng ở sau lưng, ở dưới ánh trăng bỏ ra bóng đen kiềm chế. Khương qua lắc lư ánh mắt, nhìn Long Lân Lôi Mã chết thảm một chút, lại ngẩng đầu nhìn quái vật ở trước mặt, bờ môi khẽ nhúc nhích. Ngươi, ngươi giết, đệ ta. Quái vật chau mày, có chút cúi người, hai mắt tinh hồng giống như là cối xay cực lớn. Lóe ra ý lạnh bức người. Giao ra đế cốt, đê các ngươi toàn thây. Răng rắc. Hai con quái vật phía sau nắm chặt móng vuốt, bắp thịt cả người nhúc nhích, hai cánh mở rộng gần 100 mét, lúc nào cũng có thể chôn vùi vùng thiên địa này. Khương qua hô hấp dần dần lộn xộn, thân thể hùng tráng nhẹ nhàng run rẩy, con ngươi trong lúc đung đưa ngưng tụ lại. Một tiếng bạo hống, toàn thân sôi trào vận giáp trụ, yêu hỏa sửa mũ máu trước khi ra trận liệt. Cuồn cuộn giữa đất trời, cuồng kích khắp tám phương. Khương qua đạp tan đỉnh núi, nhấc lên liệt diễm kinh khủng, trọng quyền xuất kích, ngưng tụ vạn đường trọng quyền, cuồng kích man hoang thánh linh. Man hoang thánh linh lù lù bất động, hai cánh tụ lại về phía trước, giống như tường thành nặng nề đang chống đỡ tất cả liệt diễm. Tại lúc Khương qua giết tới trước mặt, trong chốc lát, hai cánh bỗng nhiên sốc lên, nó ném ra một quyền, không gian đổ sụp, cuồng lực cuồn cuộn. Khương qua lao vùn vụt lập tức nhấc lên, nhanh chóng mạnh mẽ, bước lên nắm đấm to lớn của man hoang thánh linh, lại phát động trong nháy mắt, toàn thân răng rắc giòn vang, hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, móng vuốt màu máu mở ra không gian, lao thẳng đến đầu man hoang thánh linh. Man hoang thánh linh đánh một quyền thất bại, nhưng vẫn lù lù như núi, hai cái cùng sừng nhọn xuyên trời tăng vọt ánh sáng, xông ra thiên ma uy. Đây là vũ khí bẩm sinh cường đại của man hoang chiến tộc. Có thể dung chuyển càn khôn, đánh xuyên cửu thiên. Ầm ầm, hai mảnh ánh sáng kịch liệt xoay tròn, thế như phong bạo,
càng giống như lôi chiều hủy diệt, rắn chắc đánh vào trên móng vuốt của Bá Thiên Yêu Hoàng. Bạo tạc kinh khủng dẫn bạo trời cao, sóng xung kích cường liệt chấn động to lớn, Man Hoang Thánh Linh bị đẩy lui vài chục bước, Bá Thiên Yêu Hoàng cường thế tung bay ra ngoài. Giống. Hai con Man Hoang Thánh Linh ở phía sau gào thét dã man, ma huyết sôi trào, thân thể tăng vọt, thẳng tới hơn 80 mét, thế như cự nhạc, năng lượng thực lực đều bạo tăng mấy phần. Bọn chúng cuồng kích hai cánh, đánh rách tả tơi hư không, một trước một sau chặn lại được bên cạnh Bá Thiên Yêu Hoàng. Tiếng ma hống đến điếc tai, ma khí cuồn cuộn, bọn hắn nhấc lên trọng quyền, vạch ra thanh chiều gào thét, đánh thẳng đến đầu Bá Thiên Yêu Hoàng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bá Thiên Yêu Hoàng xoay chuyển hai cánh, mạo hiểm tránh khỏi. Ầm ầm, Bá Thiên Yêu Hoàng sôi trào lên liệt diễm ngập trời, kịch liệt cuồn cuộn, thế như chiều dâng, ngưng tụ huyết trào đầy trời, tràn ngập khí tức bá liệt cực hạn, bao phủ cả khung trời. Ba con Man Hoang Thánh Linh ngẩng đầu lên trời hét lớn, không sợ hãi mà đạp không lao lên, trực tiếp dùng huyết nhục nghinh kích huyết trảo. Thân hình khổng lồ còn nặng nề hơn so với sơn nhạc, tốc độ di chuyển còn muốn tấn mãnh hơn so với cuồng phong, song quyền nhấc lên đều khuấy động uy lực phá diệt cường đại không có gì sánh kịp, có thể khinh thường cái gọi là võ pháp. Bầu trời hoắc loạn, bạo tạc nổi lên bốn phía. Ba tôn Man Hoang Thánh Linh đều xuyên qua hỏa triều, ngạnh kháng huyết trảo, giết tới trước mặt Khương Qua. Bá Thiên Chiến Vực. Hai mắt Bá Thiên Yêu Hoàng bắn máu tứ tung, toàn thân phun trào ra ba động cương mãnh đến cực hạn, khuấy động đất trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Không gian lay động mãnh liệt, cương khí hoành kích hết thảy. Ba tôn Man Hoang Thánh Linh bị đối diện đụng bay, muốn đánh rách tả tơi hư không nhanh chóng rút lui, lại phát hiện không gian bạo loạn vặn vẹo, lại trở nên vô cùng kiên cố. Ngay một khắc này, Bá Thiên Yêu Hoàng lại nổi lên liệt diễm, cuồng kích khung trời. Thập phương giai diệt, phượng hoàng sát kiếm. Ầm ầm. Không gian bạo động, hoắc loạn thiên địa, mà liệt diễm cuồn cuộn lại ngưng tụ ra 100.000 sát kiếm, mỗi chuôi lợi kiếm đều dài đến mười mấy mét, liệt diễm hừng hực, còn có phượng hoàng vần quanh. Theo Bá Thiên Yêu Hoàng nổi giận hét lớn, 100.000 phượng hoàng sát kiếm theo sát bạo động không gian, vạch ra vết nứt tinh mịn, toàn diện cuồng kích Man Hoang Thánh Linh. Giống. Ba tôn Man Hoang Thánh Linh nguy nga cưỡng ép ổn định. Giống như núi lớn chấn biển đóng chặt bên trong không gian đang cuồng bạo, bọn chúng hét lớn táo bạo, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể, thân thể to con tựa như một cái lò luyện, bắt đầu đốt cháy huyết nhục hải cốt, mỗi một tế bào đều bắn ra uy thế siêu cường. Chiến khu tăng vọt uy thế, cơ bắp hiển hiện chiến văn man hoang, ngạnh kháng lấy phượng hoàng sát kiếm tràn ngập đất trời. Ầm ầm, lít nha lít nhít tiếng bạo hưởng chấn động dãy núi, vang vọng trong đêm tối. Ba tôn Man Hoang Thánh Linh bị cưỡng bức đánh về phía mặt đất, toàn thân bị mở ra hơn ngàn khe nứt. Phượng Hoàng đưa tang. Bá Thiên Yêu Hoàng cuồng nộ gào lên, hoành hành trong không gian cuồn cuộn, dứt khoát giết tới trước mặt Man Hoang Thánh Linh đã đánh giết lôi mã kia. Muốn chết, giống. Man Hoang Thánh Linh bỗng nhiên xốc lên hai cánh, mặt đầy giận dữ, há miệng phát ra tiếng ma hống kinh khủng. Sóng âm cuồn cuộn chấn động không gian của Bá Thiên Chiến Vực. Bên trong phảng phất tràn ngập ma đạo pháp tắc, có vô số kỳ quang lấp lóe, có thể phá hủy sơn hà, chôn vùi thần hồn. Mặc dù phía trước có thiên quân vạn mã, trăm dặm sơn hà, đều có thể tùy tiện phá hủy. Nhưng, Bá Thiên Yêu Hoàng lại hoành hành không sợ, mặc cho thanh chiều xuyên qua cơ thể, chấn động đến be bét máu thịt, nhưng hắn vẫn dứt khoát tuyệt nhiên giết tới trước mặt. Man Hoang Thánh Linh nâng trọng quyền cuồng dã đánh bay Bá Thiên Yêu Hoàng. Bá Thiên Yêu Hoàng rên rỉ thê lương, hai mắt tinh hồng để lại huyết lệ, ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên đổ sụp, liệt diễm chói mắt đến cực hạn. Ầm ầm. Bá Thiên Yêu Hoàng trong chốc lát đã bộc phát ra bạo tạc khủng bố tuyệt luân, sụp đổ không gian, hủy diệt hết thảy, thánh uy cuồn cuộn, liệt diễm hoành hành, khuấy động mấy trăm dặm đất trời. Đây là truyền thừa cực hạn của Phượng Hoàng yêu tộc, Niết Bàn. Tại Bá Thiên Yêu Hoàng nơi này thì là Phượng Hoàng đưa tang. Có thể hấp thu tiềm lực toàn thân trong chớp mắt, phóng thích toàn bộ năng lượng của huyết nhục thần hồn, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng gần như thánh linh tự bảo. Vị Man Hoang Thánh Linh cao ngạo này không có chút chuẩn bị nào, liền bị thánh linh tự bảo khủng bố bao phủ, cánh tay vỡ vụn tại chỗ, chiến khu nguy nga vang huyết nhục tung tóe, theo chiều dâng gào thét lên bay ra ngoài. Ngay cả hai Man Hoang Thánh Linh khác đều không kịp chuẩn bị, bị bạo tạc cường hãn bao phủ. Bá Thiên Yêu Hoàng cực hạn phóng thích
sau đó mệt mỏi rơi xuống, mặc dù năng lượng trong chớp mắt cường hãn, nhưng cảm giác đau đớn mang tới thật giống như đang đi đến cái chết. Nhưng, hắn lại nhanh chóng khôi phục, trở lại đỉnh phong, nhanh chóng hoành hành bên trong năng lượng đang hỗn loạn. Song trào khấu chặt, máu bắn tứ tung. Sau khi hắn luyện hóa đế huyết, thay đổi rõ rệt nhất chính là này đôi móng vuốt màu máu này, trình độ sắc bén còn mạnh hơn thánh binh. Man hoang thánh linh bị đối diện nổ bay, đã bay ra hơn 50 dặm, đập vào trong đống đá sụp đổ, thân thể vỡ vụn, nội tạng chảy ngang. Cứ việc lọt vào thánh linh tự bạo trùng kích, lại còn không có hoàn toàn nổ nát vụn, có thể thấy được lốm đốm man hoang chiến khu khủng bố. Nhưng, một kích đột nhiên này cũng đã nổ nó gần chết, nhất là ý thức, hỗn loạn, mơ hồ. Ầm ầm, bá thiên yêu hoàng hoành không giết tới, dương cánh trăm mét, lệ khí cuồn cuộn, bá thiên chiến vực khởi động, hoắc loạn thiên địa. Man hoang thánh linh bỗng nhiên bừng tỉnh, trước tiên liền muốn đánh rách tả tơi hư không, cưỡng ép rời khỏi, nhưng vẫn chậm mấy phần, bị bạo động bao phủ, áp chế cơ hội thoát thân của hắn. Phốc phốc, bá thiên yêu hoàng nhanh chóng lao xuống, một móng vuốt chế trụ đầu, đâm rách xương sọ, thẳng tới óc, một móng vuốt ngăn chặn lồng ngực, xuyên qua da thịt rách dưới, bắt lấy nội tạng. Không chần chờ chút nào, móng vuốt tùm huyết quang, mãnh liệt kéo lấy. Hống hống hống. Man hoang thánh linh tức giận gào thét, muốn giãy giụa. Hắn đã chủ quan, tam thánh vây bắt, nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không có sử xuất toàn lực, không nghĩ tới. Chết! Thiên yêu hoàng vỗ cánh bay lên trời, mang theo cái đầu to lớn còn có trái tim mênh mông. Ngay sau đó yêu hỏa nhấc lên đầy trời, phối hợp với bá thiên chiến vực bạo động, tràn ngập đất trời đánh nát man hoang thánh linh rách dưới. Giống! Hai man hoang thánh linh khác phát giác được đồng bạn chết thảm, bọn hắn chấn kinh càng tức giận, hai cái sừng trên trán xông lên thiên ma uy, cường quang chói mắt, sán lạn như lôi chiều, năng lượng cuồn cuộn, ma uy mãnh liệt cái thế. Oanh! Ầm ầm! Bốn mảnh cường quang hủy diệt xuyên qua không gian, từ hai vị trí giao thoa đánh về phía bá thiên yêu hoàng, cơ hồ trong chớp mắt đã giết tới gần. Bá thiên yêu hoàng vỗ cánh bay lên trời, mạo hiểm né tránh bốn mảnh ánh sáng hủy diệt. Nhưng vẫn bị ba đường đánh trong đó xuyên đôi cánh cùng lồng ngực, mang theo máu tươi thảm liệt đổ xuống. Ma uy mạnh mẽ vô tình đánh hắn bay hơn 10 dặm, nện vào trên phế tích. Một man hoang thánh linh chấn động hư không, dẫn đầu giết tới trước mặt bá thiên yêu hoàng, không còn chủ quan, không còn lưu tình, liền há mồm phun ra tiếng ma hống kinh khủng, bao phủ bá thiên yêu hoàng, nổ hắn hỏa vũ tung bay, nhanh chóng xé rách vết thương. Ngay sau đó, trên trán hắn nổi lên linh văn mà con người mới có, là đường vân đoàn mê vụ màu đen. Linh văn, hư vô. Đây là thời đại hồng hoang, hai vị đế quân trong nhân tộc tạo nên bọn hắn, đế quân linh văn, hư vô linh văn, có thể khiến càn khôn chôn vùi, vạn vật trở về hư vô. Một mảnh hắc ám tĩnh mịch mãnh liệt lao ra, theo man hoang thánh linh vung mạnh quyền, đánh về phía bá thiên yêu hoàng trọng thương hôn mê. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một mảnh lôi chiều liền đánh xuyên không gian, hung hiểm chặn lại được trước mặt bá thiên yêu hoàng. Là long lân lôi mã. Trước đó cũng không hề hoàn toàn chết hết, sinh mệnh nguyên hỏa yếu ớt tại thời khắc này kích phát toàn bộ tiềm lực, thế như lôi long, uy phong lẫm liệt, nhưng trong đôi mắt kia lại lóe ra bi thương nồng đậm. Huynh đệ, không thể nào lại giúp ngươi. Hãy bảo trọng. Thay ta, nhìn phong cảnh thiên khải chiến trường. Thay ta, cố gắng sống sót. Ánh mắt long lân lôi mã chỉ liếc nhìn bá thiên yêu hoàng liền truyền tình nghĩa nồng đậm ở giữa huynh đệ bọn họ. Trong nháy mắt, chiều dâng chôn vùi hoành kích mà tới, va chạm long lân lôi mã, cùng với tiếng oanh minh bắn nổ, long lân lôi mã bị bóng tối bao trùm, triệt để chôn vùi. Cơn chiều dâng chôn vùi mang theo uy lực kinh người, đánh tan rã long lân lôi mã, cũng đánh về phía bá thiên yêu hoàng. Nhưng long lân lôi mã cưỡng ép chặn đường, vẫn tranh thủ cho bá thiên yêu hoàng thời gian ngắn ngủi. Liệt diễm cuồn cuộn, hai cánh chấn kích, hiểm lại càng hiểm thoát sinh từ bên dưới chiều dâng chôn vùi. Ngươi giết thánh linh chiến tộc của ta, hôm nay không giữ ngươi lại được. Man hoang thánh linh ngực bụng cuồn cuộn, hét lớn như sấm, sóng âm tăng vọt mấy lần, bên trong như là có lôi đình trùng kích, xiềng xích tiêu xạ. A! À, bá thiên yêu hoàng nhanh chóng lao vùn vụt, tiếng gáy to thảm thiết khắp trời, khóe mắt đổ xuống huyết lệ. Hắn dứt khoát kiên quyết. Lần nữa kích phát bá thiên chiến vực, giết qua man hoang thánh linh ở phía dưới. Đến đây, tới nhận lấy cái chết.
Man hoang thánh linh hét lớn đến rung trời, chiến khu nguy nga thiêu đốt huyết mạch, kích ra tiềm lực toàn thân, hai cánh chấn kích mãnh liệt, ngang nhiên lao thẳng đến bá thiên yêu hoàng. Ở bên ngoài hơn 60 dặm, man hoang thánh linh khác kia đã bắt đầu vận dụng chiến kỹ cấm kỵ của man hoang, chiến thần phẫn nộ. Thánh vương thiên khải, thuộc cấp trung thành nhất của ngài, mong mỏi lực lượng thánh vương từ ngài, diệt sát cường địch, bảo vệ vinh quang của man hoang chiến tộc. Man hoang thánh linh vỗ mạnh hai cánh, đưa thân vào trong hư không, đường vân màu đen lan tràn khắp cơ thể, trong chớp mắt, hắc ám bạo động, năng lượng vô hình khuấy động thâm không, cùng man hoang chiến tộc ở thánh vương thiên khải phía xa sinh ra liên hệ. Bất luận người thừa kế thiên phẩm gì, đều có tư cách lựa chọn người mạnh hơn trong tộc ký kết liên hệ, ký kết lực lượng. Vị man hoang thánh linh này ký kết khế ước giả với thánh vương thiên khải cấp thống soái trấn thủ man hoang. Sâu trong bóng tối vô tận, điểm cuối cùng của hư không mênh mông, một nguồn năng lượng kinh khủng khôi phục, không nhìn không gian ngăn trở, cơ hồ trong chớp mắt đã mãnh liệt lao tới. A! À, toàn thân man hoang thánh linh cứng ngắc, gánh chịu lấy uy lực thánh vương, thực lực tăng vọt, kém xa thánh vương chân chính, nhưng lại bắt đầu nhanh chóng tới gần. Bá thiên yêu hoàng đã nhận ra năng lượng ở xa xa, nhưng hữu tâm vô lực, hắn thực sự ép không được quái vật kinh khủng trước mặt này. Man hoang chiến tộc, không hổ là xưng bá hồng hoang, cũng là siêu cấp chiến tộc truyền thừa đến nay. Không có lực lượng gì sánh kịp, tốc độ siêu nhiên tuyệt luân, còn có thể nắm không gian trong tay, thật sự là ác mộng của toàn bộ sinh linh. Ầm ầm. Sau khi man hoang thánh linh cùng bá thiên yêu hoàng cuồng dã oanh kích, liền quả quyết rút lui ra hơn 10 dặm, nói với thánh linh đã mở ra truyền thừa cấm kỵ nơi xa. Tới đổi cho ta. Man hoang thánh linh kia tăng vào thực lực đánh rách tả tơi hư không, ngang nhiên giết tới phía trước, toàn thân bò đầy vằn đen, tràn ngập uy thế khủng bố tuyệt luân, không đợi lao thẳng đến bá thiên yêu hoàng, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Thanh chiều cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi trời cao, giống như lôi chiều hoang cổ, càng giống như xiềng xích hủy diệt, cưỡng ép giết tới. Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Bá thiên yêu hoàng chấn kích hai cánh, huyết văn xé rách da thịt, phóng xuất ra chiến kích nhanh nhẹn dũng mãnh, trong chớp mắt, phạm vi không gian trăm dặm kịch liệt ba động, thiên phiên địa phúc, nhấc lên năng lượng, ngay thanh chiều kinh khủng đều bị cưỡng ép đảo loạn, man hoang thánh linh giết tới gần kia càng mất khống chế, giống như muốn bị thiên địa mai táng, bị cưỡng ép vỡ nát. Nhưng man hoang thánh linh đã sinh ra liên hệ cùng thánh vương, cảnh giới thực lực đã cao hơn trước đó, hắn cưỡng ép ổn định, kích phát linh văn chôn vùi, một mảnh hắc ám tĩnh mịch bộc phát năng lượng từ toàn thân, nghịch loạn bá thiên chiến kỹ, cuốn về phía bá thiên yêu hoàng. Bá thiên yêu hoàng trung quy vẫn là thánh linh tân tấn, các mặt đều yếu hơn man hoang thánh linh, nếu như không phải huyết mạch đặc thù, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bá thiên chiến kỹ diệt vong, bá thiên yêu hoàng chật vật chạy trốn. Man hoang thánh linh khác kia chấn động hai cánh, đưa thân vào trong hư không, mở ra truyền thừa cấm kỵ, chiến thần phẫn nộ. Tuy nhiên, người hắn ký kết khế ước rất đặc biệt, chính là tộc trưởng đương thời. Bây giờ khẳng định tộc trưởng đang đuổi từ Tây Bộ đến nơi này, mà tin tức từ Thượng Thương Cổ Thành cũng chưa có truyền đến nơi đó, nhưng chỉ cần hắn mở ra chiến thần phẫn nộ liền có thể mượn tới năng lượng từ tộc trưởng nơi đó, cũng có thể thông báo tộc trưởng, tình huống có biến. Nơi này đang mở ra chiến thần phẫn nộ, nơi đó bắt đầu cuồng ngược bá thiên yêu hoàng. Bá thiên yêu hoàng cuồng nộ đại chiến, lại biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, có thể chống đỡ được kẻ trước mặt này đã là cực hạn, chờ sau tên kia giết lên tới, hắn chỉ có kết quả bị xé sống, mà kiên trì không đến ba hiệp. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi? Hắn gánh vác sứ mệnh Khương Phàm ban cho, rõ ràng hơn sự quan trọng của mảnh bảo cốt này đối với luân hồi bí cảnh. Đế cốt không chỉ có thể cứu vãn luân hồi bí cảnh, càng có thể cứu vãn cục diện bị động bây giờ của bọn hắn. Nếu như rơi xuống trong tay man hoang chiến tộc, lấy thực lực kinh khủng nơi đó, bọn hắn đừng nghĩ trở về. Làm sao bây giờ? Hắn không sợ chết, chỉ sợ phụ lòng chờ mong, thậm chí biến thành tội nhân. Răng rắc, bá thiên yêu hoàng thoáng phân thần, bị man hoang thánh linh phát động trọng quyền rắn chắc đánh vào phía sau lưng, xương cột sống vỡ vụn tại chỗ. Man hoang thánh linh nắm lấy cơ hội, hai cánh mãnh liệt chấn kích, chấn vỡ hư không đuổi kịp bá thiên yêu hoàng, một bàn tay to lớn tráng kiện vô tình bắt lấy hai cái cánh, tàn nhẫn xé rách. Phượng hoàng, phá diệt kiếm. Bá thiên yêu hoàng không chần chờ chút nào, trước một khắc khi hai cánh bị xé rách xuống, hắn đã thả ra toàn bộ hỏa vũ ở phía trên,
lấy ý thức khống chế, lấy huyết mạch thôi động, kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ thành kim kiếm trăm mét. Kim quang sáng chói, sắc bén chói mắt, phảng phất phượng hoàng dương cánh, không nhìn không gian bạo kích. Phốc phốc, man hoang thánh linh vô tình kéo xuống hai cánh, máu vẩy bầu trời, nhưng phượng hoàng phá diệt kiếm trong chớp mắt đã đánh xuyên đầu man hoang thánh linh, từ cằm đâm vào, từ đỉnh đầu liền xông ra ngoài. Phượng hoàng gãy cánh, bi thảm rơi xuống. Man hoang thánh linh bị đâm xuyên đầu, đau đớn gào lên rung trời. Hống hống hống, ta đến rồi. Xa xa, man hoang thánh linh kia thấy cảnh này, con mắt đều trợn tròn. Man hoang chiến tộc cao ngạo chưa bao giờ chật vật qua như vậy, ba thánh linh vây bắt một con phượng hoàng, vậy mà lại một chết một phế. Trước đó chủ quan, có thể thông cảm được, bây giờ lại còn bị trọng thương, đơn giản sỉ nhục. Hống hống hống, man hoang thánh linh bị đánh xuyên đầu càng là tức giận không kiềm chế được, bây giờ hắn đã mượn dùng uy lực thánh vương, ý thức đều có chỗ liên hệ cùng thánh vương. Dưới loại tình huống này lại bị đánh xuyên đầu, quả thực là sỉ nhục, càng là lăng mạ thánh vương. Bá thiên yêu hoàng rơi xuống tại trong phế tích, không có hai cánh, xương sống vỡ vụn, hắn chỉ là thánh linh tân tấn, dưới sự vây bắt của tam thánh có thể làm được đến tình huống này đã là cực hạn. Làm sao bây giờ? Phải làm sao? Đế cốt tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng bây giờ vẫn còn có hai thánh linh, hắn đã dùng qua niết bàn. Liền xem như hoàn toàn tự bạo đều miễn cưỡng có thể nổ chết một cái. Chẳng lẽ, phải hủy đi đế cốt sao? Bá thiên yêu hoàng nằm nhoài trong phế tích, huyết nhãn lắc lư, nghĩ đến chủ ý tàn nhẫn. Đế cốt, bây giờ thứ có thể ỷ vào duy nhất để liều chết chiến một trận, chính là đế cốt. Khương Phàm, thiên hậu, xin lỗi rồi. Bá thiên yêu hoàng đột nhiên triệu ra một mảnh đế cốt đẫm máu, hung hăng đâm vào lồng ngực. Trực tiếp cắm vào trái tim. Đế huyết trong nháy mắt trà trộn vào minh mông huyết hải của hắn, đây cũng không phải là mấy giọt hơn 10 giọt, mà là trên trăm giọt, mỗi giọt đều ẩn chứa đại đạo ảo diệu cực hạn, càng ẩn chứa đế uy kinh khủng. A! À, bá thiên yêu hoàng ngẩng đầu gào lên đau đớn, toàn thân căng cứng, trái tim bành trướng nhảy lên giống như muốn vỡ nát, tràn ngập đế huyết quét sạch mạch máu toàn thân, số lượng lớn mạch máu vỡ nát, xương cốt cứng cỏi đều giống như muốn vỡ vụn. Minh mông huyết khí trùng kích khắp người, càng nhấc lên ra phía ngoài, giống như hỏa diễm màu máu, cháy hừng hực. Hắn thế nào? Hai vị thánh linh vô hạn tới gần thánh vương lần lượt dừng ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn phượng hoàng đang giãy giụa gào thảm ở phía dưới. Bộ dáng dữ tợn nhìn dọa người kia, tràn ngập huyết khí càng là kinh hồn nhiếp phách, để bọn hắn đều cảm nhận được e ngại. Đại diệu thiên kinh, bá thiên yêu hoàng đau đớn giãy giụa. Điên cuồng thúc dục nội công tâm quyết, luyện hóa đế huyết bên trong đế cốt, kích ra tiềm lực của mình. Là lạ, đây là đế huy. Hắn đang hấp thu đế huyết. Hai vị man hoang thánh linh bỗng nhiên biến sắc. Ngăn hắn lại. Hai man hoang thánh linh sôi trào ma khí giống như con sông, cuồn cuộn ra khắp nơi, bọn hắn đánh rách tả tơi hư không, trực tiếp giết tới trước mặt bá thiên yêu hoàng, hai tay phồng lên, ma huyết sôi trào, bạo kích trong chốc lát khiến cho không gian vỡ vụn. Nhấc lên vết nứt kinh người, đánh ra uy lực thánh vương. Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Bá thiên yêu hoàng ngẩng đầu điên cuồng gào thét, hoàn toàn không để ý đau đớn tiêu hao, mặc cho đế huyết còn đang sôi trào trong cơ thể, cưỡng ép thi triển chiến kỹ hủy diệt. Ầm ầm, huyết khí cuồn cuộn, cương khí tàn phá bừa bãi, từng luồng chiều dâng kinh khủng khuấy động trong chớp mắt, phạm vi không gian trong năm 300 dặm kịch liệt ba động, giống như một bức tranh muốn bị xé nát. Bất luận núi sông hay là mặt đất, lại hay là khung trời, nhiều hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, ngay sau đó kịch liệt cuồn cuộn, vạn vật sụp đổ, giống như muốn triệt để trở về với hỗn độn. Hai man hoang thánh linh giết tới gần đứng mũi chịu sào, cánh tay vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, ma khô nguy nga bay lên khỏi mặt đất, mất khống chế nhấc lên trong cuồng chiều thiên phiên địa phúc. Bá thiên yêu hoàng cưỡng ép phóng thích đế uy kết quả chính là tâm mạch trọng thương. Xương cốt toàn thân cùng huyết nhục đều thành phiến vỡ nát, nhưng, hắn đã điên cuồng, đã bạo tẩu, đã cuồng loạn, ầm ầm, ầm ầm, huyết khí ngập trời, cường quang vô biên, đế uy vặn vẹo càn khôn, thập phương giai diệt, phượng hoàng sát kiếm. Bá thiên yêu hoàng không lo được an nguy của mình, hắn vẫn tiếp tục kích ra đế uy cùng năng lượng. Ầm ầm, không gian đại bạo động, hoắc loạn thiên địa. Liệt diễm cuồn cuộn ngưng tụ lại 100.000 thanh sát kiếm,
mỗi chuôi lợi kiếm đều dài đến 30-50 mét, liệt diễm hừng hực, có phượng hoàng vần quanh, càng có đế uy cuồn cuộn. Theo tiếng hét lớn đầy giận dữ của Bá Thiên Yêu Hoàng, 100.000 phượng hoàng sát kiếm theo không gian bạo động, bao phủ đất trời, vạch ra vết nứt tinh mịn, toàn diện cuồng kích man hoang thánh linh. Thánh Vương, hãy giao phó uy lực Thánh Vương cho chúng ta. Hai vị man hoang thánh linh chật vật nhấc lên trong trời đất bạo loạn, bọn hắn dốc hết toàn lực ổn định toàn thân, huyết mạch cuồn cuộn, ma khí vô biên, bọn hắn trừng trừng hai mắt, mặt đầy dữ tợn, nương theo tiếng ma giống, nhấc lên hư vô, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, phảng phất cưỡng ép chống ra lỗ đen vô tận, muốn chôn vùi hết thảy mọi thứ ở xung quanh. 100.000 thanh phượng hoàng sát kiếm tràn ngập đất trời giáng lâm xuống, số lượng lớn kiếm chiều trong nháy mắt tiêu vong, bị năng lượng chôn vùi tiêu trừ, nhưng kiếm chiều cuồn cuộn không dứt, số lượng 100.000, chấn nick thiên địa, phảng phất phượng hoàng đánh giết, càng giống huy kiếm của đại đế. Phốc phốc phốc, mấy trăm thanh phượng hoàng sát kiếm vượt qua hư vô, xuyên qua thân thể của bọn hắn, uy lực đế huyết đặc biệt ở bên trong lại chặt đứt liên hệ giữa bọn hắn cùng Thánh Vương. Trong nháy mắt, cảm ứng với Thánh Vương biến mất, năng lượng thần bí cũng đã biến mất, suy yếu do chiến thần phẫn nộ mang tới nhanh chóng quét sạch toàn thân. Bọn hắn bỗng nhiên suy yếu, không gian hư vô được tạo thành trong nháy mắt vặn vẹo, ngay sau đó, thiên phiên địa phúc, chiến kỹ hư vô của Phượng Hoàng hoàn toàn bị tiêu diệt, còn thừa lại hơn 30.000 thanh Phượng Hoàng sát kiếm tràn ngập đất trời bao phủ tới. Huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt bay lên. Hai man hoang thánh linh bị trực tiếp rạch ra hơn mấy ngàn vạn mảnh, ngay cả linh hồn đều bị chém chết. Chiến tranh, cứ thế mà dừng. Tuyệt sát bá liệt, vô địch thắng cục. Không gian cuồn cuộn từ từ khôi phục lại bình tĩnh, phạm vi hơn 300 dặm sơn hà triệt để biến thành phế tích, cỏ cây không còn, đường sông khô kiệt, sương mù mông lung tràn ngập năng lượng bá liệt giữa thiên địa, kéo dài không tiêu tan. Nhưng, Khương Qua nằm nhoài trong vũng máu, thân thể đã rách dưới giống như là bùn nhão, toái cốt cùng huyết nhục đều dính đến một chỗ, vô cùng thê thảm. Đế huyết thả ra năng lượng quá mạnh, cũng vô tình phế hắn đi. Ý thức của Khương Qua trời đất quay cuồng, tầm mắt nặng nề, hắn cực lực gìn giữ tỉnh táo, nhưng suy yếu tựa như thủy triều đang bao phủ lấy hắn, kéo hắn vào đáy hồ, xung quanh càng ngày càng đen tối, ý thức càng ngày càng hôn mê. Đế cốt còn cắm ở trái tim, không ngừng liên tục phóng thích ra đế uy, tàn phá lấy thân thể đã rách ngướp của hắn. Nhưng, Khương Qua đã không có sức lực để rút ra. Khương Qua, ngươi không thể ngủ, ngươi không thể nào ngủ ở chỗ này. Khương Qua run rẩy dãy giụa. Thanh thế bạo động ở nơi này quá to lớn, nói là truyền khắp ngàn dặm rừng rậm đều không quá đáng chút nào, nếu như kinh động đến hoàng tộc hoàng đạo đang lùng bắt, tất cả cố gắng của hắn đều muốn uổng phí. Đáng chết, đứng lên, rời khỏi chỗ này đi. Khương Qua thấp giọng nỉ non, cực lực muốn khôi phục thương thế, nhưng thân thể bị cưỡng ép phá hủy giống như là đã hao hết tất cả tiềm lực, đế huyết tàn phá càng giống là muốn triệt để xé nát hắn. Khương Qua, Khương Qua. Khương Qua la lên tên mình, nhưng ý thức khi thì hoảng hốt, khi thì hắc ám, vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ tại biên giới hôn mê, thân thể càng không bị khống chế, ngay cả khối xương đều không động được. Dần dần, hắn không cảm giác được đế huyết tàn phá đau đớn mang tới, cũng không cảm giác được thân thể mình, giống như ý thức cùng linh hồn đang suy yếu, đang thong thả đi đến cái chết. Khương Qua, không được chết, không thể chết, ngươi còn phải đi đưa đế cốt. Nơi đó còn có rất nhiều người đang chờ ngươi. Khương Qua, ta van cầu ngươi, để cho ta đưa đế cốt đi qua. Khương Qua, không được chết ở chỗ này, ngươi không thể. Khương Qua càng ngày càng lâm vào hôn mê, sinh mệnh nguyên hỏa mệt mỏi tại ung dung dập tắt. Vào lúc này, phốc, một tảng đá cháy khét bị dẫm nát, dâng lên thanh âm yếu ớt trong phế tích tĩnh mịch. Khương Qua có chút hoảng hốt, ý thức sắp chết thoáng khôi phục. Phốc. Lại là thanh âm một khối đá cháy bị dẫm nát, từ chỗ rất xa ung dung bay tới. Có người đến. Là ai? Khương Qua hoảng hốt lấy, là ảo giác sao? Phốc, phốc. Đá cháy xốp, nhẹ nhàng đạp xuống liền biến thành đất khô cằn. Một thân ảnh nhỏ yếu gầy gò từ trong phế tích đằng xa đi tới. Khương Qua không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được bước chân rất nhẹ, mà tốc độ không nhanh. Sẽ là ai? Trong con mắt ảm đạm của Khương Qua hơi nổi lên sáng rực. Khi thân ảnh kia đi qua phế tích, đi tới phía trước thịt nhão đầy đất. Là một nữ tử bộ dáng thanh tú, thân hình gầy gò, kiều nhan tú mỹ,
làn da hơi có vẻ tái nhợt, tầm mắt cụp xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai? Khương Qua thì thào nói nhỏ, ý thức hôn mê không thể kiên trì được nữa, lâm vào bóng tối vô tận. Trạng vạng tối vào 3 ngày sau. Không gian sụp đổ, vết nứt cuồng kích khung trời, ba động khủng bố cuồn cuộn trong phế tích, kinh dị mãnh thú hung cầm tụ tập ở chỗ này. Một thân ảnh khôi ngô hùng vĩ giáng lâm, toàn thân huyết hồng, gương mặt dữ tợn, đầu sinh 2 sừng, cõng lấy 2 cánh, thân thể cao hơn 50 mét tràn ngập áp bách để vạn vật sợ hãi tuyệt vọng. Man Ngao, tộc trưởng man hoang chiến tộc, siêu cấp chiến ma thánh vương cảnh. Tại thời điểm vị thánh linh tộc kia bắt đầu dùng, chiến thần phẫn nộ cùng hắn sinh ra liên hệ, hắn không chỉ có dâng tặng năng lượng, còn xuyên suốt ý thức, tựa như là đích thân tới chiến trường, đã trải qua trận chém giết kia. Vào thời khắc cuối cùng đột nhiên cắt đứt liên lạc, mang ý nghĩa thánh linh đã chiến tử. Đế cốt, bị Phượng Hoàng bảo vệ. Nhưng, hắn từ Tây Bộ chạy tới nơi này, trên đường đi từ đầu đến cuối không có phát giác được bất cứ khí tức đế huyết gì. Theo lý thuyết mà nói thích Phượng Hoàng kia đã cưỡng ép dung hợp đế cốt, khẳng định toàn thân đều sôi trào thánh uy đặc biệt, bằng vào vũ khí đế tổ cho, hẳn là có thể rõ ràng phát giác được. Hắn đi đâu? Là đi đường vòng đến những nơi khác? Hay là bị đế cốt hại chết? Hay lại là xuất hiện ngoài ý muốn khác? Man Ngao từ không trung đi xuống, đứng ở trong phế tích bừa bộn. 3 ngày, nơi này đã bị đám yêu thú chà đạp rách mướp. Máu tươi toái cốt để lại cũng đều bị xử lý. Man Ngao xếp bằng ở trong phế tích, nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Ầm ầm, không gian cuồn cuộn, vặn vẹo ra gợn sóng thật lớn, ngay sau đó lại nổi lên hình ảnh tưng bừng hỗn loạn. Có liệt diễm ngập trời, có phượng hoàng dương cánh, còn có man hoang thánh linh gào thét ác chiến. Chính là hình ảnh chiến trường sau khi vị man hoang thánh linh kia mượn tới uy lực thánh vương. Đây cũng là chỗ đặc biệt của chiến thần phẫn nộ, có thể thông qua hư không truyền đến lực lượng, càng có thể thông qua hư không ghi chép hình ảnh chiến tranh ngay lúc đó. Cảnh giới chiến đấu càng cao, dấu vết lưu lại tại hư không càng rõ ràng. Man Ngao như đang hóa thân thành vị thánh linh kia, đặt mình vào chiến trường hỗn loạn. Nhưng hắn không phải đang trải qua chiến đấu, mà đang quan sát đến thiên địa hắc ám, rừng rậm sợ hãi xung quanh. Lặp đi lặp lại, một lần lại một lần. Rốt cuộc, ánh mắt Man Ngao cũng dừng lại, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, ngóng nhìn bầu trời đêm phương xa, tại đỉnh một ngọn núi cao nguy nga, nơi đó có một thân ảnh phiêu miểu. Mặc dù khoảng cách rất xa, hình ảnh ghi chép mơ hồ, không nhìn thấy cụ thể bóng dáng, nhưng đối với Man Ngao mà nói đã là đủ rồi. Điều này nói rõ trận chiến đấu ngay lúc đó đã hấp dẫn người xem chiến. Cũng mang ý nghĩa, có người đã mưu được lợi bất chính. Khương Phàm giấu đến trong địa tầng sau 2 ngày, 108 người mặc áo bào đen giá lâm thượng thương cổ thành, khí tức túc sát lạnh thấu xương, để cường giả tụ tập ngoài thành đều rét run toàn thân. Là hắc luyện yêu binh của Chu Thiên Thần Điện sao? Không nghĩ tới người của Chu Thiên Thần Điện lại đến trước. Không đúng, tin tức Khương Phàm ở lại thượng thương chỉ mới truyền ra 2 ngày mà thôi, tất cả chi đội điều tra của các hoàng đạo hẳn là vừa mới nhận được tin tức. Đang từ Tây Bộ trở về, sao bọn hắn lại đến nhanh như vậy được? Hắc luyện yêu binh là cái gì, sao ta chưa từng nghe nói qua? Hắc luyện yêu binh là chi đội quan trọng của Chu Thiên Thần Điện tại Thiên Khải chiến trường, lệ thuộc dưới trướng Đại Thống Soái Thiên Khải. Bọn hắn đến hạ giới từ lúc nào rồi? Các ngươi còn không biết đấy thôi, lúc trước sau khi thân phận của Khương Phàm vừa mới thông cáo thiên hạ, Chu Thiên Thần Điện đã điều chi đội từ Thiên Khải chiến trường xuống. Tự mình phụ trách lùng bắt Khương Phàm. Bọn hắn, rất mạnh. Cũng không ai biết, trên trời xuống, nghe nói là Chu Thiên Thần Điện chủ hoạch kiến lập chiến đội chuyên để săn giết yêu tộc. Chu Thiên Thần Điện là chí tôn hoàng đạo, bọn hắn xây dựng chi đội có thể có kém sao? Khương Phàm còn đang ở trong thành sao? Hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Mọi người đưa mắt nhìn 108 người mặc áo bào đen kia đi qua cửa thành, đến thượng thương cổ thành, tất cả đều kích động đi theo. Muốn nhìn phong thái siêu cấp chiến đội của chí tôn hoàng đạo tại Thiên Khải chiến trường một chút. Khương Phàm thật sự vẫn còn tại thượng thương. Hắn đã có được đến 3 khối đế cốt, hẳn là nên trốn về luân hồi bí cảnh, vì sao còn muốn ở lại nơi này. Nam tử cầm đầu là một trong 5 đội trưởng của hắc luyện yêu binh, Dương Thanh. Trước đó bọn hắn là lùng bắt Khương Phàm tại hải vực Bắc Bộ, 1 tháng trước sự kiện vạn đạo thần giáo bộc phát, được lệnh triệu lui về. Sau khi chuẩn bị trở về thần điện phục mệnh, lại thẳng đến Tây Bộ.
Gần đây vừa vặn đi qua Thượng Thương Cổ Thành, đạt được tin tức Khương Phàm còn ở nơi này. Phó đội trưởng Hứa Minh nói. Bốn phân đội khác sẽ đi qua nơi này vào mấy ngày gần đây nhất, chúng ta đợi bọn hắn, hay là xâm nhập điều tra. Trước tiên chúng ta cần xác định phải chăng Khương Phàm ở chỗ này. Đều giữ vững tinh thần, chúng ta phải đối mặt với kẻ đã từng là thần hoàng, hắn có thể sống dưới sự lùng bắt của các phương bên đến bây giờ, cũng không phải may mắn. Dương Thanh khuếch tán con ngươi, tràn đầy hốc mắt, lại nhìn không có chút tròng trắng mắt nào. Bọn người Hứa Minh nhắm lại mắt, lần nữa mở ra, trong hốc mắt toàn bộ đã là màu đen. Hắc yêu đồng, có thể nhìn thấu bản chất thú văn nhân tộc, cũng có thể nhìn thấu bản thể con người hóa thân thành yêu thú. Coi như yêu thú tận lực che giấu, cũng có thể bị bọn hắn tinh chuẩn phát hiện. Đây cũng là một trong những bí thuật để hắc luyện yêu binh bọn hắn có thể danh chấn thiên khải, khiến cho yêu tộc kiêng kỵ. 108 người mặc áo bào đen xâm nhập Thượng Thương, tìm kiếm tung tích Khương Phàm. Bọn hắn trừ hắc yêu đồng, còn có thứ đặc thù, có thể cảm nhận sự tồn tại của Khương Phàm, Niết Bàn Thạch. Nhân gian ngục, Thiệu Thanh Duẫn, sau sự kiện tại Thiên Đáng Sơn đã giao cho Chu Thiên Thần Điện. Sau nửa ngày, phân đội thứ 5 của hắc luyện yêu binh cũng đắc đến Thượng Thương, sau khi biết được đã có yêu binh vào thành, cũng kích phát hắc yêu đồng nhanh chóng theo vào. Tại một nơi nào đó ở Thượng Thương, Khương Phàm chìm dưới mặt đất 3.000 mét, cẩn thận dung hợp thiên mệnh thần thạch. Dựa theo đan hoàng chỉ dẫn, hắn chỉ là dung hợp một khối, tương đối dễ dàng chút. Xong rồi. Khương Phàm ở trong giòm tâm hải, huyết chiều mãnh liệt ở bên trong, bành trướng khuấy động, bốn, bản thân, giống như Khương Phàm hóa thân, liên thủ bảo vệ tinh cầu giống như mặt trời. Tinh cầu tỏa ra cường quang chiếu xa vạn trượng, huyết hải được chiếu ánh sáng, từng luồng uy lực thiên mệnh cường thịnh, khuấy động huyết hải, theo huyết dịch khuấy động đến toàn thân, kích thích đường vân thần bí. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng thiên mệnh chiến giới đã cường thịnh hơn rất nhiều. Bây giờ ta đã là niết bàn cảnh thất trọng thiên, hẳn là có thể áp chế bán thánh. Mặt Khương Phàm tràn đầy nụ cười hưng phấn, chênh lệch giữa niết bàn cảnh cao giai cực kỳ to lớn, mỗi tầng đều giống như hồng câu, cho dù là một ít hoàng tộc hoàng đạo, đều rất khó lại vững vàng tăng lên. Nhưng nương theo thiên mệnh chiến giới, lại có thể áp chế bán thánh, ngẫm lại cũng làm cho người ta phấn khởi. Không hổ là chuẩn thần khí. Rốt cuộc bây giờ ta cũng có thể tự thân vận động, đã rất lâu rồi không có nhẹ nhàng tự tại như vậy. Khương Phàm vỗ nhẹ ngực, yên lặng tính toán phải hành động làm sao. Tin tức liên quan tới việc hắn còn ở Thượng Thương đã truyền ra 2 ngày, các chi đội lùng bắt của hoàng tộc, hoàng đạo hẳn là vừa mới nhận được tin tức, chuẩn bị rút lui trở về. Từ Tây Bộ đến nơi đây, khoảng chừng 50 đến 60 vạn dặm, coi như khống chế bảo khí không gian, đều muốn chừng 10 ngày. Hắn phải lợi dụng 10 ngày này thật tốt. Ta cao điệu xuất hiện, rời khỏi từ cửa thành phía nam có thể cho người ta ảo giác, là ta muốn xuôi nam về xí thiên giới. Chờ tin tức đưa đến trong tay đội ngũ hoàng đạo đang lui về, bọn hắn sẽ thay đổi phương hướng, trách đến nam bộ, đến lúc đó ta lại lặng lẽ trở về, cao điệu xuất hiện tại Thượng Thương, lực chú ý vừa đi vừa về, thời điểm các loại tin tức truyền đến trong tay tất cả đội ngũ hoàng đạo, ta lại rời khỏi Thượng Thương, di chuyển đến hướng Tây, để các phương cho rằng ta muốn về Tây Bộ. Chờ sau khi bọn hắn lui, ta lại trở về Thượng Thương, hấp dẫn lực chú ý. Khương Phàm yên lặng tính toán kế hoạch của mình, lợi dụng chênh lệch thời gian, để các tin tức va chạm, lừa dối tất cả hoàng tộc hoàng đạo lùng bắt. Cứ như vậy, hắn trước sau có thể lại tranh thủ thêm 10 ngày thậm chí thời gian dài hơn. Sau đó, chờ các phương tức giận muốn hội tụ đến Thượng Thương, hắn đến Tổ Sơn ngồi một chút, đưa chút đế huyết cho Vô Hồi Thánh Chủ cùng phụ thân. Thuận tiện điều tra thêm là ai tính kế hắn. Trước tiên phải trêu chọc bọn hắn. Sau khi Khương Phàm mưu tính xong kế hoạch, chuẩn bị rời khỏi địa tầng, nhưng đúng vào lúc này, hắn ngoài ý muốn đã nhận ra năng lượng quen thuộc. Niết bàn thạch, tặc điều tới rồi sao? Hay là... Khương Phàm xuyên thấu ý thức qua địa tầng, nhìn trộm mặt đất. Dãy núi hiểm trở, cây rừng thanh thúy tươi tốt. 108 người mặc áo bào đen phân tán tại sườn núi, tán cây. Toàn bộ đều cúi đầu, trong mắt đen nhánh nhìn thấu ngàn mét dưới địa tầng, khóa chặt Chu Tước đang ẩn núp ở phía dưới. Bọn hắn dương nhẹ áo bào đen, tràn ngập khí tức túc sát lạnh lẽo, hai tay chậm rãi nắm chặt, từng đường vân màu vàng lan tràn từ lòng bàn tay, khuếch tán khắp toàn thân, mà xung quanh hốc mắt thì khuếch tán ra đường vân màu đen. Tà ác,
lãnh khốc. Rừng rậm bị kiềm chế, hơn mấy ngàn vạn tán tu tụ tập ở xung quanh, nhìn hình ảnh quỷ dị ở phía xa lại không dám thở mạnh. Chu Thiên Thần Điện, Hắc Luyện Yêu Binh, phụng lệnh thống lĩnh xuống hạ giới lùng bắt phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế. Khương Phàm, rất vinh hạnh khi có thể gặp nhau ở chỗ này. Là mình đi ra, hay là tự chúng ta mời? Dương Thanh bành trướng kim mân toàn thân, thần thánh uy nghiêm, vằn đen trên gương mặt như mực, tà ác yêu dị. Như Phật cũng như ma. Hắc Luyện Yêu Binh, cái tên rất quen thuộc, Chu Thiên Thần Điện lại bỏ được các ngươi điều xuống đây. Khương Phàm rời khỏi địa tầng, xuất hiện ở mặt đất, rất bất ngờ lại có thể gặp được Hắc Luyện Yêu Binh ở hạ giới, mà. Bọn hắn lại có niết bàn thạch. Chẳng lẽ là Thiệu Thanh Duẫn cho bọn hắn? Nàng quả nhiên đã đầu phục Chu Thiên Thần Điện. Khương Phàm, hắn lại thật còn ở Thượng Thương Cổ Thành. Dãy núi bạo động, bầu không khí lập tức nóng lên. Mặc dù hai ngày trước đã từng xuất hiện, nhưng không nghĩ tới bây giờ còn ở lại chỗ này. Ngươi còn nhớ kỹ Hắc Luyện Yêu Binh, thật vinh hạnh. Trong mắt đen nhánh của Dương Thanh có thể nhìn thấu chân thân Khương Phàm, trong tầm mắt của hắn, Khương Phàm là một con chu tước màu đỏ vàng đang dương cánh, khuấy động yêu hỏa nóng bỏng, cũng tràn ngập lệ khí hung liệt. Đây là lần đầu tiên ánh mắt của hắn nhìn thấy loại yêu vật truyền kỳ chu tước này. Kiếp trước liên hệ không ít, nếu ta nhớ không lầm. Các ngươi có 5 nhánh chiến đội, toàn bộ đều ở hạ giới rồi. Toàn bộ đều tiến vào hải vực Bắc Bộ, dò xét các hướng khác nhau, sau sự kiện vạn đạo đã đạt được mật lệnh, lần lượt trở về, chúng ta là đại đội thứ hai. Nói như vậy, ta phải lập tức xử lý các ngươi, nếu không liền sẽ bị vây bắt. Chúng ta điều tra qua xung quanh, không có Phượng Hoàng thủ vệ, cũng không có người nào là niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên. Nơi này, chỉ có một mình ngươi. Chúng ta không cần làm phiền, người cũng không cần tự rước lấy nhục, xin theo chúng ta về Chu Thiên Thần Điện. Nhìn tình hình hiện tại như vậy, ta thật không có phần thắng gì, nhưng... Toàn thân Khương Phàm bộc phát cường quan chói mắt, ánh sáng bạo kích tới trời, thẳng tới vạn mét, nổ lên màn ánh sáng mãnh liệt, lan tràn về bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi hơn 70 dặm. Bản thân, ở huyết hải liên tiếp thức tỉnh, huyết khí sôi trào quét sạch toàn thân, trùng kích huyết nhục thần hồn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Bốn cái, bản thân, cường thế trùng kích để cảnh giới vừa mới bước lên thất trọng thiên, ngang nhiên đến thất trọng thiên đỉnh phong, lại tại bình chướng bát trọng thiên kịch liệt ba động. Toàn thân hắn tiếp tục bộc phát ánh sáng thiên mệnh, uy thế không ngừng tăng cường, phạm vi mở rộng. Cuối cùng, một mảnh thiên mệnh lĩnh vực bao phủ phạm vi trăm dặm hiện ra ở trước mặt mọi người, ánh sáng lập tức tiêu tán, mọi chuyện đều giống chưa từng có gì xảy ra. Chúng ta bị áp chế cảnh giới. Hứa Minh và các yêu binh lập tức có phản ứng, khó có thể tin khi cảm nhận được cảnh giới đang nhanh chóng suy giảm. Bất luận là linh lực lưu động, cường độ linh hồn, đều hạ xuống rõ ràng, thậm chí có cảm giác suy yếu không cách nào nói rõ. Dương Thanh mở hai tay ra, cẩn thận cảm nhận cảnh giới hạ xuống, vậy mà lại rơi xuống bán thánh, còn đang tầng tầng hạ xuống, tiếp tục cho đến thất trọng thiên. Hắn từ thất trọng thiên tu luyện tới cảnh giới bán thánh, bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng, vững vàng bán thánh càng là chuyện để hắn kiêu ngạo nhất, kết quả lại suy giảm như thế này rồi. Đừng nên đứng nhìn như thế, chúng ta nên chào hỏi lẫn nhau rồi. Khương Phàm kích phát tứ trọng bản thân, nhiệt huyết dâng trào, chiến ý dâng cao, hai thần nhãn bởi vì huyết khí trùng kích mà sắc bén sáng tỏ, giống như có thần điện màu vàng đang lóe lên, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi chuyển rời cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành đến trong thân thể mình rồi. Vẻ mặt Dương Thanh dần nghiêm trọng lên, lại có thể có chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế này. Dãy núi bạo động, số lượng lớn tán tu hốt hoảng lui lại hơn 10 dặm, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm ở phía xa. Khó trách Khương Phàm ở lại Thượng Thương, thì ra đang dung hợp pháp trận. Nhưng pháp trận sao có thể hòa tan vào thân thể? Đây chính là pháp trận Thượng Thương. Nửa năm trước từng để cho tập thể các thánh linh thương huyền kiêng kỵ. Nếu như Khương Phàm có thể đạt tới vấn đề kia, chẳng phải có thể đánh đâu thắng đó. Rất nhiều tán tu nghĩ tới đây, đều không rét mà run. Cái tên biến thái này càng ngày càng biến thái rồi. Nửa năm trước, Thượng Thương Cổ Thành có thể ép bán thánh đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên, ta ép người đến thất trọng thiên đều miễn cưỡng, vẫn kém một chút nhỉ, cần cố gắng. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm. Khiêu chiến Dương Thanh. Ta từng nghênh chiến Hắc Luyện Yêu Binh tại Thiên Khải, lúc ấy là thống lĩnh tự mình dẫn ngũ đại chiến đội bày trận,
bức ta hai lần niết bàn mới gian nan phá được trận, ngàn năm đã qua, may mắn lần nữa lĩnh hội, hy vọng đừng để ta thất vọng. Dương Thanh yên lặng nhìn Khương Phàm một lát, đưa tay chỉ lên trời, quát lớn một tiếng. Bày trận, nghênh chiến phần thiên thần hoàng. Hứa Minh cùng những người mặc áo bào đen khác nhanh chóng phân tán, giao thoa ở giữa không trung tại dãy núi, áo bào đen bay cuồn cuộn, sát khí lạnh thấu xương, từ xa nhìn lại giống như hợp thành phù văn chữ cổ huyền diệu. Dương Thanh quý vị, chữ cổ hoàn chỉnh thành hình. Ầm ầm. Áo bào đen mãnh liệt lay động, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ lẫn nhau, giống như lỗ đen hiện lên ở trên không, bên trong kim quang như sấm, ù ù bắn tung tóe. Tuyệt kỹ hắc luyện yêu binh, hắc ngục phục yêu. Đây là đại trận truyền thừa từ nhân tộc hoang cổ, sinh ra vì để trấn áp yêu ma, đối với bất cứ yêu tộc nào cũng đều có tác dụng áp chế cực kỳ khủng bố. Chu Thiên Thần Điện chính là bằng vào đại trận hắc ngục phục yêu, hình thành uy hiếp tuyệt đối đối với yêu tộc tại Thiên Khải chiến trường. Phần Thiên Thần Hoàng, thời gian qua đi ngàn năm, xin ngươi hãy cảm nhận đại trận phục yêu của Chu Thiên Thần Điện. May mắn nghênh chiến thần hoàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất cự ma há vô hình miệng gọi trời, thanh âm thanh triều chấn động thiên địa. Nương theo tiếng vang chấn động, kim quang dâng lên trong lỗ đen, đánh ra minh mông phù văn phục yêu. Mỗi phù văn đều giống như tinh kim chân thực rèn đúc mà thành, sáng long lanh, lại rộng 3 đến 5 mét, khuấy động uy lực phục yêu đặc biệt, tiến lên lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm lù lù bất động, vung mạnh quyền ngạnh kháng, nhiệt huyết sôi trào tại toàn thân, lực lượng bộc phát tại trọng quyền. Thương thương thương, phục yêu phù văn liên tiếp chấn động, liên miên vỡ nát, mỗi một cái băng diệt đều giống như núi lớn sụp đổ, đinh tai nhức óc, khí lãng cuồn cuộn. Lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn, bành trướng phun trào, phảng phất lấy sức người thôi động uy lực của trời, khí thôn nhật nguyệt. Khương Phàm càng đánh càng cuồng, hai tay vạch ra tàn ảnh đến hoa mắt, đánh vỡ nát phù văn phục yêu tràn ngập đất trời. Thanh thế kinh khủng, các tán tu trên dãy núi nhìn đến ra đầu tê dại, cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực những phù văn kia, nhưng Khương Phàm lại có thể tùy tiện phá hủy, còn không có rung chuyển chút nào. Sắc mặt bọn người Dương Thanh trở nên nghiêm trọng, phù văn phục yêu là phù văn đặc biệt từ xưa truyền thừa xuống, chuyên khắc chế yêu tộc, càng có thể khắc chế thú linh văn, mỗi phù văn oanh kích, đều có thể đả kích cường liệt đến huyết nhục thần hồn, dung chuyển thú nguyên, thẳng đến oanh sát, nhưng Khương Phàm lại có thể dữ dội ngạnh kháng. Không hổ là Chu Tước, nhưng, người hẳn là rõ ràng uy lực thật sự của hắc ngục phục yêu. Hắc phụ cuồn cuộn, Dương Thanh tự mình giết ra, toàn thân tràn ngập kim mân. Kịch liệt phồng lên, hình thành liên hệ kỳ diệu cùng lỗ đen phía sau, cảnh giới bị áp chế của hắn lại lần nữa tăng vọt, thẳng tới bát trọng thiên. Nếu như không phải bị thiên mệnh chiến giới ảnh hưởng, bằng vào uy lực pháp trận, bán thánh có thể bước đến cảnh giới thánh linh. Đây cũng là chỗ đáng sợ thật sự của hắc ngục yêu binh. Năm chi đội ngũ riêng mình liên thủ, chiến lực thẳng bước năm thánh linh, đối đầu thánh linh yêu ma, càng có thể cưỡng ép đối kháng. Nếu như bọn hắn toàn bộ liên thủ, bảo hộ thống soái, uy lực thống soái chắc chắn sẽ thẳng bức thánh vương. Cho nên, đại trận phục yêu, có thể xưng là ác mộng của yêu ma, uy chấn thiên khải. Ầm ầm, Dương Thanh đạp không phóng tới, đất trời rung chuyển, như cự thú hoành hành, kim quang bành trướng toàn thân, hiển hiện phù văn phục yêu đầy trời, giống như cuồng chiều đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm biết rõ uy lực của hắc ngục phục yêu, hắn sôi trào nhiệt huyết. Huyết mạch phát huy, hai bàn tay thấp thỏm hiện lên yêu văn Chu Tước, lấy uy lực bản thân đọ sức với trời, ngạnh kháng chiều dâng phục yêu. Bành! Phù văn vỡ vụn, kim quang đầy trời, Khương Phàm tháo chạy, va chạm đại địa. Dương Thanh có phản ứng, bát trọng thiên phục yêu, vậy mà lại ép không được thú văn thất trọng thiên. Điều đó không thể nào, đây càng chuyện không thể nào tiếp nhận. Chấn! Lỗ đen bạo hống, sương mù lan tràn. Lít nha lít nhít phù văn nhanh như lôi chiều, va chạm Dương Thanh hét lớn, ngang nhiên đánh một kích. Vô số phù văn xen lẫn thành một cái chữ cổ, chấn áp tới phía Khương Phàm. Không gian rung chuyển, hung uy đầy trời. Ngay cả các tán tu xa xa đều cảm nhận được uy hiếp. Khương Phàm vừa mới rơi xuống đất liền dùng uy thế ép tới định trên mặt đất. Cái khí thế khủng bố phục yêu chấn ma kia, thẩm thấu toàn thân, chạm đến huyết mạch. Đối với yêu thú mà nói, loại uy thế này không thể nghi ngờ chính là áp bách. Khương Phàm đều cảm giác thân thể rét run, không tự chủ được muốn phòng ngự chống cự, nhưng,
Khương Phàm là huyết mạch chu tước, nhiệt huyết trùng kích, lại cường thế nghênh chiến. Liệt diễm bành trướng phun trào lên, trải rộng ra hơn 10 dặm, trong liệt diễm cuồn cuộn, phảng phất có phượng hoàng bay lên, thương loan ngạo thế, thiên bằng dương cánh, nhiều loại hung cầm, như đang bày biện ra một thế giới yêu tộc. Ầm ầm, kim quang cùng liệt diễm va chạm kịch liệt. Chữ cổ trấn áp giống như thiên thạch màu vàng, từ bên ngoài không trung lao đến, đâm vào bên trên đại dương mênh mông, nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng cả vô tận. Các dãy núi xung quanh bị chôn vùi tại chỗ, cuồn cuộn đi gần trăm dặm. Khương Phàm, người trung quy vẫn là thất trọng thiên, đừng lại phản kháng. Dương Thanh đuổi giết Khương Phàm, kim quang bành trướng, phát động 108 đạo phù văn, phảng phất toàn thể người mặc áo bào đen hóa thân, xen lẫn thiên la địa võng, bao phủ tới phía Khương Phàm, muốn triệt để giam cầm hắn. Khương Phàm tháo chạy, va chạm phế tích, toàn thân rách dưới, khí huyết sôi trào. Nhưng khi hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra ngoài, đã huyết tế đại địa, hiện ra khí tức đại táng. Không phải chân chính Sơn Hà đại táng, mà là dẫn phát khí tức tai nạn kia. A! À, Khương Phàm sôi trào lên tử khí, ngưng tụ thiên đao dài trăm mét, phóng lên tận trời, khí thế bàng bạc. Ngay sau đó, yêu hỏa bay lên trời, hóa thành chu tước, vần quanh đao thể, đại địa oanh minh, sóng chiều tai nạn mãnh liệt lao lên, che mất thiên đao. Thiên đao hoành không, bổ về phía đại mạc phù văn của Dương Thanh. Sóng chiều tai nạn rung động lòng người, như đại địa đang lún xuống, núi sông bị chôn vùi, liệt diễm đang bạo động, như chu tước đang dẫn dắt ngàn vạn hung cầm lâm thế, nghênh kích đại đạo khung trời. Ầm ầm, tuyệt thế va chạm, phảng phất màn trời rơi xuống, đao mở khung trời, hai nguồn năng lượng cuồn cuộn khắp thiên địa. Dương Thanh trấn áp lần nữa thất bại, để hắn có chút phản ứng, càng làm cho yêu binh phía sau tức giận, toàn bộ bọn hắn lập tức kích thích chiến ý, hung danh đại trận phục yêu không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lỗ đen cuồn cuộn mãnh liệt, nhấc lên phù văn phục yêu đầy trời, ngưng tụ thành ngàn vạn thanh kiếm màu vàng, mở ra màn trời, khí tức phục yêu vần quanh, vây bắt Khương Phàm. Những thanh kiếm này có thể phá đi lân giáp yêu thú, càng có thể chặt đứt liên hệ huyết mạch. Khương Phàm oai hùng cường thế, nhưng không có mạo hiểm ngạnh kháng, lập tức triệu ra tàn đao, cuồng dã nộ trảm. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường đều sôi trào, kim kiếm cương mãnh bá liệt, mỗi một thanh đều chấn động đến tàn đao oanh minh, càng chấn động đến Khương Phàm sôi trào khí huyết. Hài cốt trong cơ thể Khương Phàm run rẩy, huyết nhục sụp ra, phảng phất nghênh đón thiên phạt. Nhưng thời gian qua đi ngàn năm lại lần nữa lĩnh giáo hùng uy đại trận phục yêu, cứ như đang trở lại thời đại chinh chiến bách tộc tại Thiên Khải chiến trường, loại cảm giác này để Khương Phàm hưng phấn. Khương Phàm càng đánh càng cuồng, bá đao hoành không, nộ trảm ngàn vạn kim kiếm, giết tới sôi trào, giết tới cuồng bạo. Giết cho ta, giết giết giết. Dương Thanh gào thét, trợn mắt trừng trừng. Hống hống hống. Hắc phụ cuồn cuộn, tập thể yêu binh ở bên trong gầm thét, càng phun ra phù văn màu vàng mênh mông. Chấn cho ta. Dương Thanh diễn biến phù văn phục yêu, ngưng tụ luyện lô tuyệt thế, tại thời khắc kim kiếm mãnh kích Khương Phàm táo bạo nhất, ầm vang giáng lâm, chấn áp Khương Phàm ở bên trong. Ông. Phù văn phát sáng, toàn bộ luyện lô tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, bao phủ Khương Phàm, rọi khắp các dãy núi. Luyện lô như thiên khải thần binh luyện yêu lô, tràn ngập uy lực phục yêu kinh khủng, áp chế huyết mạch hài cốt Khương Phàm. Khương Phàm nhận lấy áp lực thật lớn, phảng phất huyết mạch muốn biến mất, bản thân đều muốn trở lại huyết mạch. Khương Phàm, dừng ở đây. Dương Thanh rơi xuống phía trên luyện lô, tiếp dẫn lấy phù văn cuồn cuộn hội tụ, tiếp tục tăng cường lấy uy thế luyện lô, trấn áp thậm chí luyện hóa Khương Phàm ở bên trong. Khương Phàm bị điên cuồng áp chế, huyết mạch bắt đầu thoái hóa, thực lực nhanh chóng yếu bớt, ngay cả uy lực thiên mệnh chiến giới cũng bắt đầu biến mất. Một khi thiên mệnh chiến giới yếu bớt uy thế, cảnh giới của đám người Dương Thanh liền sẽ tăng cường. Đây không thể nghi ngờ chính là hậu quả nặng nề. Khương Phàm không chần chờ chút nào, hắn hét lớn ở bên trong kim quang vô tận, phun ra máu tươi, huyết tế Sơn Hà. Sơn Hà đại táng chân chính. Ầm ầm, đại địa cuồn cuộn, khí tức tai nạn sôi trào, như đại địa mẫu khí đang gầm thét, thanh chiều trầm muộn để cho người ta dùng mình. Phạm vi mặt đất gần trăm dặm trong nháy mắt cuồn cuộn lên, khí tức Sơn Hà tuôn ra khắp nơi. Hắc luyện yêu binh đang duy trì pháp trận đều nhận phải trùng kích, bọn người Hứa Minh còn có thể chống đỡ,
nhưng những yêu binh cảnh giới khác hơi yếu lại đều cảm nhận được tuyệt vọng thấu xương, cứ như bị mai táng tử vong. Ổn định, không được để hắn tránh thoát. Dương Thanh cao giọng hô to, ngạnh kháng lấy khí tức tai nạn tràn ngập đất trời duy trì lấy luyện lô. Hắn chưa bao giờ cảm nhận qua loại khí tức này, nhưng hắn biết nhất định phải trấn áp Khương Phàm lại, nếu không một khi thoát khốn liền có thể trở lại đỉnh phong, đại chiến phải bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là chỗ nghịch thiên của Chu Tước Phượng Hoàng các loại, bọn hắn có thể niết bàn. Nhưng, hắn vừa mới la lên, hắc vụ xa xa đã bị vô tình mai táng, luyện lô dưới thân đang ầm vang sụp đổ bên dưới chiều dâng cuồn cuộn vô tận. Dãy núi hồi hộp, vô số người hãi nhiên nhìn ra xa. Trăm dặm núi rừng bị mai táng, mang đến hình ảnh đánh vào thị giác không có gì sánh kịp. Đây là Khương Phàm thi triển. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, quá kinh khủng. Khương Phàm mệt mỏi trầm luân dưới đất, thi triển niết bàn, nhanh chóng khôi phục, cũng mượn nhờ huyết mạch trở lại đỉnh phong, kích phát ấn ký thủy tổ. Ầm ầm, liệt diễm đang cuồn cuộn khắp cơ thể, sôi trào đến cực hạn. Một loại tổ uy thần bí từ trong huyết mạch dâng lên, trùng kích toàn thân, chấn động thần hồn, kích ra uy thế Chu Tước yêu hỏa. Ầm ầm, ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, một loại uy thế kinh khủng đang bộc phát, phảng phất như chính hắn kiếp trước đang mượn trợ huyết nhục khí tức Khương Phàm trùng sinh. Đại địa bạo động sau một hồi đã khôi phục bình tĩnh, một lát sau, một cái lỗ đen phá tan phế tích, lại xuất hiện. Đám yêu binh nương theo pháp trận giống như một thể, cho nên khi Sơn Hà Đại Táng trùng kích vào đều sống tiếp được, nhưng cái khí tức tai nạn kia vẫn cướp đoạt khí tức tính mạng của bọn hắn, tất cả mọi người trở nên vô cùng suy yếu. Khương Phàm đâu? Dương Thanh sẵn sàng trận địa. Bây giờ Khương Phàm hẳn là đã khôi phục toàn thịnh. Toàn lực ứng phó, trấn áp Khương Phàm. Bọn người Hứa Minh ở trong lỗ đen cưỡng để tinh thần, cao giọng hô to. Mặt đất yên lặng đột nhiên cuộn trào, liệt diễm phóng lên tận trời, một con Chu Tước màu đỏ vàng phóng lên tận trời, hung uy tràn ngập, liệt diễm phần thiên, tiếng gáy to sắc nhọn muốn đoạn cả đất trời, để cường giả thú văn trong phạm vi mấy trăm dặm đều cảm thấy khủng hoảng. Giết! Dương Thanh nhấc lên phù văn đầy trời, ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn kim kiếm phục yêu, vạch phá bầu trời, bạo kích Chu Tước. Nhưng, ầm ầm, mặt đất lại lần nữa bạo động, lại một con Chu Tước khác giết đi ra, cuốn lên liệt diễm vô tận, lao thẳng đến Dương Thanh. Cái gì? Dương Thanh biến sắc, muốn phản kích nhưng đã không kịp, hai tay giao nhau, phù văn bộc phát, ngạnh kháng Chu Tước bạo kích. Ầm ầm, nương theo trận bạo tạc mãnh liệt. Dương Thanh nằm ngang bay ra ngoài. Hai Chu Tước, năng lượng diễn biến sao? Giữa rừng núi đều là tiếng quần hùng kinh hô, khó có thể tin được mà nhìn lên bầu trời. Hai con Chu Tước tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, liệt diễm phần thiên, lệ khí kinh khủng đều cuồn cuộn như biển, bọn hắn cũng tương tự như vậy, thật giống như một thể hai phần. Khương Phàm, thủy tổ phân thân, hai con Chu Tước dương cánh lăng tiêu, tốc độ tăng vọt. Toàn bộ mở ra không gian đuổi giết Dương Thanh. Tìm kiếm chân thân. Dương Thanh thét lên ra lệnh các đội viên phía sau khóa chặt mục tiêu, hắn thì dẫn dắt phù văn, ngưng tụ luyện lô, bao phủ mình. Nhưng, tốc độ hai con Chu Tước này quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến. Luyện lô vừa mới thành hình, bọn hắn lại giao thoa tới, liệt diễm cuồn cuộn ở phía sau, kim quang đang tỏa sáng khắp người. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Oanh, oanh. Hai tiếng bạo kích, hư không đều đang run rẩy, tuyệt thế luyện lô ầm vang sụp đổ, nổ lên phù văn đầy trời. Tiếng Dương Thanh hét lớn rung trời, thân quấn phù văn, tự mình chém giết hai con Chu Tước. Thoáng chốc, bầu trời và đại địa đều sôi trào. Hai con Chu Tước sát uy vô biên, tiếp tục cuồng kích, cường thế ngăn chặn bát trọng thiên Dương Thanh. Vượt cấp khiêu chiến cực kỳ hiếm thấy tại niết bàn cảnh, tại cao giai niết bàn cảnh càng là không thể nào. Nhưng một màn trước mắt lại đổi mới nhận biết của tất cả mọi người. Khương Phàm bằng vào uy lực thất trọng thiên đỉnh phong, đang chém giết cường giả bát trọng thiên. Chiến chiến chiến. Dương Thanh cuồng nộ ác chiến, sôi trào phù văn, cuồng kích ở hai bên, lại dần dần rơi vào thế hạ phong. Hắn không thể không thừa nhận một chút, phù văn phục yêu mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đối đầu với loại yêu vật như Chu Tước này, hiệu quả mặc dù rất mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Tuyệt đối không có đánh đâu thắng đó, bá đạo cùng lăng lệ trấn áp được ngàn vạn yêu ma như tại Thiên Khải chiến trường. Mà, hắn càng là nghênh chiến áp lực càng lớn, luôn cảm giác chính là đối mặt với hai Khương Phàm, mà không phải năng lượng phân thân gì.
Đội trưởng, không có năng lượng thể. Trong lỗ đen truyền ra tiếng Hứa Minh lo lắng la lên, hắc yêu đồng của bọn hắn có thể nhìn thấu bản chất yêu vật, nhưng sau khi lặp đi lặp lại xem xét, lại không có nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Không thể nào, đây là một loại võ pháp nào đó, khẳng định có nhược điểm. Dương Thanh hét lớn, điên cuồng mà chiến. Đột nhiên, hai con chu tước giao thoa trùng kích, để cho người ta hoa mắt, tại thời khắc giết tới trước mặt hắn, trong chớp mắt, một con chu tước trực diện ngạnh kháng, một con chu tước khác lại lướt qua Dương Thanh, phóng lên tận trời, đuổi giết lỗ đen nơi xa. Ngươi là năng lượng phân thân. Dương Thanh ngưng tụ ánh mắt, nhìn chằm chằm chu tước trực diện lao đến. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn tại thời khắc này đã có phán đoán. Khương Phàm muốn dùng năng lượng thể dây dưa mình, chân thân lại tấn công lỗ đen, phá đại trận phục yêu của bọn hắn. Trong nháy mắt, Dương Thanh quả quyết ngừng thế công lại, ngừng tụ phù văn tấm chắn ngạnh kháng, để trong lỗ đen có thể sử dụng đầy đủ năng lượng chống cự Khương Phàm. Giết! Yêu binh trong lỗ đen làm ra phán đoán, kẻ giết tới hẳn là thật, cho nên ra lệnh bên dưới cưỡng ép yếu bớt phù văn cho Dương Thanh, ngưng tụ thành minh mông phù văn, giống như là trăm ngàn sợi xiềng xích, hoành kích bầu trời, muốn vây khốn Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân không phân người ta, tương đương với hai bản thân hắn. Khương Phàm trực diện với Dương Thanh, thủy tổ phân thân đuổi giết lỗ đen. Trong nháy mắt, Khương Phàm sôi trào huyết mạch, lấy bác thiên thuật cuồng dã đánh tan tấm chắn của Dương Thanh, năng lượng giống như bạo tạc chấn động Dương Thanh. Một bên khác, thủy tổ phân thân sôi trào yêu hỏa đầy trời, đầu tiên ngưng tụ hỏa vũ, sau đó lại dùng hỏa vũ diễn biến chu tước, giống như ngàn vạn chu tước cùng theo bạo kích. Chu tước, liệt ngục thuật. Thủy tổ phân thân va chạm xiềng xích, ngàn chu tước khác thì bao phủ lỗ đen. Một chu tước luyện lô đứng vững giữa đất trời, ầm vang thành hình, bên trong đang có ngàn vạn chu tước phát huy, yêu hỏa phần thiên diệt địa tại bên trong luyện lô này đang phát huy đến cực hạn. A! À, yêu binh trong lỗ đen kêu gào thê lương thảm thiết, phảng phất bị ném tới bên trong mặt trời. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn luyện hóa yêu thú, giờ phút này lại bị yêu thú luyện hóa. Không thể nào. Dương Thanh phun máu bay ngược, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Những gì ngươi hiểu về ta, chỉ cực hạn tại cái tên. Ngoài ra, hoàn toàn không biết gì cả. Khương Phàm chân thân bay lên không, đuổi giết luyện lô, phóng thích liệt diễm ngập trời, diễn biến ngàn vạn sợi hỏa vũ hóa thành chu tước, tràn ngập đất trời rót vào luyện lô. Tuyệt thế luyện lô tăng vọt uy thế, nhiệt độ bên trong lại lần nữa cuồn cuộn. Không! Dương Thanh giận dữ hét lớn, lao thẳng đến luyện lô. Hắn cùng pháp trận hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn cùng tuyệt vọng của đám yêu binh, rất nhiều yêu binh đã bắt đầu nóng chảy. Thủy tổ phân thân dương cánh gáy to, xô trào liệt diễm cưỡng ép ổn định lại tuyệt thế luyện lô. Khương Phàm chân thân thì xông vào nội bộ, tự mình pháp lệnh yêu hỏa, dứt khoát giết vào trong lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn. Khương Phàm. Trong lỗ đen, hơn 100 yêu binh ngưng tụ con ngươi, trong nháy mắt, bọn hắn ăn ý phản ứng, phóng thích phù văn phục yêu, muốn mạnh mẽ giam cầm Khương Phàm. Nhưng, ầm ầm, Khương Phàm cuồng dã nhấc lên, yêu hỏa bộc phát ở bên trong, giống như gió lốc tuôn ra ngoài, lại như biển động che mất tất cả yêu binh. Nội bộ trùng kích, ngoại bộ dung luyện, số lượng lớn yêu binh kêu thảm bị chôn vùi. Phục yêu đại trận, phá. Bọn người Hứa Minh hoàn toàn bại lộ ở bên trong luyện lô. Bọn hắn cũng không phải bán thánh, càng không có thực lực như Dương Thanh, khi bại lộ bên trong chu tước luyện lô, sau một khắc liền bị đốt sống chết tươi. A a a, 107 yêu binh, bị vô tình diệt sát. Dương Thanh điên cuồng bạo tẩu, va chạm vào luyện lô. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn phục yêu, hôm nay lại bị yêu thú phục sát, hắc luyện yêu binh chưa bao giờ gặp phải qua sỉ nhục như thế này. Ầm ầm, luyện lô sụp đổ, liệt diễm lao nhanh như hồng lưu, quét sạch đất trời. Nhưng không phải bị Dương Thanh đánh tan, mà Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân phá giải luyện lô, liên thủ khống chế liệt diễm lao thẳng đến Dương Thanh. Dương Thanh không nhìn liệt diễm mãnh liệt, ánh mắt đang gắt gao nhìn kỹ càng hai con chu tước phi nhanh vừa đi vừa về lấp lóe, muốn phân rõ thật giả. Nhưng, trong con mắt đen nhánh của hắn lại đều nhìn thấy tất cả đều là chu tước. Người so ta kiếp trước gặp phải kém quá nhiều. Khương Phàm hiện ra lăng thiên thuật, tốc độ tiếp tục tăng vọt, giống như một tia chớp màu đỏ, giết tới trước mặt Dương Thanh.
Chúng ta bị áp chế cảnh giới, không thể nào thi triển toàn lực, nếu không hôm nay bắt ngươi dễ như trở bàn tay. Dương Thanh không có, phục yêu đại trận, tăng trì, cảnh giới chợt hạ xuống đến thất trọng thiên sơ kỳ. Nhưng, hắn không có chạy trốn, kiềm chế cùng đau đớn để hắn phát cuồng, ngang nhiên nhấc lên phù văn phục yêu ngưng tụ thành trọng quyền, bạo kích Khương Phàm. Kim quang sáng chói, trọng quyền hoành hành, uy lực phục yêu cuồn cuộn trong thiên địa. Ầm ầm, kim quang sôi trào, liệt diễm vô biên, Khương Phàm lấy uy lực đỏ thiên thuật đánh tan trọng quyền phục yêu, đè ép bạo tạc bao phủ Dương Thanh. Dương Thanh bị đánh bay, mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng chiến khu trung quy vẫn bán thánh, va chạm kịch liệt chỉ trọng thương, không thể đánh giết. Nhưng, thủy tổ phân thân lập tức bay lên lao xuống, liệt diễm cuồn cuộn hiện ra bức tranh hung cầm, lấy phục thiên thuật bạo kích. Dương Thanh ngưng tụ phù văn, bảo vệ toàn thân. Mặt đất sụt lún, vết nứt lan tràn. Thân thể bán thánh của Dương Thanh lần nữa may mắn thoát khỏi cái khó. Nhưng, cảnh giới áp chế, chiến khu mạnh hơn cũng gánh không được hai con chu tước tiếp tục bạo kích. Chiến trường cuồng bạo, ngược chiến rung động, kích thích đến mấy vạn tán tu hồi hộp nhưng cũng khủng hoảng. Bọn hắn chưa từng thấy niết bàn cảnh khiêu chiến bán thánh, càng không gặp qua niết bàn cảnh hoàn ngược bán thánh. Hình ảnh trước mắt đã mang cho bọn hắn trùng kích to lớn, đồng thời cũng lần nữa rung động đến chênh lệch một trời một vực. Bành! Sau khi bạo kích trọn vẹn hơn 100 lần, chiến khu của Dương Thanh rốt cuộc cũng vỡ nát, chết thảm trên phế tích. Thủy tổ phân thân nhấc lên liệt diễm ngập trời, xông về thân thể Khương Phàm, trở lại huyết mạch. Thân thể Khương Phàm nhẹ nhàng run rẩy, cảm nhận được suy yếu từ trong ra ngoài, loại cấm thuật này nguồn gốc từ huyết mạch, cũng tiêu hao uy lực huyết mạch, gần như tiêu hao tiềm lực, để huyết nhục thần hồn hắn đều uể oải. Dãy núi hồi hộp, vô số người theo bản năng lui lại mấy bước. Khương Phàm giết bán thánh. Đây đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là kích thích, nhưng đối với hoàng tộc hoàng đạo mà nói, lại chính là uy hiếp chính cống. Khương Phàm lấy đi hài cốt đầy đất, nhặt lên một khối đá lửa sáng long lanh, ánh lửa lấp lóe, mê ảnh xen lẫn, mơ hồ giống như là chu tước tại dương cánh gáy to. Quả nhiên là niết bàn thạch. Từ năng lượng bên trong đến xem, giống như niết bàn thời kỳ thánh vương lưu lại. Khương Phàm bỏ niết bàn thạch vào trong miệng, hấp thu minh mông năng lượng, điều trị khí tức huyết mạch cùng năng lượng đã bị tiêu hao. Niết bàn thạch là thời điểm Khương Phàm thi triển đại niết bàn thuật, ngưng tụ ra bản nguyên thạch, có thể sau lúc khởi tử hoàn sinh, trợ giúp nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Năng lượng ở bên trong cũng vô cùng phong phú, có linh lực, huyết khí, hồn khí các loại, tương đương với thi cốt chu tước, công hiệu cũng rất cường đại. Sau khi Khương Phàm hấp thu xong năng lượng niết bàn thạch, nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong, tinh khí thần đều trở nên vô cùng bành trướng. Hai cảnh giới đều thoáng tăng lên mấy phần. Khôi phục rồi. Đám người bạo động, trước đó nhìn uể oải suy sụp, vậy mà chỉ trong 3 giờ ngắn ngủi đã cực kỳ dồi dào, cái tốc độ khôi phục này không thể không khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Nếu đổi lại là bọn hắn, nếu như chịu lấy loại thương thế kia, chỉ sợ phải trốn đi tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Khương Phàm đang chuẩn bị rời khỏi, cuối tầm mắt liên tiếp xuất hiện từng cái bóng đen, đang tung hoành xê dịch, nhanh chóng tới gần nơi này. Lại một chi đội hắc luyện yêu binh khác. Vẻ mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng, xem ra thượng thương không nên ở lâu. Nếu như càng nhiều yêu binh đến, lại có thống lĩnh giết tới, liền có thể bằng vào niết bàn thạch một mực khóa chặt hắn, cho đến tiễu sát. Khương Phàm lần nữa kích phát thiên mệnh chiến giới, bao phủ phạm vi 100 dặm, sau đó triệu ra thương sinh cung, chỉ hắc luyện yêu binh xa xa. Thương sinh cung mới tăng thêm 5 miếng chúc phúc thạch, hiệu quả còn cao hơn cả lúc trước, phối hợp với thương sinh tạo hóa, hiệu quả đều vượt qua Sơn Hà Đại Táng. Phân đội hắc luyện yêu binh thứ 5 đang nhanh chóng tới gần, bọn hắn đến chậm hơn phân đội thứ 2 nửa ngày, nhưng không đợi tìm kiếm, liền nghe đến bạo tạc kịch liệt, cũng biết được tin tức Khương Phàm đang chém giết cùng phân đội thứ 2, lập tức truy sát tới. Nhưng, xa xa nhìn lại, núi cao đã sụp đổ, cây rừng đã biến mất, đầy đất đều là đất khô cằn, phạm vi 100 dặm tĩnh mịch hoang vu. Ong ong ong! Sau khi bọn hắn xông vào bình chướng thiên mệnh vô hình, cảnh giới liên tiếp nhận phải áp chế, đội trưởng từ bán thánh cho đến niết bàn cảnh thất trọng thiên. Phân đội thứ 5 lâm vào bối rối, liên tiếp ngừng lại. Thời điểm bọn hắn đang do dự còn muốn hay không tiến lên, sâu trong phế tích ngoài 50 dặm, đột nhiên bộc phát cường quang hừng hực.
đội trưởng bỗng nhiên cảnh giác. Kết trận, rút lui về phía sau. Hơn 100 người mặc áo bào đen kỷ luật nghiêm minh, hành động đều nhịp, quả quyết nhấc lên hắc phụ bành trướng, ký kết đại trận phục yêu, hóa thành lỗ đen mãnh liệt nhấc lên, kịch liệt xoay tròn, kim quang như sấm. Nhưng, tốc độ sát sinh tiến quá nhanh, tại lúc bọn hắn ký kết đại trận, trong chốc lát đã bị liền khóa chặt. Khương Phàm đứng trong phế tích, cướp đoạt khí tức thương sinh, uy lực tạo hóa giữa đất trời mênh mông, năng lượng vô hình trùng điệp, giống như là từng con sông lớn vỗ sóng rót vào cơ thể Khương Phàm, hội tụ đến Thương Sinh Cung. Oanh! Thương Sinh Cung run rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng vạn trượng, từng sóng gợn mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ trên Thương Sinh Cung hình thành trường tiễn chói mắt. Tại lúc Hắc Luyện Yêu binh ký kết pháp trận, ánh sáng từ sát sinh tiễn đạt tới cực hạn, trong chớp mắt đã nổ bắn ra. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động dãy núi, oanh minh hư không. Sát sinh tiễn thoát khung, mênh mông uy thế giống như biển động được mãnh liệt phóng thích, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt vòng xoáy lỗ đen đang muốn lui về, cường quang sáng chói chiếu thấu hắc ám, rõ ràng phản chiếu ra khuôn mặt của mỗi người. Ầm ầm, sát sinh tiễn đánh xuyên lỗ đen, giống như lưu tinh vạch phá hắc ám, từ phía sau nổ bắn đi ra. Hơn 30 người trực tiếp bị sâu thể, bao gồm cả phó đội trưởng. Pháp trận phục yêu tán loạn tại chỗ. Đội trưởng kinh sợ, đây là pháp trận mà bọn hắn kiêu ngạo, lại ỷ lại khắc vào trong lòng, một khi gặp được nguy hiểm, có thể là phát giác vấn đề, kiểu gì cũng sẽ ngưng kết pháp trận trước, nhưng... đây là vũ khí gì? Trong nháy mắt lại có thể đánh tan pháp trận. Hoàn mỹ! Khương Phàm thu hồi Thương Sinh Cung, hài lòng trước hiệu quả sát thương. Hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hóa thân thành chu tước, dương cánh bay đi, mang theo thiên mệnh pháp trận đuổi giết Hắc Luyện Yêu binh đang hốt hoảng. Trận chém giết thảm liệt không có bất kỳ lo lắng gì, sau mười mấy phút đã tuyên bố kết thúc. Khương Phàm lấy hài cốt đầy đất đi, sau khi hấp thu năng lượng của Niết Bàn Thạch, liền cao điệu, rời khỏi Thượng Thương, dưới mấy vạn người tận mắt nhìn thấy hắn nhanh chóng xuôi nam. Chuyện xảy ra ở Thượng Thương lại tiếp tục kéo dài oanh động. Khương Phàm xác thực còn ở Thượng Thương cổ thành. Khương Phàm ẩn núp mấy ngày tại Thượng Thương, nhưng thật ra là đang dung hợp pháp trận Thượng Thương. Ba mảnh đế cốt, hẳn là có liên quan cùng trận pháp thần bí của Thượng Thương, trước mắt toàn bộ đã dung nhập thân thể Khương Phàm. Khương Phàm có thể khống chế pháp trận, ảnh hưởng cảnh giới phạm vi trăm dặm xung quanh, ngay cả bán thánh đều có thể bị áp chế, lại còn liên sát hai vị. Hiện tại Khương Phàm đã rời khỏi Thượng Thương, mục tiêu hẳn là xuôi nam về Xí Thiên Giới. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, lần lượt truyền tới tất cả hoàng tộc hoàng đạo nơi đó, bọn hắn lập tức liên hệ chi đội lùng bắt đang lui về, trách đi sang hướng nam, cần phải chặn đường trước khi Khương Phàm đến Xí Thiên Giới. Nhưng, ba ngày sau, Khương Phàm lại đột nhiên xuất hiện tại Thượng Thương, triển khai tư thế tiếp tục đào móc bảo vật. Khương Phàm ở lại Thượng Thương. Khương Phàm còn đang đào móc bảo vật khắp nơi. Số lượng lớn tán tu xông ra Thượng Thương, khuếch tán tin tức đến không biết mệt. Thời điểm hoàng đạo hoàng tộc các nơi nhận được tin tức đều tức giận, nhất là những thế lực xa xôi kia, tốc độ nhận được tin tức vốn đã chậm, thật vất vả mới phát ra mệnh lệnh mới, kết quả lại truyền tới thay đổi. Trong lúc nhất thời, số lượng lớn thế lực đi đến trung vực Nam Bộ, liên tiếp dừng lại, lộn vòng lao tới Thượng Thương. Nhưng, Khương Phàm lại lập tức rời khỏi Thượng Thương, triển khai tư thế đi về hướng Tây, hư hư thực thực muốn chạy trốn về luân hồi bí cảnh. Chờ sau khi tin tức khuếch tán, hắn lại về tới Thượng Thương. Tin tức lập tức lại khuếch tán ra. Một tới hai đi, tất cả hệ thống tình báo của các cường tộc đều muốn điên rồi. Đủ loại tin tức hỗn tạp đến cùng một chỗ, để bọn hắn đều không làm rõ ràng được cái nào là thật cái nào là giả. Đội ngũ lùng bắt tiền tuyến càng muốn phát điên, cảm giác này đơn giản tựa như một con khỉ làm xiếc. Sau hỗn loạn ngắn ngủi, bộ phận lùng bắt của các tộc đã làm ra phán đoán của mình. Một số chi đội lùng bắt vứt bỏ hệ thống tình báo, đi thẳng đến Thượng Thương cổ thành, đoán xem nơi đó hẳn là còn có thứ gì đó đang hấp dẫn Khương Phàm. Một số bộ phận thì liệu định mục tiêu cuối cùng của Khương Phàm vẫn là đưa đế cốt về luân hồi bí cảnh, cho nên mặc kệ trong tộc chỉ lệnh gì, bọn hắn vẫn cứ đi thẳng đến Tây Bộ. Còn có bộ phận khác suy đoán Khương Phàm có thể muốn liên hợp cùng Xí Thiên Giới, cho nên đã nhanh chóng xuôi nam. Cứ như vậy, Khương Phàm thông qua quấy nhiễu tin tức, cho luân hồi bí cảnh tranh thủ thêm 20-30 ngày, hơn nữa còn phân tán lực lượng các tộc.
hắn đã hài lòng đủ ẩn núp xuống, bí mật tiến về tổ sơn. Xí thiên giới. Hướng Vãn Tình đến, dâng lên cho Dạ An Nhiên ba cây thánh thụ vài vạn năm, làm phong phú thế giới ngũ hành, mang đến rất nhiều thánh huyết, giao cho xí thiên giới luyện chế, thiên nhân đan, làm chuẩn bị cho bọn người Phượng Bảo Nam sắp tiến vào sinh tử cảnh. Để Hướng Vãn Tình giật mình là, Dạ An Nhiên lại đột phá. Dạ An Nhiên đột phá là nhờ vào năng lượng thần bí do thế giới ngũ hành tiếp tục diễn biến sinh ra, còn có uy lực ngũ hành cự long hỗn độn. Cho nên trước sau chỉ dùng thời gian một năm liền đột phá hàng rào, hoàn thành thăng hoa. Tại thời điểm Hướng Vãn Tình đến nơi này, Dạ An Nhiên đang cùng giới chủ thương lượng một sự kiện, di chuyển xí thiên giới. Thiên hậu dẫn Tu La Đao bổ vạn đạo thần giáo, chuyện này chấn kinh Thương Huyền, mang đến cho bọn hắn trùng kích kịch liệt. Rốt cuộc bọn hắn cũng thấy được thiên hậu nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng đã nhận ra nguy cơ phía sau sự kiện. Khi Dạ An Nhiên chủ động tìm tới giới chủ thương lượng chuyện di chuyển xí thiên giới, giới chủ đã không hề do dự. Bây giờ chính là thời điểm Khương Phàm sinh tử tồn vong một phương, chỉ cần có thể gánh vác cửa này liền có thể nghênh đón vạn thế thần triều một lần nữa quật khởi, nếu như gánh không được, hết thảy đều là lời nói suông. Cho nên giới chủ cùng Dạ An Nhiên ăn nhịp với nhau, chuẩn bị di chuyển xí thiên giới, giáng lâm Xích Chi đại liệt cốc ở Tây Bộ. Nhưng, muốn di chuyển xí thiên giới, vấn đề gặp phải đầu tiên chính là phe phái nội bộ điên cuồng phản đối. Bọn hắn sinh tồn đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, đột nhiên muốn di chuyển, trên tình cảm khó tránh khỏi kháng cự, huống chi vẫn phải một đầu vò tới vòng xoáy chiến tranh sắp hấp dẫn số lượng lớn hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền, trong lòng bọn hắn thật sự là không nắm chắc. Thứ hai chính là phải phối hợp cùng hỗn độn cự long. Muốn di chuyển không gian thế giới khổng lồ như thế, không phải ngẫm lại nói một chút liền có thể làm được. Khi Hướng Vãn Tình tới đây, Dạ An Nhiên đang làm chuẩn bị di chuyển xí thiên giới, giới chủ đang khí thế ngất trời dày vò các phe phái gia tộc. Quyết định của xí thiên giới để Hướng Vãn Tình kích động không thôi. Luân hồi bí cảnh bây giờ quá cần trợ giúp như thế này. Ngay cả Khương Phàm đều không có ý nghĩ gì tốt, càng không hy vọng xa vời xí thiên giới sẽ tiếp viện, không nghĩ tới Dạ An Nhiên và giới chủ lại đã quyết định. Kể từ đó, luân hồi bí cảnh có hy vọng. Thực lực của Thánh Quốc cùng Chiến Quốc còn ở đó, có thể trợ giúp Thiên Hậu chặn đánh xâm lấn. Đan dược phong phú có thể duy trì cung cấp tài nguyên mọi thời khắc. Càng quan trọng hơn là, nếu quả như thật gặp được nguy cơ, bọn hắn cũng không cần phải mạo hiểm xông vào U Minh địa ngục, mà là đi đến xí thiên giới. Tương đương là có đường lui, cũng có thể cho đám yêu thú của Đại La Sơn ăn viên thuốc an thần. Sau đó, Hướng Vãn Tình để lại ba thánh thụ liền nhanh chóng rời khỏi. Còn mang theo cường giả của Chiến Quốc cùng Thánh Quốc, sớm chạy tới luân hồi bí cảnh. Một là phong phú thực lực nơi đó, thích ứng hoàn cảnh, hai là cùng Thiên Hậu thương lượng nên làm như thế nào để luân hồi bí cảnh hình thành kết nối cùng xí thiên giới. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi tin tức Khương Phàm đạt được đế cốt cùng ngưng lại trung vực đã bắt đầu lan tràn ở toàn Thương Huyền, các phương đột nhiên phát hiện cường giả bí mật cảnh giới chiếm cứ ở ngoài xí thiên giới. Xí thiên giới cùng thiên nhãn, liên lạc với bên ngoài lại đã khép kín, ánh sáng tiêu tán, không gian không còn dấu vết. Hoàng đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu, Hoàng đạo Nam Bộ, Thiên Cực Giới, Hoàng đạo Đông Nam, Sinh Mệnh Thần Điện, ba bên hoàng đạo này, còn có Trấn Nam Yêu Quốc và các hoàng tộc khác cũng bắt đầu đề phòng. Ở thời điểm này xí thiên giới lại đột nhiên, an tĩnh, tuyệt đối không bình thường. Là Khương Phàm chạy đến xí thiên giới. Nơi đó muốn phong bế toàn diện bảo hộ Khương Phàm. Hay là cục diện Thương Huyền gió nổi mây phun, hoàng tộc trung lập này không nguyện ý trêu chọc bất kỳ bên nào, chủ động quy ẩn rồi. Các phương không hẹn mà cùng triển khai điều tra. Chỉ là vùng không gian kia của xí thiên giới quá đặc thù, bây giờ số lượng cường giả bọn hắn có thể dùng có hạn, không dám tùy tiện mạo phạm, đều ăn ý bắt đầu từng bước xâm nhập điều tra từ bên ngoài. Tại thời điểm xí thiên giới ẩn vào hư không, lao tới luân hồi bí cảnh, thì Khương Phàm đã phóng tới hơn 10 vạn dặm, đi tới Tổ Sơn. Khương Phàm, tại sao hắn lại đến rồi? Số lượng lớn thánh chủ sau khi lấy được tin tức đều nhanh chóng chạy tới đỉnh núi, lần này đều có chút kích động, còn có chút vội vàng. Bởi vì bên ngoài đều tại thịnh truyền Khương Phàm đào ra ba khối đế cốt. Đế cốt, áp đảo phía trên thần linh, chính là đế cốt. Tên điên này không nhanh chạy đến luân hồi bí cảnh. Lại còn tản bộ bốn chỗ, trêu chọc hoàng tộc hoàng đạo, thật sự để cho rất nhiều người phục sát đất. Thế nhưng,
Khương Phàm tới đây làm gì? Ngay cả Vô Hồi Thánh Chủ đều quả quyết xuất quan, chạy tới đỉnh núi. Lần này Diêu Khải Minh không có tiếp đãi đơn giản tại quảng trường trên đỉnh núi, mà là mời đến Đại Điện Thánh Thiên. Khi các vị Thánh Chủ chạy tới nơi này, Khương Phàm đã đang thoải mái nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trà xanh đến từ Tổ Sơn. Tới đây, các vị Thánh Chủ, mau tới ngồi xuống. Diêu Khải Minh kích động, nhiệt tình mời các vị Thánh Chủ. Tất cả Thánh Chủ trao đổi ánh mắt, đều trong mắt nhau thấy được khẩn trương, cùng chờ mong cực lực ẩn tàng, chẳng lẽ nói. Thánh Chủ Vạn Sơ Thánh Địa ỷ vào quan hệ thân cận với Diêu Khải Minh, không kịp chờ đợi nói. Hôm nay tâm tình trấn thủ không tệ, có phải có gì vui chuyện xảy ra hay không? Diêu Khải Minh cởi mở cười nói. Ha ha, đây không phải là vì có quý khách tới sao, nhanh ngồi nhanh ngồi. Người đâu, dâng trà cho các vị Thánh Chủ. Các vị Thánh Chủ cố nén xúc động, ra vẻ thanh thản ngồi xuống, nhưng ánh mắt liên tiếp di chuyển trên người Khương Phàm cùng Diêu Khải Minh. Khương Phàm lại không để ý tới, chỉ là bưng chén trà, nhẹ nhàng uống lấy. Trà này cũng thực không tồi, lại có công hiệu dưỡng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng nhất phẩm, ôn nhuận vào trong miệng, thuận hầu chảy xuống, nhiệt ý dạt dào. Tất cả Thánh Chủ mơ hồ đoán được thứ gì, có thể để Diêu Khải Minh vui mừng đến như thế này, rất có thể là Khương Phàm đưa đã thứ gì đó. Thời khắc thế này, tặng đồ đương nhiên là loại đó. Nhưng, bọn hắn thực sự mở không miệng chào hỏi cùng Khương Phàm nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Khải Minh. Diêu Khải Minh ho nhẹ vài tiếng, không để cho bọn hắn đợi lâu. Khương Phàm trải qua trong khoảng thời gian này, các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Hắn may mắn đào móc ra ba khối đế cốt tại Thượng Thương Cổ Thành, mà phía trên những đế cốt kia lại còn để lại một bộ phận đế huyết. Lần này Khương Phàm tới, là lấy thân phận dân chúng, dâng tặng lễ vật cho Tổ Sơn. Đế huyết, một bình, ha ha. Tất cả Thánh Chủ mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn kích động hít vào mấy ngụm khí lạnh. Đế huyết, tuyệt thế bảo dược, chỉ cần một giọt, đủ để thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Vậy mà Khương Phàm lại đưa tới một bình. Một bình có bao nhiêu giọt? Bình bao lớn? Khẳng định là có mười mấy hai mươi giọt chăng? Có Thánh Chủ không kịp chờ đợi nói. Có thể xin mời trấn thủ lấy ra, để cho chúng ta chiêm ngưỡng đế huyết hay không? Siêu trấn thủ không kiềm chế nổi nụ cười trên mặt, đưa tay lật một cái. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc sáng long lanh, đẹp đẽ linh xảo, bên trong lẳng lặng lơ lửng 20 giọt đế huyết tinh hồng, đế huyết sáng hừng hực, như là mặt trời yên lặng, càng tràn ngập ra khí tức cường thịnh để cho người ta hít thở không thông, ung dung phiêu đãng trong đại điện thánh thiên. Tất cả Thánh Chủ cũng nhìn không được mà đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn đế huyết trong bình ngọc, không che giấu được xúc động bành trướng phun trào ở trong lòng. Khương Phàm ở bên cạnh ho nhẹ vài tiếng. Số lượng đế huyết có hạn, chỉ có thể cho Tổ Sơn như vậy, còn xin Diêu trấn thủ không nên ghét bỏ. Đồ là ta đưa cho Tổ Sơn, cảm tạ Tổ Sơn làm ra cống hiến đối với việc bảo vệ dân chúng, về phần Diêu trấn thủ là giữ lại làm chí bảo trấn sơn, hay là phân cho các thánh chủ khác, lại là phân chia như thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp. Một câu nhanh chóng đốt tất cả thánh chủ liền sốt ruột. Chia, khẳng định là phải chia. Bảo vật như vậy, bọn hắn cũng không thể để ở lại trong bảo khố Tổ Sơn. Khương Phàm nháy mắt với Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Hồng Võ, Tô Thiên Sóc, đụng đụng thông thiên tháp của mình, ý là của các ngươi đã được giữ lại ở đây rồi. Bọn người Vô Hồi Thánh Chủ đều vui mừng cười, hai tử thật hiếu thuận, có bảo vật gì cũng đều không quên bọn hắn được. Khương Hồng Võ rung động, kẻ làm phụ thân mình đây quá không xứng chức, sẽ chỉ ngồi mắt ăn bát vàng, cũng giúp không được giúp cái gì. Diêu Khải Minh nói, mặc dù là Khương công tử hiến cho Tổ Sơn, nhưng chúng ta có thể nào độc chiếm được, trong khoảng thời gian này tất cả thánh chủ cũng đều đã vất vả, chờ một lúc liền thương lượng chuyện phân phối. Tất cả thánh chủ đều thở phào, chỉ là trong bình ngọc chỉ có 20 giọt, thánh địa lại hơn 20, chỉ sợ không dễ phân chia. Tuy nhiên, Vô Hồi Thánh Chủ, đại diễn thánh địa kia, hẳn là không cần phân chứ. Cứ như vậy giống như đã đủ rồi. Có chút thánh địa còn giống như có thể được chia 2-3 giọt. Nghĩ tới đây, trên mặt bọn họ đều toát ra nụ cười sáng rỡ. Có vài thánh chủ còn gật gật đầu đối với Khương Phàm, đột nhiên phát hiện tiểu tử này. Cũng không phải khiến người chán ghét như vậy, nhìn kỹ một chút, còn có chút thuận mắt. Khương Phàm rất hài lòng bầu không khí trong điện,
chỉ cần Diêu Khải Minh có thể lợi dụng đế huyết, hẳn là có thể vững chắc địa vị của Diêu Khải Minh, lôi kéo thánh địa thân thiện, càng có thể tranh thủ hảo cảm cho hắn hơn, cải thiện trong lòng thái độ một ít thánh địa. Lần này ta đến Tổ Sơn, trừ đưa lên đế huyết ra, còn có một việc tư. Ha ha, các vị thánh chủ chớ khẩn trương, ta không phải đến làm phiền các ngươi làm việc cho ta. Khương Phàm vừa nói dứt lời, trong điện thoáng an tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên mặt của hắn. Loại thời kỳ này lại đột nhiên đến thăm, còn chủ động đưa đế huyết, khẳng định là có chuyện quan trọng. Khương Phàm mỉm cười. Ta muốn xin hỏi các vị, ở trong lòng các ngươi, bây giờ ta có được thực lực, có tính là hoàng tộc không? Tất cả thánh chủ đều gật đầu, điểm ấy không thể không thừa nhận, Khương Phàm xác thực đã có thành tựu, bây giờ lại lấy được đế cốt tương trợ, thực lực của hắn cùng đám người phía sau hắn kia khẳng định lần nữa tăng gấp bội, nào chỉ là hoàng tộc, nói là hoàng đạo đều không quá đáng. Mặt Khương Phàm mỉm cười, hỏi lần nữa. Nếu các vị thánh chủ đều cho rằng chúng ta bây giờ đã là hoàng tộc, Khương Phàm ta có tính là chủ nhân hoàng tộc không? Các vị thánh chủ lại lần nữa gật đầu, điểm ấy không chút huyền niệm. Mà nào chỉ là chủ nhân hoàng tộc, kiếp trước ngươi cũng là chủ nhân Thương Huyền, điểm ấy Tổ Sơn đều đã chiêu cáo thiên hạ, sớm đã xác nhận. Khương Phàm nói xong liền cười khẽ hai tiếng, lại không nói gì nữa. Có thánh chủ kỳ quái nói. Khương công tử tới tìm cầu công nhận, là hy vọng Tổ Sơn có thể chiêu cáo thiên hạ, vạn thế thần triều sắp một lần nữa kiến quốc. Khương Phàm đặt chén trà xuống, hoạt động thân thể ở trên ghế mây thoáng, tìm cái tư thế thoải mái, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt nắm lại, thần nhãn hiện ra kim quang dần dần đảo qua các vị thánh chủ trong đại điện. Tất cả thánh chủ đều không hiểu thấu, đây là muốn làm gì? Có lời gì thì nói đi chứ. Diêu Khải Minh cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi chỉ là nói giúp hắn lôi kéo quan hệ, không có nói đến cái khác cơ mà. Khóe miệng Khương Phàm ôm lấy đường cong thản nhiên. Tiếng đánh trầm muộn quanh quẩn trong điện, trong bầu không khí dần dần một ngạt giống như là đập vào trong lòng một ít người. Tử Vi thánh chủ cùng Túc lão bên cạnh hắn né tránh ánh mắt, trong lòng có một dự cảm không tốt. Khương Phàm nhìn xong, rồi nhìn lại Diêu Khải Minh. Xin hỏi Diêu trấn thủ, xung quanh thánh địa thừa hành thiết luật, thánh địa không được can thiệp sự vụ nhân quốc, nếu không sẽ chịu Tổ Sơn trừng trị. Như vậy thánh địa trung ương, phải chăng cũng cần tuân thủ cái này? Đương nhiên. Thánh địa thiên hạ, đều không được can thiệp sự vụ nhân quốc, đây là tối kỵ. Nếu có người xúc phạm, vậy thì sẽ nhận loại chế tài nào? Do hình luật đường Tổ Sơn tự mình thẩm vấn, nếu như thẩm tra thật sự có làm, lại hậu quả nghiêm trọng, sẽ để cho từ bỏ thân phận thánh chủ, thậm chí là trấn áp Tổ Sơn trừng phạt. Không biết Khương công tử hỏi cái này là ý gì? Xin mời Diêu trấn thủ đóng cửa điện lại truyền lệnh hình luật đường đến đây. Thuận tiện thông báo những đệ tử thủ vệ dưới núi kia, đến đại điện thánh thiên đưa tin. Khương công tử, người đây là Tổ Sơn, có người ý đồ giết ta. Khương Phàm đưa ánh mắt bén nhọn tập trung vào Tử Vi thánh chủ. Sắc mặt Tử Vi thánh chủ hơi biến đổi, trên trán chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Số lượng lớn ánh mắt của các thánh chủ khác đều đồng loạt đảo đi qua. Nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Diêu Khải Minh đứng lên nói. Khương công tử, loại chuyện này không thể nói đùa được, ngươi có chứng cứ. Khương Phàm nói. Sau khi ta rời khỏi Tổ Sơn, có người vụng trộm tiến về Xích Thiên Thần Triều, tiếp đại doanh Thanh Nguyệt ở Nam Cương, để lộ hành tung của ta. Đệ nhất quân trưởng Lăng La của quân đoàn Thanh Nguyệt, lập tức đưa người tiến về cổ thành, tại thời khắc mấu chốt ta đào móc đế cốt đã đắc thủ tập kích. Ta đã mất mạng tại chỗ, nhưng người mang huyết mạch Chu Tước kiếp trước, có thể niết bàn trùng sinh. Huynh đệ của ta bị thương nặng, nhưng không có ta may mắn như vậy, sau đó đã chết rồi. Túc lão bên cạnh Tử Vi thánh chủ nhúc nhích môi, suýt chút nữa đứng lên giằng co. Ai đi đại doanh Thanh Nguyệt? Chúng ta chỉ là đến gần đó giải tin tức. Khương Phàm tiếp tục nói. Chúng ta giết vị đệ nhất quân trưởng kia, sau khi khảo vấn hành động mới biết được, người kia tự xưng là người đến từ Tổ Sơn. Tử Vi thánh chủ cũng nhịn không được, bọn hắn không tiếp xúc cùng nơi đó. Đều là đang lợi dụng người khác tản truyền tin tức, Khương Phàm miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, cố ý châm ngòi câu chuyện. Nhưng bọn hắn thực sự không tốt đứng ra giằng co, nếu không chính là biến tướng thừa nhận. Diêu Khải Minh thuận ánh nhìn Khương Phàm về phía Tử Vi thánh chủ, trong tất cả thánh địa muốn nói có thù hận cùng Khương Phàm, chỉ có Tử Vi thánh chủ. Mà cái ngày Khương Phàm rời khỏi ấy,
Tử Vi Thánh Chủ còn dẫn đầu chất vấn qua. Khương Phàm nói, ta sống được là mệnh ta lớn, nhưng quân trưởng Thanh Nguyệt giết ta, đó là sự thật. Bên trong Tổ Sơn có người cố ý hãm hại, cũng chính là hung thủ gián tiếp giết chết ta, mà hành vi hèn hạ, cực kỳ ác liệt. Siêu Trấn Thủ, ta không hiểu nhiều quy củ Tổ Sơn, nếu như loại hành vi này điều tra xong thì sẽ xử lý như thế nào? Bầu không khí trong điện trở nên ngột ngạt, ai cũng đoán được là ai. Nhưng, Tử Vi Thánh Địa là Thánh Địa Trung ương Nam Bộ, địa vị tôn quý, liên lụy đông đảo, thật đúng là không dễ nói. Nếu như điều tra rõ, sau khi Diêu Khải Minh lặp lại câu nói này, lại nói. Mặc dù không phải trực tiếp tổn thương, nhưng mưu hại chủ nhân hoàng tộc, cũng là xúc phạm tối kỵ, nên từ bỏ vị trí thánh chủ. Nếu như chủ động thừa nhận thì có thể xử lý nhẹ. Tử Vi Thánh Chủ âm thầm nắm tay, rủ xuống lông mày không nói. Hắn đương nhiên biết rõ hậu quả khi làm như vậy, nhưng một là không nghĩ tới Khương Phàm sẽ đến cáo trạng, hai là bây giờ không có mặt mũi đứng lên thừa nhận ngay lúc này, mà, lại không có chứng cứ. Coi như Tổ Sơn tra được cùng ngày hắn và Túc Lão rời khỏi, cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh chính là bọn hắn đi liên hệ đại doanh Thanh Nguyệt. Cho nên, ổn định. Ngàn vạn lần phải ổn định. Diêu Khải Minh đứng dậy, nghiêm túc thét lên ra lệnh. Đóng cửa điện, xin mời đường chủ hình luật đường đích thân tới đại điện, xin mời toàn bộ trưởng lão đệ tử phụ trách trấn thủ Tổ Sơn cùng ngày Khương Phàm rời khỏi lần trước, đến ngoài điện đợi mệnh. Khương Phàm đứng dậy, nói. Thẩm vấn thánh chủ là chuyện Tổ Sơn, người ngoài ta đây liền không tham dự, chỉ hy vọng Tổ Sơn có thể làm ra thẩm phán công bằng. Các vị, cáo từ. Vô Hồi thánh chủ cũng đứng lên nói. Trấn thủ cần ở lại phụ trách thẩm vấn, ta đại biểu trấn thủ đưa tiễn nghị công tử. Ngoài điện, Khương Phàm sớm chuẩn bị tốt đế huyết, giao cho Vô Hồi thánh chủ. Quấy nhiễu thẩm vấn, phế đi Tử Vi thánh chủ. Vô Hồi thánh chủ cười nhạt mà nói. Hắn sống không được. Ta lưu lại đế cốt ở bên trong, chỉ còn bấy nhiêu đế huyết, hết thảy 50 giọt, hẳn là có thể giúp ngài tiến vào thánh cảnh, giúp phụ thân ta, Tô Thiên Sóc tiến đến thiên văn. Chúng ta dùng ít đi chút, cũng không có vấn đề. Ngươi thì sao? Ta trước đó đã quy hoạch rất nhiều hành động, nhưng không nghĩ tới có thể có được đế cốt, bây giờ ta muốn đuổi vây bắt trước khi bắt đầu về luân hồi bí cảnh. Chúng ta có thể giúp gì không? Có đế cốt áp trận, chúng ta có lòng tin. Mặc dù có đế cốt áp trận, nhưng đưa tới oanh động càng lớn, kích thích cường giả cũng sẽ càng nhiều, các ngươi ngàn vạn lần không thể chủ quan. Chờ xử lý tốt Tử Vi thánh chủ, cần phải để Thương Sinh cung nhắm ngay Tây Bộ, ta muốn trước xử lý Vạn Đạo thần giáo. Ngày 11 tháng 5, Thiên Cực giới, Thái Cổ thần miếu, Sinh Mệnh thần điện, tạm thời liên thủ, mạo hiểm thăm dò chỗ hư không của Xí Thiên giới, sau đó cho ra một tin tức khiếp sợ. Xí Thiên giới biến mất. Xí Thiên giới từ dừng lại trong hư không vài vạn năm đã hoàn toàn biến mất. Ba bên hoàng đạo chấn kinh càng cảnh giác, loại tình huống quỷ dị này chỉ có một lời giải thích, Xí Thiên giới đã rời đi. Mục tiêu không cần nói cũng biết, luân hồi bí cảnh. Xí Thiên giới chẳng khác gì đã triệt để từ bỏ vinh quang cùng tư thái đã từng, tìm Khương Phàm nương tựa. Bọn hắn cũng không phải không ngờ tới Xí Thiên giới sẽ có hợp tác cùng Khương Phàm. Nhưng nghiêm trọng nhất chính là cung cấp đan dược ở bên ngoài, nhất thời che chở, nhưng bất luận như thế nào cũng đều không có nghĩ đến, cái thế lực trung lập an nhàn ôn hòa này, lại có thể bỏ qua tất cả, dứt khoát đánh tới vòng xoáy chiến tranh sắp bộc phát. Đây không thể nghi ngờ là đánh cược hết thảy, đập nồi dìm thuyền. Cho dù là một ít hoàng tộc, cũng không dám điên cuồng làm quyết định như vậy, vậy mà Xí Thiên giới lại làm. Rốt cuộc là do sự kiện Vạn Đạo thần giáo kích thích. Hay là do sự kiện đế huyết kích thích, bọn hắn đã không thể nào biết được, nhưng thế lực đặc thù như Xí Thiên giới thế này, lại là dưới loại tình thế này, đột nhiên liên minh gia nhập với Khương Phàm, mang đến không chỉ cung ứng đan dược sung túc, cùng pháo đài hư không ổn định, còn có thể sẽ để cho các thế lực cấp bậc hoàng tộc khác sinh ra kích thích không cách nào tưởng tượng nổi. Xí Thiên giới rời khỏi Tây Nam, lao tới Tây Bộ, mục tiêu là Xích Chi Đại Liệt Cốc. Luân hồi bí cảnh sắp ký kết đồng minh công thủ cùng Xí Thiên giới. Thái Cổ thần miếu và các hoàng đạo lập tức đưa đi tin tức đến hoàng đạo toàn Thương Huyền, bây giờ đã không lo được mâu thuẫn hay cạnh tranh gì nữa, tin tức này nhất định phải để tất cả hoàng đạo đều biết. Hơn một tháng trước, bọn hắn còn đang rung động vì khí thế Khương Phàm đã thành, cần nghiêm túc đối đãi, bọn hắn cũng xác thực bắt đầu chuẩn bị vây công.
nhưng, không đến 2 tháng, lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Đế huyết rót vào luân hồi bí cảnh, xí thiên giới cường thế gia nhập liên minh, một con quái vật khổng lồ đủ để cho tất cả hoàng đạo kiêng kỵ, sắp ầm vang thành hình. Toàn bộ hoàng đạo thương huyền nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không, thứ đợi bọn hắn chính là vạn thế thần triều chủ động phản kích. Một khi cục diện của Khương Phàm từ bị động biến thành chủ động, đây sẽ là ác mộng của toàn bộ hoàng đạo thương huyền. Ngày 11 đến ngày 16 tháng 5, trong 5 ngày ngắn ngủi, bất luận là bát bộ hoàng đạo, hay là chí tôn hoàng đạo đều chiếm được tin tức của xí thiên giới. Chấn kinh, khẩn trương, cảnh giác, nguy cơ, đủ loại cảm xúc lan tràn giữa các hoàng đạo thương huyền. Cao tầng thương huyền lâm vào kiềm chế an tĩnh, tất cả các thánh tổ quy ẩn toàn bộ đều được thăng chức mời quan, triển khai thảo luận khẩn trương. Ngày 18 tháng 5 bắt đầu, đang trung vực lùng bắt Khương Phàm chi đội tiền tuyến lần lượt nhận được mệnh lệnh, lập tức lao tới xích chi đại liệt cốc, không tiếc cái giá, hủy diệt luân hồi bí cảnh. Cùng lúc đó, tất cả hoàng đạo đều ăn ý điều động cường giả, khống chế bảo khí không gian lao tới hải vực, tìm kiếm thánh linh thánh vương đang vây bắt Ngọc Tỷ truyền quốc, để bọn hắn xem tình huống rồi quyết định tiếp tục lùng bắt, hay là trở về thương huyền, tiến công luân hồi bí cảnh. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 5, hoàng đạo thương huyền trên thiên khải chiến trường lần lượt lặng lẽ hành quân, tạm hoãn toàn bộ hành động, khai thác thủ thế toàn diện. Lập tức, lui chi đội tinh nhuệ từ thiên khải về, gấp rút tiếp viện chiến trường hạ giới tại Tây Bộ. Cuối tháng 5, đế quân 8 phương tự mình truyền lại mật lệnh đến thiên khải, nhân tộc, ma tộc, linh tộc, yêu tộc, không được mạo phạm lãnh địa hoàng đạo thương huyền, bỏ mặc tinh nhuệ hoàng đạo thương huyền mượn đường các thiên môn giới. Sau đó, toàn bộ ánh mắt hoàng đạo bát châu thập tam hải, bởi vì thiên khải có biến mà chuyển hướng đến thương huyền đại lục. Ngày 19 tháng 5, Khương Phàm mang theo tâm tình kích động đến luân hồi bí cảnh. Luân hồi bí cảnh đang cùng xí thiên giới khẩn trương bàn bạc, do xí thiên giới mạnh mở con đường thiên nhãn, đỡ nhận được luân hồi huyết sư khống chế đầu mật đạo kia. Chờ sau khi thuận lợi kết nối, luân hồi bí cảnh sẽ có được nơi an toàn tị nạn. Nếu như có thể thủ vững ở luân hồi bí cảnh, xí thiên giới làm hậu hoa viên, không ngừng liên tục cung cấp đan dược. Nếu như không kiên trì nổi, xí thiên giới chính là đường lui tuyệt hảo của bọn hắn. Khương Phàm được luân hồi huyết sư tiếp dẫn, trở về luân hồi bí cảnh. Nhận được tin tức, Thiên Hậu, Khương Quỳ, Khương Bá, Hướng Vãn Tình, còn có giới chủ, Dạ An Nhiên, Phượng Bảo Nam và những người khác, toàn bộ tập kết nghênh đón. Hai bên gặp mặt, đều lộ ra nụ cười kích động. Khương Phàm nhìn thấy các bằng hữu quen thuộc, cảm xúc cuồn cuộn, bùi ngùi mãi thôi. Chỉ mới rời khỏi 2 tháng mà thôi, vậy mà cục diện đã phát sinh kịch biến như vậy. Không siết có đào được đế cốt, còn được xí thiên giới di chuyển. Mặc dù cái này đều sẽ kích thích đến các hoàng đạo thương huyền khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ, để bản thân đứng trước thế công giống như mưa to gió lớn, nhưng có xí thiên giới gia nhập, phong phú thực lực nơi này, đế huyết đế cốt càng có thể tiếp tục tạo nên đỉnh cấp cường giả. Coi như có vấn đề gì, bọn hắn còn có thể lui về giữ xí thiên giới, bằng vào hỗn độn cự long ngạnh kháng thế công. Chỉ cần chống đỡ được các hoàng đạo thương huyền vây công, chính là thời khắc bọn hắn phản kích. Bọn người thiên hậu càng kích động, tin tức đã truyền tới, Khương Phàm đã đạt được 3 khối đế cốt, đơn giản là ông trời đang trợ giúp vạn thế thần triều. Cứ như vậy, bọn hắn không đã có đủ thực lực, nghênh chiến hoàng đạo thương huyền, còn có thể có đầy đủ tín niệm, thủ vững đến cùng. Nhưng, Khương Phàm nhìn bọn hắn kích động cười, bọn hắn nhìn Khương Phàm mong đợi cười. Cười cười, thể hiện đều xuất hiện thay đổi vi diệu. Đế huyết, đã dùng chưa? Khương Phàm nhìn toàn trường xung quanh, sao Khương Quỳ lại không có bế quan? Sao Hướng Vãn Tình lại không có biến đổi linh văn? Khí tức cũng không hề thay đổi. 2 khối đế cốt, trọn vẹn hơn 100 giọt đế huyết, chẳng lẽ còn không đủ phân sao? Hay là không có cam lòng dùng, chờ hắn trở về phân phối? Chàng không cho chúng ta dùng như thế nào? Thiên Hậu và đám người sau khi nhận được tin tức liền đang chờ Khương Phàm, cũng đều lên kế hoạch xong là ai sẽ dùng. Khương Phàm hơi nhíu mày lại, ánh mắt của Thiên Hậu và đám người cũng biến thành quái dị. Sau một lát, hai bên chăm miệng một lời. Khương qua đâu? Sắc mặt Khương Phàm kịch biến, thanh âm đột nhiên cao hơn. Khương qua không có trở về. Thiên Hậu cau mày. Chàng an bài hắn trở về khi nào? Khương Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nói đùa,
ta sẽ không dậy nổi. Khương Qua không có trở về. Không thể nào, hắn rõ ràng đã trở về. Lúc nào? Sau 3 ngày đào được đế cốt, Khương Qua đột phá đến thánh linh cảnh, cưỡi long lân lôi mã bí mật trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 20 ngày trước hắn nên trở về rồi. Sắc mặt Khương Phàm nghiêm túc càng khó coi hơn, hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. Thiên hậu chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng càng nghiêm túc. Không thấy. Bọn người Hướng Vãn Tình bất chợt cảm thấy lạnh người. Khương Qua mang theo đế cốt chạy. Không thể nào. Nhìn Khương Qua không phải loại người như vậy. Huống chi Khương Phàm đã cho hắn đế huyết, để hắn đột phá. Chẳng lẽ là, trong đầu của bọn họ đều lóe lên suy nghĩ, Khương Qua, bị chặn giết rồi. Khương Phàm hô hấp dồn dập, không thể nào tiếp thu được tin dữ đột nhiên xuất hiện. Hắn tin tưởng phẩm hạnh của Khương Qua, cũng tin tưởng Khương Qua khẳng định sẽ dốc hết khả năng, cho dù là chết đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, Khương Qua lại không có trở về. Bầu không khí dần trở nên an tĩnh, đám người đều bối rối. Đế cốt kích thích, xí thiên giới di chuyển, ánh mắt toàn Thương Huyền đều tụ tập đến nơi này, mặc kệ là xuất phát từ tham lam, hay xuất phát từ cảm giác nguy cơ, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều sẽ điên cuồng tấn công. Tương đương với năng lượng tầng cao nhất toàn Thương Huyền đều sẽ vượt lên tới nơi này. Nếu có đế cốt áp trận, bọn hắn hẳn là có thể ngạnh kháng xuống, càng quan trọng hơn là bọn hắn sẽ có đầy đủ lòng tin để kiên trì. Nhưng bây giờ, bọn hắn kháng thế nào đây? Không có đế cốt, bọn hắn không cách nào tạo nên càng nhiều cường giả, không có đế cốt, bọn hắn lấy ở đâu ra lòng tin? Khương Phàm cưỡng ép tỉnh táo lại, lấy ra khối đế cốt mình giữ lại kia. Mặc kệ là giao cho ai, nó tác dụng đại hóa. Còn có vị giáo chủ vạn đạo thần giáo kia, lập tức phá hủy, bảo đảm địa ma thụ mau chóng tiến đến thánh vương, cùng tộc luân hồi huyết sư tái tạo một vị thánh linh. Thánh cốt cùng xương bán thánh, lấy ra toàn bộ, không tiếc cái giá mà sử dụng, phải nhất định thủ vững luân hồi bí cảnh một tháng trở lên. Thiên hậu nói, chàng muốn làm gì? Mặt Khương Phàm mũi tràn đầy sát ý. Đế cốt, nhất định phải cầm về, Khương Qua, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Không nên vọng động. Thiên hậu gọi Khương Phàm lại. Nếu Khương Qua là thánh linh cảnh, còn mang theo đế cốt, có thể ngăn cản hắn mang đi rất có thể là hoàng đạo. Hướng Vãn Tình cũng nói. Khương Qua trung dũng, vì để bảo trụ đế cốt, nhất định có thể làm đến liều mạng, dưới tình huống như vậy còn bị bắt, chỉ có thể là cường giả hoàng đạo, thậm chí có thể là thánh vương giáng lâm. Mọi người nghiêm mặt, đồng ý với cái nhìn này. Khương Qua là thánh linh, có long lân lôi mã làm bạn, còn có đế huyết phụ trợ, trừ thánh vương, không có người nào có thể tùy tiện chế phục hắn. Nói cách khác, đế cốt đã rơi xuống trong tay hoàng đạo. Bằng vào thực lực bọn hắn bây giờ, muốn đoạt lại đế cốt từ trong tay hoàng đạo, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bất kể là ai làm, ta đều muốn tra rõ ràng. Nếu có thể, ta nhất định phải mang về. Bất kể là ai làm, Khương Phàm đều muốn tra một chút, thử một lần. Không thể để cho Khương Qua chết không rõ ràng, càng không thể để đế cốt quyết định vận mệnh bọn họ lưu lạc đến trên tay người khác. Đám người trầm mặc, hoàng đạo hoàng tộc Thương Huyền đều bị kích thích. Tiếp theo thế công khẳng định sẽ cực kỳ mãnh liệt cùng tàn khốc, nếu như không có đế cốt, xác thực gánh không được, nhưng đế cốt đã rơi xuống trong tay hoàng đạo, Khương Phàm lại không cam tâm thế nào cũng đều khó có khả năng thu hồi lại. Dạ An Nhiên nói, nếu thực sự không được, chúng ta bỏ qua luân hồi bí cảnh, đến xí thiên giới tránh né. Nhất định phải thủ vững luân hồi bí cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không thể nào lui vào xí thiên giới. Khương Phàm quả quyết từ chối. Nếu như gặp phải nguy cơ liền lui, đồng minh này có thể nói là không có chút đấu trí nào, nếu như bây giờ liền bại lộ tình huống phòng ngự của xí thiên giới, vô cùng có khả năng mang theo thánh hoàng ra tay. Cho nên, bọn hắn phải chết thủ luân hồi bí cảnh, cho đến khi thực sự gánh không được. Thiên hậu nói, chàng hãy chờ mấy ngày, long cốt cự ngạc đang đột phá, để nó bồi tiếp chàng đi. Không cần, thế công tiếp theo của hoàng đạo Thương Huyền khẳng định sẽ vô cùng mãnh liệt. Thêm một thánh linh tỏa chấn sẽ nhiều thêm một phần hy vọng. Vậy mang kim bằng của ta theo, tốc độ nó nhanh, có thể tiết kiệm thời gian. Các ngươi bảo trọng. Chàng cũng bảo trọng. Chờ một chút, mang ta theo. Trong đội ngũ đột nhiên có một nam tử thẳng tắp đi ra, bộ dáng lại không khác Khương Phàm lắm. Lão tặc. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Hắc hắc,
mang ta theo, ta bồi tiếp. Nam tử này chính là hỏa diễm huyễn điểu, cướp sau khi được niết bàn thạch đều ăn toàn bộ, không chỉ có thể huyễn hóa thành bộ dáng, chu tước còn có thể biến thành bộ dáng Khương Phàm kiếp trước. Ngươi khẳng định muốn đi theo. Thời khắc mấu chốt, ta có thể thay ngươi di chuyển mục tiêu. Tặc điểu ưỡn ngực, ngôn từ chính nghĩa. Nhưng nó cũng không phải thật muốn bồi Khương Phàm, là cảm giác luân hồi bí cảnh sau đó phải bộc phát đại chiến, ở lại nơi này cửu tử nhất sinh, còn không bằng đi ra bên ngoài tránh một chút. Thiên hậu đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi, sau đó quay người quả quyết quyết định. Giao đế cốt cho Khương Quỳ. Khương Quỳ lập tức kéo căng thân thể khô gầy, cho ta. Từng đôi mắt nóng như lửa nhìn về phía Khương Quỳ. Ai cũng đều rõ ràng ý nghĩa của đế cốt, đây đơn giản là chí bảo vô thượng thay đổi vận mệnh. Nhưng không thể không thừa nhận, bây giờ người có hy vọng nhất lại thích hợp với đế cốt nhất, thật đúng là chỉ có tên, quái vật, nửa người nửa hài cốt này. Khương Quỳ lập tức cảm thấy cơ thể nóng lên, cũng không biết nên nói lời cảm tạ như thế nào. Thiên hậu, ta chỉ cần một phần, dù là một chút liền có thể tiến đến thánh linh. Ánh mắt những người khác lại lần nữa nóng lên, đúng vậy, Khương Quỳ còn đang giữ lấy một bộ di thể thánh linh, chỉ cần mấy miếng đế cốt là có thể hoàn thành biến đổi linh văn, liền có thể hậu tích bạc phát tiến đến thánh linh. Cứ như vậy, chẳng phải còn để lại càng nhiều đế cốt. Ta muốn là thánh vương, thậm chí là thánh hoàng. Một câu của thiên hậu lập tức trấn trụ tất cả mọi người. Khương Quỳ nghiêm túc, cuồng hỉ biến thành áp lực. Đúng vậy, đế cốt đâu chỉ có thể tạo nên thánh linh, thánh vương đều không chút huyền niệm, nhưng thiên hậu muốn hiển nhiên không phải là chuyện, không chút huyền niệm, mà là, vui mừng, càng lớn. Tiên tiến thánh linh, thời khắc tất yếu kích phát uy thế đế cốt, hiện ra uy lực thánh vương, đội lên tuyến đầu. Thiên hậu nói xong, lại nói. Phá giải vạn đạo giáo chủ, giao trái tim thánh vương cho địa ma thụ. Giao linh hồn thánh vương cho luân hồi huyết sư, giao máu tươi thánh vương cho địa long, chiến khu giao thánh vương cho kim hống. Luân hồi huyết sư, địa long, kim hống, ta đã cho các ngươi đầy đủ tài nguyên, lần này phá giải thánh vương, nếu như các ngươi tái tạo không ra thánh linh mới, nhìn mình mà xử lý. Tộc trưởng tam tộc lập tức làm ra cam đoan, cần phải bảo đảm bán thánh đang lúc bế quan thuận lợi tiến đến thánh linh. Thiên hậu nói, vẫn dựa theo an bài trước đó. Luân hồi huyết sư đóng giữ một vết nứt, lợi dụng cửu u thâm không ngăn chặn xâm lấn, sau khi địa ma thụ tỉnh dậy, an minh hề, chư vị thánh linh bán thánh xí thiên giới phối hợp nghênh kích người xâm nhập, niết bàn cảnh ngũ trọng thiên còn lại trở lên, toàn bộ theo ta đóng giữ vết nứt thứ ba. Chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát, cũng sẽ thảm liệt chưa từng có, nhưng luân hồi bí cảnh cùng bên ngoài cách cửu u thâm không, đây là bình chướng của ông trời cho chúng ta, chỉ cần chúng ta khống chế lại ba vết nứt liền có thể kiên trì. Các tộc cưỡng để tinh thần, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng xí thiên giới gia nhập liên minh, mang đến 4 vị thánh linh, 9 vị bán thánh, cùng số lượng lớn cao giai niết bàn cảnh. Nếu như có thể lợi dụng di thể giáo chủ vạn đạo, bọn hắn bên này còn có thể lại có nhiều thêm 3 vị thánh linh. Tính cả Long Cốt Cự Ngạc đang đột phá cùng Khương Quỳ sắp đột phá, thánh linh tụ tập bên trong luân hồi bí cảnh có hy vọng đạt tới 12 vị. Quan trọng nhất chính là... bọn hắn còn có số lượng lớn thánh cốt cùng di cốt bán thánh. Không phải chỉ một tháng thôi sao, phòng được. Bọn hắn cổ động lẫn nhau, lập tức bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Sau khi Khương Phàm rời khỏi luân hồi bí cảnh, đáp lấy kim bằng nhanh chóng lao vùn vụt trong cái khe giao thoa tại hẻm núi, thuận tiện dùng máu tươi viết xuống 3 chữ trên giấy vàng, dịch thương đồ. Một là thăm dò có phải vạn đạo thần giáo tới hay không. Thứ hai là hấp dẫn lực chú ý các nơi. Để cho hắn lặng lẽ rời khỏi. Trong cái khe nào đó, đội ngũ vạn đạo thần giáo thật đúng là đang tiềm phục tại nơi này. Xác thực mà nói là đã tới 2 tháng, nhưng chính là trong 2 tháng này ngắn ngủi, Thương Huyền lại liên tiếp xảy ra kịch biến. Đầu tiên là Khương Phàm đạt được đế cốt, sau đó lại là xí thiên giới di chuyển đến Tây Bộ. Đối với bọn hắn mà nói, đây đều là chuyện vô cùng hỏng bét, cũng đều hận không thể lập tức giết vào luân hồi bí cảnh. Nhưng bên trong luân hồi bí cảnh lại có địa ma thụ và số lượng lớn cường giả, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi càng nhiều cường giả hoàng tộc hoàng đạo giáng lâm, sau đó liên thủ tấn công mạnh. Trong 2 tháng này, bọn hắn đều đang tung hoành bên trong khe nứt lớn mấy ngàn dặm, tìm kiếm lấy cửa vào xâm lấn thích hợp. Nhưng tra tới tra lui, chẳng những không có tìm tới mới vết nứt ẩn nấp, 5 vết nứt trước đó đều chỉ còn lại 3 cái.
Thiên hậu thực sẽ chọn một nơi, luân hồi bí cảnh kết nối với cửu u thâm không, muốn tấn công nơi đó, nhất định phải đi ngang qua thâm không. Muốn vượt qua cửu u thâm không liền cần vũ khí đặc thù, nếu không liền xem như thánh linh đều có thể lạc mất. Chỉ cần thiên hậu quấy nhiễu cửu u thâm không thì có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho kẻ xông vào. Không biết tất cả hoàng đạo có mang đến bảo khí chấn tộc hay không, nếu không, muốn giết vào luân hồi bí cảnh, không chỉ có khó khăn trùng điệp, sẽ còn tổn thất nặng nề. Phó giáo chủ Dịch Thương Đồ cau mày, trước đó đã khống chế vạn giới môn xông vào qua một lần, dưới tình huống không trở ngại bình thường đều gặp phải mấy lần nguy hiểm, có thể tưởng tượng cục diện thời điểm tiến công lần nữa. Đại trưởng lão ngồi trên tảng đá, nhắm mắt định thần, thanh âm trầm thấp. Đầu tiên là đế huyết dụ hoặc, sau đó lại là xí thiên giới di chuyển, toàn bộ hoàng tộc cùng hoàng đạo thương huyền đều sẽ bị kích thích. Bọn hắn không chỉ có đều khát vọng giết đến, cũng đều đang mong đợi có thể cướp được càng nhiều bảo bối, cho nên không cần hoài nghi, bọn hắn khẳng định là sẽ mang theo vũ khí đặc thù tới. Đến lúc đó, tương đương với hoàng tộc hoàng đạo toàn thương huyền vượt lên đến, chỉ cần có thể làm đến đồng tâm hiệp lực, hẳn là có thể cưỡng ép tiến lên. Chỉ cần có thể giết tới trong đó, hết thảy liền đều dễ xử lý. Xử lý, đại trưởng lão lúc nào lại lạc quan như vậy rồi? Giết vào nơi đó, còn có xí thiên giới nữa. Một thiếu niên mặt trắng đứng ở cách đó không xa, tùy ý quan sát đến cảnh sắc thần kỳ trong cái khe. Chỉ cần có thể công phá vết nứt, các cường giả hoàng tộc hoàng đạo có thể chen chúc vào, đó cũng không phải đội hình 10 thánh linh, mà là mấy chục đến gần trăm vị thánh linh, càng đừng đề cập bán thánh cùng niết bàn cảnh. Đến lúc đó Khương Phàm Thiên Hậu muốn chạy trốn về xí thiên giới, không có đơn giản như vậy. Coi như tiến vào, xí thiên giới cũng chỉ là một không gian mà thôi. Không có tấm chắn thiên nhiên như luân hồi bí cảnh này, đến lúc đó các phương lần nữa liên thủ, cũng rất dễ dàng giết đến. Mấy chục đến trên trăm vị thánh linh, không nên nghĩ đến đơn giản như vậy. Giáo chủ, điện chủ 12 hoàng đạo đa số đều tiến về hải vực đuổi bắt Ngọc Tỷ Truyền Quốc, còn cần đầy đủ cường giả trấn thủ bản bộ, để phòng bi kịch như sự kiện vạn đạo tái diễn, cường giả bọn hắn có thể điều động, không thể nào quá nhiều. Đương nhiên, cũng không phải không có hy vọng. Chỉ cần tất cả hoàng đạo quyết định lui chi đội thiên khải về, tất cả hoàng tộc lại toàn diện tham dự, vẫn có thể có phần thắng. Người đang nói chuyện chính là phó giáo chủ thứ ba của vạn đạo thần giáo triệu hồi từ thiên khải về, Sở Phong Trần. Hắn là truyền nhân được giáo tôn tự mình bồi dưỡng, mặc dù là phó giáo chủ thứ ba, nhưng độ cao của bối phận đều muốn áp đảo phía trên giáo chủ, cho nên đối với bất cứ kẻ nào trong thần giáo hắn cũng đều không khách khí. Đại trưởng lão không có so đo cùng Sở Phong Trần, bình tĩnh nói. Mặc dù không biết tình huống bây giờ tại Thiên Khải chiến trường, nhưng tất cả hoàng đạo hẳn là sẽ lui cường giả từ Thiên Khải về. Chuyện này không chỉ bởi vì bây giờ Khương Phàm đã dần dần trở thành uy hiếp, càng quan trọng hơn là đế cốt kích thích. Tất cả hoàng tộc sẽ toàn diện tham dự, đối bọn hắn mà nói, luân hồi bí cảnh chính là cái siêu cấp bảo khố. Bên trong không chỉ có tài nguyên của vạn đạo chúng ta, mà còn có đế cốt của Khương Phàm, còn có xí thiên giới. Dịch Thương Đồ chậm rãi gật đầu. Xí thiên giới là hoàng tộc đan đạo, bên trong chữ lấy đan dược rộng lượng, còn có dược liệu đếm tới hàng tỷ. Bình thường tất cả hoàng tộc đều tôn trọng bọn hắn, không có người nào sinh ra ý khác, nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải tự chịu diệt vong, sẽ biến thành thịt mỡ trong mắt tất cả hoàng tộc. Đại trưởng lão nói, ta to gan mong muốn, chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát trong vòng nửa tháng. Không chỉ có hoàng tộc hoàng đạo sẽ toàn bộ vượt lên đến, mà số lượng thánh linh cũng sẽ đạt tới chừng 100. Một tháng trở lên, nhất định có thể giết vào luân hồi bí cảnh. Nhiều nhất 10 ngày, xí thiên giới cũng sẽ bị công phá. Dịch Thương Đồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chiến ý dâng cao. Chờ chiến tranh bộc phát, chúng ta phải đội lên phía trước, để các phương nhìn thấy quyết tâm báo thù của vạn đạo thần giáo chúng ta. Cũng phải để bọn hắn nhìn thấy vạn giới môn. Đúng vào lúc này, một mảnh cường quang hừng hực đột nhiên bộc phát ở phương xa, rọi khắp hàng ngàn hàng vạn vết nứt tại Xích Chi Đại Liệt Cốc. Dịch Thương Đồ khẽ nhíu mày, đang cảm thấy kỳ quái, cường quang trong nháy mắt đã đánh tới, đánh xuyên vách núi thật dày, thẳng tới trước mặt hắn. Bành! Phó giáo chủ Dịch Thương Đồ vừa mới ngưng tụ con ngươi, cường quang trong nháy mắt đã sâu thể. Huyết nhục văng tung tóe. Linh hồn bị chôn vùi. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Thời điểm bọn người đại trưởng lão giật mình trước nguy hiểm đều theo bản năng lui lại, sau đó liên tiếp cứng lại ở đó, kinh hồn khó định.
Thế nào? Dịch Thương Đồ đâu? Biến mất. Ầm ầm. Dịch Thương Đồ chết thảm, cánh cửa không gian phong ấn trong thân thể nương theo cường quang cuồn cuộn, ầm vang đứng vững. Bảo bối đang ở trên thân, nhưng Dịch Thương Đồ ngay cả cơ hội dùng đều không có. Đại trưởng lão và đám người thoáng hoàn hồn, bỗng nhiên biến sắc. Sát sinh tiễn. Đám hỗn đản tổ sơn kia còn không có từ bỏ sao? Phó giáo chủ. Lỗ Dương gào lên đau xót, đây chính là phó giáo chủ thứ hai của bọn hắn, cường giả tiếp cận thánh vương, vậy mà khuất nhục chết như thế rồi. Sở Phong Trần quả quyết muốn đi khống chế vạn giới môn, lại bị đại thư tế Trầm Mặc ở bên cạnh ngăn lại. Ngài chỉ là cao giai niết bàn cảnh, vẫn chưa tới thánh linh cảnh, không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của vạn giới môn, vẫn là do lão phu tới. Sở Phong Trần khẽ nhíu mày, do dự mãi nhưng vẫn từ bỏ. Bây giờ không phải là thời điểm tranh đoạt bảo vật, bảo mệnh quan trọng hơn. Nhanh nhanh nhanh. Lỗ Dương thống lĩnh lo lắng thúc giục, sợ sát sinh tiễn ngay sau đó sẽ đánh vào trên người hắn. Đại tư tế tiếp quản vạn giới môn, phóng thích bình chướng không gian vạn đạo, triệt để cầm giữ nơi này. Sắc mặt của bọn người đại trưởng lão rất khó coi, hô hấp lộn xộn. Quá đột nhiên. Chết tiệt, quá đột nhiên. Mẹ nó, quá đột nhiên. Bọn hắn đang trò chuyện thật tốt, bất chợt lại bị một tiễn bắn tới. Đường đường là phó giáo chủ vậy mà cứ chết đi như thế. Giống như là đang nằm mơ. Thật ở đây sao, không biết có chết hay không. Khương Phàm cưỡi kim bằng phi nhanh trong vết nứt đen kịt, nhìn qua cường quang xẹt qua đỉnh đầu, nghe ngoài vài trăm dặm truyền ra tiếng oanh minh ong ong, hắn đã biết đội ngũ vạn đạo thần giáo quả nhiên trốn ở chỗ này. Đây chính là sát sinh tiễn sao, thật kích thích. Lại đốt thêm mấy tấm. Tặc điểu hưng phấn đến mức mặt mũi tỏa đầy ánh sáng, chỉ là bộ dáng hóa thân thành Khương Phàm, để phần hưng phấn này có vẻ hơi hèn mọn. Mặc kệ đánh lén có thành công hay không, nơi đó khẳng định là đã mở ra vạn giới môn, không cần thiết lại phóng thích mũi tên thứ hai, chờ ngày nào đó tâm tình không tốt lại đốt giấy. Khương Phàm thu giấy vàng lại. Tặc điểu nhún nhún vai, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Khương Phàm, con mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng hỏi. Còn có đế huyết không? Không có. Một giọt cũng bị mất. Đều đưa cho tổ sơn. Tặc điểu hạ miệng, nhìn tâm tình Khương Phàm hỏng bét, cũng không nói thêm lời. Khương qua hẳn là bị ngộ hại, nhưng, hắn là bị giết ở đâu, lại là bị ai giết? Khương Phàm ngồi ở trên lưng kim bằng, chau mày, tự lẩm bẩm. Khương qua sông sáo thiên hạ mấy chục năm, từ lục địa liên chiến hải vực, thân kinh bách chiến, năng lực sinh tồn cực mạnh. Hắn cũng biết rõ ý nghĩa quan trọng của đế cốt, hẳn là sẽ vô cùng cẩn thận mới đúng. Hắn không nên ngộ hại chứ. Hắn còn cưỡi long lân lôi mã, tốc độ kia đủ để chống lại cùng võ giả không gian. Long lân lôi mã đã dùng qua thánh linh tại luân hồi bí cảnh, lại dùng đế huyết, không chỉ có thể tăng lên cảnh giới, còn có thể thăng hoa huyết mạch, tốc độ cũng liền nhanh hơn. Khương Phàm dùng sức lau trán, làm sao đều không nghĩ ra tại sao Khương qua lại bị ngăn chặn, đồng thời còn bị sát hại. Liền xem như bị phát hiện, Khương Qua và Lôi Mã cũng đều có thể tiếp tục dùng đế huyết, kích phát tiềm lực, ngay cả Thánh Vương đều có thể liều một phen. Là ta bỏ sót cái gì sao? Hay là nói Khương Qua vừa mới rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành liền bị tập trung vào? Khương Phàm ép buộc mình phải tỉnh táo lại, nằm ngửa đến trên lưng rộng rãi của Kim Bằng, mặc cho cuồng phong gào thét ở xung quanh, cảnh tượng nhanh chóng xẹt qua trong ánh mắt. Đột nhiên, Khương Phàm khẽ nhíu mày. Nghĩ đến một vấn đề. Bọn hắn hẳn là rất cẩn thận, cũng hẳn là có thể hất ra đuổi bắt, lý do duy nhất bị tiếp cận cùng vòng vây chỉ có một cái. Thời điểm long lân lôi mã đột phá. Khương Phàm hô ngồi xuống, ánh mắt lấp lóe. Kim Bằng, tiến về trung vực, tìm kiếm khu vực rừng rậm phía tây thượng thương cách đó 2-3 vạn dặm. Kim Bằng lấp lóe cường quang, nhanh chóng lao vùn vụt trong cái khe thâm cốc. Nó sinh ra chính là bán huyết. Đối với bộ tộc Kim Sĩ Đại Bằng mà nói đã vô cùng tôn quý, sau này được thiên hậu điều dưỡng, trình độ thuần khiết của huyết mạch đã đạt 8 phần trở lên, có được tiềm lực bước lên thánh linh. Cảnh giới bây giờ tại Niết Bàn cảnh Tam Trọng Thiên, tốc độ thật nhanh. Ngày 26 tháng 5, sau khi Khương Phàm rời khỏi 7 ngày, đã có chuyện xuất hiện để bọn người thiên hậu phấn chấn. Địa ma thụ không phụ chờ mong, tấn cấp cảnh giới thánh vương. Bất luận là quy mô hay là khí thế. Đều giống như được tăng cường gấp bội.
Bá Vương và các thánh linh cùng bán thánh của Xí Thiên Giới bắt đầu phối hợp địa ma thụ, diễn luyện phòng ngự. Bọn hắn đều không có trải qua chiến tranh chân chính, cũng không có loại tín niệm cùng cuồng tính thể sống chết kia, cho nên thiên hậu đều an bài bọn hắn vào nơi này, do địa ma thụ phụ trách chủ công, bọn hắn chỉ cần xen lẫn trong bên trong phát khởi thế công là được. Sau đó trong vòng vài ngày, Khương Quỳ dung hợp đế cốt, dẫn đầu hoàn thành đột phá, linh văn biến đổi, cảnh giới tăng lên, lấy xa đọa minh hoàng chấn kinh luân hồi bí cảnh. Sau khi long cốt cự ngạc dung hợp chí tôn long giác, toàn diện thức tỉnh uy lực hài cốt cự long, bước lên thánh linh cảnh. Kim Hống, luân hồi huyết sư, địa long, toàn lực bồi dưỡng bán thánh, cũng đều sau khi được phân phá huyết hồn thánh vương, biến đổi huyết mạch, tăng lên cảnh giới, tiến vào thánh linh cảnh. Ngoài ra còn có càng nhiều niết bàn cảnh đột phá, tiếp tục để bầu không khí bên trong luân hồi bí cảnh phấn chấn. Trong lúc vô hình, để bọn hắn tăng lên tín niệm thủ vững đến cùng. Tháng 5 hạ tuần, đội ngũ hoàng đạo trước đó phụng mệnh lùng bắt Khương Phàm lần lượt tiến đến luân hồi bí cảnh, ngoài ra còn có rất nhiều đội ngũ hoàng tộc cùng cường tộc khác. Bọn hắn lấy được chỉ lệnh là lập tức tiến công, cho nên đang sau khi tiếp xúc cùng bọn người Sở Phong Trần, tại ngày cuối cùng của tháng 5, đã bắt đầu phát khởi tấn công mạnh. Ai cũng muốn giết đi đến trước hết nhất, ai cũng đều muốn lấy được càng nhiều bảo vật. Nhưng giữa hoàng đạo rất không tín nhiệm lẫn nhau, cho nên đương nhiên chia làm tam bộ phân. Cưỡng ép tiến lên từ ba vết nứt, triển khai tấn công mạnh đối với luân hồi bí cảnh. Nhưng, cửu u thâm không nguy hiểm hơn tưởng tượng của bọn hắn. Vạn giới môn chọn vết nứt kia, đúng lúc là do luân hồi huyết sư khống chế. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, tập kết rất nhiều thánh linh, nhưng luân hồi huyết sư có thể khống chế luân hồi, tiếng gầm gừ kinh khủng khuấy động bóng tối vô tận. Để vạn giới môn như con thuyền nhỏ rơi vào mưa to gió lớn, ba phen mấy bận đều muốn lật úp. Các cường tộc như Thao Thiết Yêu tộc, Thiên Cực giới, Thái Cổ Thần Miếu cầm đầu, thì đâm đầu vào vết nứt bị địa ma thụ đóng giữ, uy lực thánh vương kinh khủng chấn động thâm không, hơn mấy ngàn vạn sợi dễ già, dây leo như cự long cuồng kích cửu u, suýt chút nữa đã để chi đội ngũ này trực tiếp luân hồi chuyển thế. Nhưng thiên hậu nơi đó lại không có vận tốt như vậy, dù sao cũng là chiến trường chính. Cũng là chiến trường chỉ có thể ngạnh kháng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác xâm nhập vào bằng vũ khí đặc thù, đi ngang qua cửu u thâm không, giết tới bọn hắn nơi này, sau đó lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên bọn hắn nơi này cũng đã chuẩn bị đầy đủ cường giả, 6 vị thánh linh, 17 vị bán thánh, mấy trăm vị niết bàn cảnh, còn có số lượng lớn thánh cốt cùng xương bán thánh, năng lượng kinh khủng giống như là sóng chiều, điên cuồng trút xuống phía luân hồi thâm không. Chính là ở chỗ này. Đầu tháng 6, Khương Phàm cưỡi kim bằng vọt mấy chục vạn dặm núi sông, tìm được chiến trường đêm đó. Từ trên cao quan sát xuống, chiến trường phía dưới thật sự quá bắt mắt, giống như là vết sẹo cưỡng bức kéo ra vài trăm dặm trong rừng rậm mênh mông. Thời điểm Khương Phàm nhìn thấy cảnh này, lòng đều chìm đến đáy. Đã có chiến trường liền mang ý nghĩa Khương Qua thật sự đã bị vây bắt. Giờ khắc này, thậm chí Khương Phàm càng muốn Khương Qua mang theo đế cốt chạy đi, mà không phải chết ở nơi này. Tặc Điểu thầm nói, nơi này cách Thượng Thương Cổ Thành khoảng chừng 2 vạn dặm. Khương Qua vì để có thể càng nhanh chóng trở về, cũng vì để tại thời điểm gặp được ngoài ý muốn có thể phản ứng tốt hơn, sớm để lôi mã đột phá ở chỗ này. Ta đoán, hẳn là thời khắc mấu chốt khi lôi mã đột phá đã bị đánh lén. Bằng không chủ tớ bọn hắn bằng vào đế huyết, liên thủ liều mạng. Hẳn là có thể chạy đi. Sắc mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng, thả người từ trên thân kim bằng nhảy xuống hơn vạn mét, rơi vào trong phế tích. Nơi này đã an tĩnh hơn rất nhiều, yêu thú chiếm cứ trước đó đều đã cướp đoạt sạch sẽ, chỉ có một số nhỏ còn lang thang ở nơi này. Khương Phàm nói, lão tặc, kim bằng, các ngươi đến trong rừng rậm đi dạo, liên hệ cùng mãnh cầm linh điểu, nhìn xem còn có ai nhớ đến tình huống lúc ấy không. Đúng rồi. Chiến đấu thảm liệt như vậy, khẳng định hấp dẫn rất nhiều yêu thú chú ý. Tiểu Kim, nhanh! Tặc Điểu cưỡi lên kim bằng liền muốn rời khỏi. Tự mình bay đi, đồ hàng giả. Kim bằng bỗng nhiên hất nó ra, tự mình vọt vào trong rừng rậm tìm kiếm những mãnh cầm có linh trí. Ai nha, tính tình còn không nhỏ. Tặc Điểu trợn trắng mắt, hàng giả. Đại gia là thế thân. Khương Phàm yên lặng đi tại trong phế tích, hô hấp lấy không khí nóng rực. Cho dù cách nửa tháng, vẫn có thể cảm nhận được năng lượng lưu lại Phượng Hoàng ở bên trong. Phế tích tung hoành mấy trăm dặm, có thể thấy được chiến trường thảm liệt lúc ấy.
hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Khương Qua tuyệt vọng cùng không cam lòng ngay lúc đó. Cái chết cùng thất bại như vậy, đối với người cao ngạo như Khương Qua mà nói, không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục. Nhưng, vùng rừng rậm này vô cùng tươi tốt, cũng không phải thẳng tắp đến hướng Tây, mà là trách đi đến hướng Bắc hơn 3.000 dặm, theo lý mà nói nên tính là một vị trí ẩn nấp. Lúc ấy khẳng định Khương Qua cũng là vô cùng cẩn thận. Ai có thể tinh chuẩn khóa chặt đến nơi đây, ai có thể không một tiếng động vây bắt hắn. Có biến, có biến. Không đến một giờ, tặc điểu liền vỗ cánh uỳnh uỵch vội vã trở về. Man hoang chiến tộc. Khương Phàm cau chặt lông mày. Man hoang chiến tộc. Là man hoang chiến tộc vây bắt Khương Qua. Ngươi xác định. Ta đều đã xác nhận qua cùng ba linh điểu. Bọn chúng đều nói khuya hôm đó có lôi chiều chiếm cứ ở chỗ này, hẳn là Long Lân lôi mã đang bế quan. Tại thời khắc quan trọng nhất, không gian đột nhiên sụp đổ, ba con quái vật cao mấy chục mét, mọc ra hai cánh giết ra đến, dựa theo miêu tả, rất có thể chính là man hoang chiến tộc. Ba thánh linh. Khương Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, man hoang thánh linh không chỉ có nhanh nhẹn, dũng mãnh, hiếu chiến, mà còn có thể khống chế không gian, trách không được Khương Qua gánh không nổi. Chờ chút. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc đó nghênh chiến truyền nhân man hoang chiến tộc tại Đọa Lạc Thiên Quốc, giống như đã cảm nhận được qua đế uy. Chẳng lẽ là man hoang thánh linh lần theo khí tức đế huyết tìm tới? Tặc điểu nhìn Khương Phàm. Còn ôm hy vọng không? Đây chính là man hoang chiến tộc. Khương Phàm đứng tại chỗ, sắc mặt u ám, đúng vậy, đây chính là man hoang chiến tộc. Cho dù ở kiếp trước, hắn không nguyện ý trêu chọc nhất chính là đám ma quái man hoang độc bá đông bắc kia, ngay cả thời kỳ huy hoàng nhất của vạn thế thần triều, Thương Huyền Cộng Tôn, Hoàng Đạo Thần Phục, cũng chỉ có nơi đó lạnh nhạt đối đãi. Khương Phàm biết rõ nơi đó nguy hiểm, cũng biết rõ đám quái vật kia khủng bố. Tưởng tượng lúc vạn thế thần triều mới bắt đầu thế chân vạc, Tu La từng xuất chúng ngũ trinh man hoang, kết quả hai thua ba hòa, cuối cùng bức bách tình thế nguy hiểm tại Thiên Khải chiến trường, cùng cục diện mẫn cảm của Thương Huyền. Sau khi thương nghị cùng thiên hậu, đã bí mật ký kết điều ước hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Không nghĩ tới, vậy mà lại đối mặt cùng man hoang chiến tộc. Bây giờ Khương Phàm thật đúng là không có thực lực, cũng không có lực lượng, đến vùng đất man hoang cưỡng đoạt đế cốt. Nhưng, Khương Qua và Long Mã chết trên tay bọn họ, thay đổi tình cảnh đế cốt bị bọn hắn cướp đi, thù này thực sự nuốt không trôi. Tặc điều khuyên nhủ. Chuyện đã qua đi một tháng. Đế cốt hẳn là đều đến tổ địa man hoang chiến tộc, nói không chừng cũng đã bắt đầu dùng, vẫn là đừng kiên trì. Khương Phàm nhắm lại mắt, dùng sức nắm tay. Đi man hoang. Ngươi muốn làm gì, chịu chết sao? Cùng bọn hắn nói chuyện. Nói chuyện gì, bàn bạc làm sao ăn ngươi, hay là hấp, là bỏ vào dầu chiên. Nghĩ biện pháp thu hồi đế cốt, cho dù là một cái. Việc cấp bách, nhất định phải thủ vững ở luân hồi bí cảnh. Khương Phàm ngồi vào trên mặt đất, một bên suy nghĩ cách đàm phán cùng man hoang chiến tộc, một bên chờ đợi Kim Bằng trở về. Nhưng, Kim Bằng lại biến mất, cho đến khi trời tối cũng chưa trở lại. Khương Phàm lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mang theo tặc điểu tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi vẫn không tìm được bóng dáng Kim Bằng. Cho đến ba ngày sau, Kim Bằng trở về. Ngươi đã đi đâu? Khương Phàm sốt ruột, Kim Bằng là khế ước thú đầu tiên của thiên hậu. Tình cảm thâm hậu, nếu quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn thực sự không biết nên bàn giao thế nào. Kim Bằng mở miệng nói tiếng người. Lúc ấy vây bắt Khương Qua chính là ba man hoang thánh linh, lôi mã chết ngay tại chỗ, nhưng sau khi Khương Qua liên tiếp huyết chiến, quả thực là đã chém giết toàn bộ ba man hoang thánh linh. Khương Phàm vừa mừng vừa sợ. Khương Qua thắng, vậy hắn đâu rồi? Tặc điểu có chút há mồm. Người cha từ chỗ nào? Sao ta không có tra được? Kim Bằng nói. Trận chiến đấu ngay lúc đó vô cùng thảm liệt, tác động đến mấy trăm dặm, số lượng lớn chim thú đều chạy trốn, cơ hồ không có người nào biết chuyện sau cùng. Nhưng, sau khi ta truy tra ba ngày, đã từ một linh điểu nhận được tin tức. Trước khi chiến đấu bộc phát, cũng chính là trước lúc lôi mã bắt đầu đột phá, một nữ tử đã tập trung vào nơi này. Chuyện sau đó, ta thực sự không có tra được, nhưng, chuyện xảy ra sau ba ngày. Lại có một quái vật, cũng chính là cường giả man hoang chiến tộc giáng lâm, ở chỗ này đã điều tra nửa ngày sau đí thì rời khỏi. Khương Phàm cau mày, tâm tư lấp lóe. Chẳng lẽ là nữ tử kia mang Khương Qua đi? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra,
Khương Qua giết tới cuối cùng khẳng định là đã vận dụng đế cốt, mà ba thánh linh man hoang lại vận dụng, chiến thần phẫn nộ, mượn lực của cường giả cấp bậc thánh vương. Như vậy, sau khi tên man hoang chiến tộc kia giáng lâm, hẳn là thánh vương bị mượn dẫn năng lượng. Khương Phàm trầm giọng hỏi. Ngươi xác định là một nữ tử. Kim Bằng bảo đảm nói. Ta đã cẩn thận điều tra, đúng là nữ tử. Khương Phàm nghiêm túc nói. Ý của ta là, một, mà không phải còn có những cường giả khác, chỉ có một mình nàng. Tin tức này rất quan trọng. Tặc điều kỳ quái. Có cái gì không giống nhau sao? Khương Phàm lắc đầu. Một nữ tử, tin tức này rất kỳ quái. Nếu như các chi đội lùng bắt của hoàng tộc, hoàng đạo, hẳn là xuất động thành đàn, cuối cùng hẳn là Khương Qua đã bị bọn hắn bắt đi. Chỉ có một người mà nói, hoặc là thế lực bình thường, hoặc là tán tu. Nhưng, Khương Qua là thánh linh cảnh, còn mang theo đế cốt, tán tu bình thường không tới gần được. Tặc điều đảo con mắt đi lòng vòng, giống như thật sự có đạo lý như thế. Ta lại điều tra thêm cha. Trong rừng rậm có rất nhiều yêu thú, khẳng định còn có nhớ. Kim Bằng vỗ cánh bay lên không, biến mất trong rừng rậm. Ba ngày sau tập hợp ở chỗ này. Khương Phàm cũng xông vào rừng rậm, tìm kiếm yêu thú có linh trí. Ba ngày sau, tặc điểu trở lại phế tích đầu tiên, nhưng Khương Phàm cùng Kim Bằng đều chưa có trở về đúng hạn. Cho đến đêm khuya, Kim Bằng, Khương Phàm đều lần lượt trở về. Tin tức tập hợp, tin tức đạt được càng tinh xác. Trước khi man hoang thánh linh giáng lâm, một nữ tử đã đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm. Lại không có tra được tin tức còn có những cường giả khác ẩn núp tại gần đó. Trong lúc chiến tranh bộc phát, nữ tử từ đầu đến cuối vẫn đứng ở nơi đó, không hề rời khỏi. Nói rõ nữ tử không sợ loại chiến đấu khủng bố kia, cũng có thể chống đỡ được uy lực và năng lượng lượng thánh linh cuồn cuộn. Nữ tử biến mất sau khi chiến tranh kết thúc, chờ thời điểm đám yêu thú xông vào phế tích tìm kiếm thi cốt bảo bối, nữ tử cùng Khương Qua đều không có ở đây. Nói rõ nữ tử đã mang Khương Qua đi. Thời điểm đám yêu thú xông vào phế tích, thánh linh bị giết hại cùng thịt nát có ở đầy đất, có man hoang thánh linh, còn có phượng hoàng. Nói rõ nữ tử này không để ý đến bảo vật, chỉ đi đến chỗ Khương Qua. Cũng nói rõ nữ tử này không phải tán tu bình thường, khinh thường đụng thánh cốt. Cũng có thể là cố ý để lại, tránh bị man hoang chiến tộc lần theo huyết nhục truy xét đến nàng. Khương Phàm yên lặng đi tại trong phế tích, nhíu mày suy nghĩ. Một nữ tử hành động đơn độc. Một nữ tử có thể chống đỡ được năng lượng hồn chiến của thánh linh. Một nữ tử không có giết Khương Qua, một nữ tử có thể nhịn được thánh huyết thánh khu dụ hoặc. Nếu như lúc ấy thương thế Khương Qua rất nặng, cơ hồ sắp chết, thân phận nữ tử không dễ đoán. Nếu như lúc ấy Khương Qua còn có dư lực, có thể vận dụng đế cốt liều mạng, nữ tử có thể tiếp cận thánh vương, thậm chí là thánh vương. Khương Phàm cưỡi Kim Bằng. Xuôi nam, Nghê Thường cổ thành. Tặc điều chui lên. Nghê Thường cổ thành, lão bà kia của ngươi. Khương Phàm đảo mắt qua một cái, tặc điều liền ngậm miệng, trung thực im lặng. Kim Bằng vỗ cánh bay lên không, thẳng đến tổng bộ nhân gian ngục, chỗ của Thiệu gia là Nghê Thường thành. Tại lúc Khương Phàm khải lần nữa khởi hành xuôi nam, chiến tranh ở luân hồi bí cảnh đã toàn diện thăng cấp. Theo càng ngày càng nhiều thánh linh hoàng tộc đến, ba vết nứt đều tiếp tục tăng cường thế công, không chỉ có đảo loạn cửu u thâm không. Cũng tạo thành áp bách nặng nề cho luân hồi bí cảnh. Ngày mùng 7 tháng 6, chi đội đầu tiên rút về từ Thiên Khải, tức là thống soái Thiên Khải, Cửu Lê Thần Cung, ép tiến vào vết nứt trung bộ, nghênh chiến địa ma thụ. Cho dù có cửu u thâm không ngăn cản, địa ma thụ đều suýt chút nữa tan tác. Nhưng được chư vị thánh linh bán thánh xí thiên giới điên cuồng phối hợp, quả thực đã đánh được thống soái Cửu Lê ra khỏi cửu u thâm không. Ngày mùng 9 tháng 6, chi đội của hai đại hoàng đạo Thiên Khải là Thái Cổ Thần Miếu và Thiên Cực Giới, lần lượt kéo đến, sau khi hai bên liên thủ, vùi đầu vào vết nứt thứ ba chiến đấu thảm thiết nhất. Thiên Hậu ngang nhiên hạ lệnh, dẫn bạo toàn bộ, cũng chính là 29 thánh cốt, đang ở chỗ hai vị thánh vương giết tới trước đó. 29 khối thánh cốt, không thua gì 10 vị thánh linh tự bạo, năng lượng hủy diệt triệt để hoắc loạn cửu u thâm không, hình thành pháp tắc triều dâng kinh khủng. Hai vị thánh vương hoàng đạo tuyệt đối không nghĩ tới luân hồi bí cảnh lại phản kích điên cuồng như vậy, còn chưa bắt đầu hung tàn liền bị pháp tắc triều dâng bao phủ, thảm tao lưu vong. Ngay cả bảo khí chấn tộc cùng số lượng lớn thánh linh bán thánh đều bị trọng thương, tử thương hơn phân nửa.
Đòn tiến công phía ngoài thoáng đình trệ, ngay cả thống soái của Cửu Lê Thần Cung đều tạm thời dừng tấn công. Nhưng bây giờ bên trong luân hồi bí cảnh lại không vui mừng nổi, dù sao 29 khối thánh cốt đó cũng là ỷ vào quan trọng của bọn hắn. Nghe Thường Thành, tọa lạc nơi sâu nhất trong, rừng rậm huyết hoàn, là rừng rậm chứ danh tại Nam Bộ, chiếm diện tích khổng lồ, cấu tạo càng rộng rãi bao la hùng vĩ. Nơi đó không phải trực tiếp xây ở trong rừng rậm, mà kiến tạo ở giữa không trung, do 18 ngọn núi cao dơ cao nâng lên, giống như người khổng lồ đang kéo lấy đại thành rộng rãi, hình ảnh cực kỳ đánh vào thị giác. Làm chỗ ở tổng bộ của chúa tể dưới mặt đất tại trung vực Nam Bộ, Nghê Thường Thành tựa như vùng đất triều thánh trong lòng vô số sát thủ, cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm trong lòng của vô số người, càng là nơi một ít cường tộc đại phái đến bí mật giao dịch. Tóm lại, thanh danh của Nghê Thường Thành tại trung vực Nam Bộ, không kém gì một ít hoàng thành hoàng tộc. Gần đây càng là bởi vì truyền ngôn về Hoàng Phi kiếp trước, để Thiệu gia thậm chí Nghê Thường Thành nhận càng nhiều chú ý. Khương Phàm chui vào huyết hoàn rừng rậm, ngừng lại ở một chỗ cách Nghê Thường Thành trăm dặm. Đi đến sao? Tặc Điều nằm ở bên cạnh, nhỏ giọng lặng lẽ hỏi. Không nôn nóng. Khương Phàm nhìn qua Nghê Thường Thành xa xa, lông mày có chút kéo lên. Ngươi từ từ chuẩn bị, điều chỉnh tốt trạng thái. Không được thì tắm trước. Ta chỗ này có vài y phục thanh tao, thay đổi thử một chút. Im miệng. An tâm đi, ta sẽ không ra ngoài nói lung tung, cũng là vì luân hồi bí cảnh nha. Tặc Điều quay đầu, nhắc nhở Kim Bằng. Ngươi cũng đừng nói lung tung cùng chủ tử ngươi, thật muốn hỏi tới liền nói hắn làm trận giao dịch trước mặt thê tử, hắc hắc, một trận giao dịch liên quan đến mấy trăm triệu. Kim Bằng cúi mí mắt một cái, lạnh lùng phớt lờ hắn. Tặc Điều trợn trắng mắt. Không thú vị. Khương Phàm cau mày, ý thức cảm ngộ đại địa, cảnh nhận lấy rừng rậm dòng sông. Nếu chuyện xảy ra sau 3 ngày man hoang chiến tộc đã bắt đầu điều tra đế cốt, hẳn là có thể tra được chút đầu mối. Nếu quả thật giống như hắn mong muốn, man hoang chiến tộc có đế hồn cũng có khả năng tự mình xuất động, tìm kiếm đế cốt. Nói cách khác, nếu thật sự nữ tử đêm đó là Thiệu Thanh Duẫn, man hoang chiến tộc có khả năng tra được nơi này. Nhưng Nghê Thường Thành lại hoàn hảo không chút tổn hại, rừng rậm càng không có cường giả ẩn núp, nói rõ man hoang chiến tộc không có ở đây. Chẳng lẽ không có tra được nơi này? Hay là chuyện căn bản không liên quan tới Thiệu Thanh Duẫn, chỉ là hắn theo tiềm thức hoài nghi đến trên người nàng? Tặc Điều nhanh chóng nhai cái lưỡi. Ta không biết năm đó các ngươi là có thủ oán gì, nhưng dù sao cũng là một hồi phu thê, đều lui mấy bước, nói không chừng có thể hòa giải. Nếu như nàng chủ động giao ra đế cốt, ta nghĩ thiên hậu cũng có thể tha thứ cho nàng. Trước đại cục, ân oán cá nhân đều là chuyện nhỏ. Đúng rồi, năm đó các ngươi có hài tử không? Im miệng. Kim Bằng nhấc móng vuốt lên, móng vuốt sắc bén lấp lóe ý lạnh, nhắm ngay Tặc Điều. Khương Phàm dò xét xong rừng rậm, trầm ngâm một lát, sau đó nhắm mắt lại, nhấc hai tay lên, cảm ngộ thâm không. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Trong hư không mênh mông, thình lình đứng vững từng con quái vật khôi vĩ hùng tráng, giống như cự thú. Bọn chúng có số lượng khổng lồ, cơ hồ trải rộng xung quanh hư không tại Nghê Thường Thành. Man hoang chiến tộc, bọn hắn tới. Khương Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên tra được nơi này, nói cách khác, kẻ mang Khương qua cùng đế cốt đi chính là Thiệu Thanh Duẫn. Tới, ở đâu, ở đâu? Tặc Điều vèo một cái biến thành hỏa hồ, lẻn đến trên lưng Kim Bằng. Như tên trộm nhìn xung quanh. Bọn hắn đã vây quanh Nghê Thường Thành, nhưng không biết đang chờ cái gì. Vẻ mặt Khương Phàm rất nghiêm trọng. Thật sự là Thiệu Thanh Duẫn. Thật đúng là âm hồn bất tán. Làm sao bây giờ? Một khi man hoang chiến tộc tấn công, Thiệu Thanh Duẫn hẳn phải chết không nghi ngờ, đế cốt càng rơi xuống trên tay man hoang chiến tộc. Ở đâu, trong hư không sao, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian rút lui thôi. Đám quái vật kia nếu điên cuồng lên, chúng ta đều không đủ để bọn chúng nhét kẽ răng. Tặc Điều nằm nhoài trên lưng Kim Bằng lo lắng thúc giục. Chẳng lẽ bọn chúng đang đợi Thánh Hoàng? Khương Phàm đột nhiên đã hiểu, kiếp trước Thiệu Thanh Duẫn là Thánh Vương cảnh, thức tỉnh đến bây giờ hẳn là đã khôi phục toàn thịnh, nếu như dung hợp đế cốt đế huyết, vô cùng có khả năng phát huy ra thực lực vấn đề Thánh Hoàng. Nếu như man hoang chiến tộc muốn bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, chỉ có thể xuất động Thánh Hoàng. Nhưng, ở giữa các tộc Thương Huyền đều có ước định,
Thánh Hoàng tuyệt đối không thể nhúng tay sự vụ hạ giới, nếu không sẽ bị khiển trách, càng phải tiếp nhận chế tài đến từ Chí Tôn Hoàng Đạo. Mà, một khi Thánh Hoàng ra tay, năng lượng đặc biệt chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ các lão tổ tông Hoàng Đạo. Đến lúc đó toàn Thương Huyền đều sẽ suy đoán nguyên nhân bọn hắn hành động, tiếp theo là hoài nghi đến đế cốt. Man Hoàng chiến tộc thật phải mạo hiểm sao? Chẳng lẽ không sợ di chuyển ánh mắt toàn Thương Huyền? Thánh Hoàng sao? Vậy nàng xong rồi, Nghê Thường Thành xong rồi, đế cốt của chúng ta cũng xong rồi. Tặc Điều cảm thấy đáng tiếc, cấp bậc chiến đấu như thế, bọn hắn đã triệt để không có năng lực nhúng tay. Không được, ta phải nhắc nhở nàng. Khương Phàm đang muốn sốt ruột, lại đột nhiên nhíu mày, cảm giác giống như không đúng ở chỗ nào đó, bởi vì hắn hiểu rất rõ Thiệu Thanh Duẫn. Trong hư không mênh mông, tộc trưởng Man Hoang chiến tộc, chiến vương, hai cường giả thánh vương cảnh đứng tại phía trước nhất, phía sau là tám thánh linh chiến tộc, 20 bán thánh, cùng số lượng cường giả chiến tộc khổng lồ. Đây cơ hồ là toàn bộ lực lượng Man Hoang chiến tộc có thể xuất động dưới cục diện trước mắt. Cũng liên hợp nắm trong tay hơn 100 dặm không gian, giam cấm Nghê Thường cổ thành. Hoàng tổ cũng đã sắp đến. Chiến vương hầu ở bên cạnh tộc trưởng, cau mày, vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp. Vũ khí đế tổ cho còn tại đang tục cảm ứng đến đế huyết tồn tại, mà còn cực kỳ bành trướng, nói rõ Thiệu Thanh Duẫn đang ở Nghê Thường thành. Mà, khẳng định là Thiệu Thanh Duẫn đang dung hợp đế cốt. Thời gian kéo càng lâu, dung hợp càng mạnh, thực lực Thiệu Thanh Duẫn liền sẽ càng mạnh. Nếu như trước khi Hoàng Tổ đuổi tới Thiệu Thanh Duẫn ngoại ý muốn lại đột phá, trận chiến này hôm nay sẽ tràn ngập biến cố. Mà, nếu như đế cốt bị Thiệu Thanh Duẫn luyện hóa, hiệu quả khẳng định giảm bớt đi rất nhiều. Sau khi Hoàng Tổ từ Thiên Khải giáng lâm, cần đến trong tổ từ xin chỉ thị đế tổ, thời gian sẽ kéo dài mấy ngày, nhưng cũng sắp đến. Tộc trưởng nghiêm mặt, xin mời Hoàng Tổ giáng lâm thật sự là bất đắc dĩ, cũng không thể nghi ngờ là nhấc lên nguy hiểm to lớn. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ oanh động Thương Huyền, cũng khiến cho Thánh Hoàng thần tôn khác cảnh giác cùng suy đoán, làm không tốt sẽ còn để ánh mắt toàn Thương Huyền chuyển rời đến Man Hoang chiến tộc. Nhưng, đế cốt quá quan trọng, trực tiếp liên quan đến đế tổ bọn hắn khôi phục, bọn hắn coi như lại nhấc lên nguy hiểm lớn đều muốn cầm tới. Ba khối đế cốt, hẳn là đều ở trên người Thiệu Thanh Duẫn. Không biết bây giờ nàng đang luyện hóa mấy khối. Ba khối đế cốt này là để duy trì pháp trận của Thượng Thương, năng lượng khủng bố, Thiệu Thanh Duẫn chỉ có thể dung hợp một mà thôi. Bây giờ, hẳn là còn đang dung hợp cái đầu tiên. Tốt nhất là như thế. Nếu như có thể thuận lợi cầm tới hai cây, lại kéo nàng về luyện, liền có thể giúp Hoàng Tổ bước lên cảnh giới thần linh, còn có thể giúp đế tổ nhanh chóng khôi phục thực lực. Đến lúc đó coi như toàn bộ thần tôn của Chí Tôn Hoàng Đạo đè tới, chúng ta cũng có thể bằng vào pháp trận ngạnh kháng xuống. Tộc trưởng lại trầm mặc không nói, ngạnh kháng khẳng định là gánh vác được, nhưng như thế tất nhiên sẽ để Man Hoang chiến tộc đứng ở mặt đối lập với toàn Thương Huyền, cũng có khả năng bại lộ đế tổ vừa mới trở về, gây nên một loạt phiền phức ở phía sau. Nếu như có thể bí mật di chuyển đế cốt không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng, lúc trước hắn bắt một tên tán tu, an bài vào thành gặp mặt Thiệu Thanh Duẫn, muốn bí ẩn tiến hành đàm phán. Kết quả người của Thiệu gia lại trực tiếp chặt đầu tán tu kia xuống. Ném tới dưới thành. Đây không thể nghi ngờ là từ chối đàm phán, càng là phải đối kháng cùng Man Hoàng chiến tộc bọn hắn. Chẳng lẽ cảm giác bọn hắn không dám điều Thánh Hoàng tới? Nữ tử Thiệu Thanh Duẫn kia đang đánh cược. Tộc trưởng nói. Lại an bài cái tán tu đi đến liền nói Hoàng Tổ chúng ta đã đến, nếu như không muốn khai chiến, liền giao đế cốt ra. Dù chỉ giao ra hai cái, chúng ta cũng đều có thể tiếp nhận. Còn có thể kết minh cùng với Thiệu Thanh Duẫn nàng, thay nàng báo thù. Ta tự mình đi đến bàn bạc. Không được, Thiệu Thanh Duẫn là hạng người gì, người hẳn là thấy được từ trên sử sách. Nếu như cô ta vô ý đàm phán, người lộ diện cô ta sẽ liền giết ngươi. Ta sẽ đi an bài. Chiến vương rời khỏi hư không, đến trong rừng rậm bị bóng tối bao trùm tìm kiếm sát thủ tiến về Nghê Thường Thành, Triều Thánh. Nhưng, sau khi trời sáng, trên tường thành của Nghê Thường Thành lại rơi xuống một cái đầu người, chính là vị sát thủ được chiến vương chọn kia. Man Hoang chiến tộc tức giận, chưa từng có ai trêu đùa qua bọn hắn như vậy, càng không có ai dám khiêu chiến bọn hắn như vậy. Thiệu Thanh Duẫn muốn cùng chúng ta từ chết đến lết, vậy nhìn xem ai có thể chịu đựng nổi hậu quả. Tộc trưởng Man Hoang đầy mặt túc sát. Hai ngày sau, hư không cuồn cuộn,
giống như biển lớn nhấc lên sóng cả. Một cây ma đao màu máu mang theo uy thế ngập trời rạch ra hư không. Nó thô to không gì sánh được, như là ngọn núi, chọc trời đạp đất, rung động lòng người. Cái khí tức kia thật sự đáng sợ, mỗi một tấc hư không đều đang run rẩy, thậm chí thẩm thấu hư không, tràn ngập ở phía ngoài Nghê Thường cổ thành. Mấy triệu thánh linh đều đang rung động, sợ hãi nhìn xung quanh, lại nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, trong đó mười mấy vạn người cơ hồ muốn ngã trên mặt đất. Cung nghênh hoàng tổ, bọn quái vật man hoang chiến tộc cung kính hô to, toàn bộ quỳ xuống tại hư không. Oanh! Ma đao giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, cao tới vạn trượng, bộc phát ra uy thế không gì sánh nổi, huyết quang chiếu rọi thâm không vô tận. Thiệu Thanh Duẫn không muốn đàm phán. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Một con quái vật toàn thân huyết hồng cao 100 mét xuất hiện, đứng trên ma đao to lớn, nhìn xuống hư không phía dưới, lạnh nhạt vô tình. Tộc trưởng vội vàng nói. Bẩm hoàng tổ, chúng ta trước sau an bài hai con người đi đến đàm phán, kết quả đều bị chém đầu ném ra Nghê Thường cổ thành. Không biết tốt xấu. Man hoang hoàng tổ uy phong lẫm liệt, sát khí ngập trời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma đao vạn trượng mãnh liệt giơ lên, rạch ra hư không, giống như một con sông màu máu xuất hiện ở thâm không, quét về phía ngoài Nghê Thường cổ thành, rung động lòng người, ù ù điếc tai. Đột nhiên xuất hiện huyết quang chiếu rọi Nghê Thường thành trong đêm khuya, toàn bộ đất trời đều giống như thấm vào bên trong ánh sáng màu máu, quỷ dị mà khủng bố. Ầm ầm, cửu trọng bình chướng trong nháy mắt đã tan rã, đao mang chém thẳng tới Nghê Thường cổ thành. Đại điện sụp ra, như là tờ giấy bị xé đi, từng cái khe lớn tung hoành xen lẫn, xuyên qua đại thành hơn 100 dặm, núi cao phía dưới đều bị mở ra làm hai. Đá vụn bắn tung trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố. A! À, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối, những nơi ánh sáng đỏ như máu đảo qua trực tiếp nổ tung, vết máu phiêu khởi, nhuộm đỏ bầu trời đêm, trên đại địa rách nát càng vô cùng thê thảm. Nghê Thường cổ thành ngắn ngủi yên tĩnh, triệt để hỗn loạn, mọi người tranh nhau chạy trốn, ẩn núp khắp nơi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại khó có thể tưởng tượng là dạng năng lượng gì lại có thể tùy tiện liền rạch ra một tòa đại thành. Man hoang chiến tộc ra tay. Khương Phàm đang phóng tới trong rừng rậm, sau khi nghe được tiếng vang liền quay đầu nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là Thánh Hoàng giáng lâm. Tuy nhiên rõ ràng đã khắc chế, không có thực chiến toàn lực, hẳn là không phải bất đắc dĩ, không nguyện ý tiết lộ khí tức Thánh Hoàng của mình. Rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Tặc Điểu co quắp ở trên lưng Kim Bằng. Im miệng, đuổi theo. Vẻ mặt Khương Phàm trở nên vô cùng nghiêm trọng, tiếp tục tung hoành xê dịch trong rừng rậm. Trong hư không thâm thúy, man hoang hoàng tổ đứng tại chỗ vết nứt mở ra, đối xử lạnh nhạt quan sát phủ thành chủ của Nghê Thường cổ thành. Phủ thành chủ chính là chỗ của Thiệu gia, nơi đó có cường quang rạng rỡ, có tầng tầng bình chướng bao phủ. Tại nơi sâu nhất trong phủ thành chủ, có thể thấy rõ ràng bốn con cự thú quay quanh, có bạch hổ uy mãnh, đằng đằng sát khí, chu tước có dương cánh, lệ khí cái thế, có huyền vũ nguy nga, nguy hiểm ẩn núp, còn có cự long khổng lồ. Tản ra long uy cuồn cuộn. Bốn con cự thú rõ ràng tắm rửa đế huyết, tản ra khí tức làm cho người ta hồi hộp, cho dù là cách bình chướng cùng hư không, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó là tứ tượng sát trận của Thiệu Thanh Duẫn, là phần thiên thần hoàng tự tay chế tạo cho nàng. Còn được đế huyết nuôi nấng, hẳn nàng còn đang đột phá. Man hoang hoàng tổ có thể rõ ràng cảm nhận được đế uy minh mông của tứ tượng sát trận ở phía dưới. Mơ hồ có thánh uy tràn ngập ở trong đó, giống như đang thử nghiệm luyện hóa. Xem ra nhất định phải tự hắn ra tay, bằng không đợi Thiệu Thanh Duẫn đột phá, lại phối hợp những đế huyết đế cốt kia, coi như hắn cùng hết toàn lực đều chưa hẳn có thể đè ép được. Tản ra, giam cầm mảnh không gian này. Tộc trưởng man hoang cao giọng thét lên ra lệnh, mang theo toàn bộ tộc nhân liên thủ giam cầm không gian, triệt để vây khốn Nghê Thường cổ thành đang hỗn loạn. Không cần, chỉ cần ta ra tay. Chí tôn hoàng đạo có thể cảm nhận được, các ngươi ngăn không được khí tức này. Man hoang hoàng tổ không do dự nữa, kích thích ma đao vạn trượng, phá tan hư không, trực tiếp đánh về phía phủ thành chủ. Trong chốc lát cường quang màu máu chiếu thấu không gian, uy lực thánh hoàng kinh khủng như cuồng chiều như thiên lôi, khuấy động thiên địa. Phòng ốc sụp đổ, đường đi vỡ vụn, mấy chục vạn người không chịu nổi loại hung uy này nên đều liên miên nổ nát vụn. Đây là lực lượng tiếp cận thần linh. Một khi thi triển, sơn hà tịch diệt,
hạ giới căn bản không chịu nổi, đây cũng là nguyên nhân hoàng đạo thiên hạ đều cùng nhau ước định thánh hoàng không được ra tay tại hạ giới. Ầm ầm. Sâu trong phủ thành chủ, mặt đất sụp đổ, thái âm cực diễm cuồn cuộn ngập trời, một bóng người xô trào mênh mông đế uy phóng lên tận trời. Tứ thượng sát trận theo sát phía sau, bảo cốt bên trong toàn bộ đều đang gào thét, giống như Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Cự Long chân chính, đều tắm rửa đế huyết, hiện ra tuyệt thế sát uy. Thiệu Thanh Duẫn, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Cầm tới đế huyết, ngươi cũng không thành thiên hậu thứ hai được. Man Hoang Hoàng Tổ đẩy tuyệt thế ma đao, cuồn cuộn giữa không gian, nhấc lên chiều cường, giống như mặt trời máu rơi xuống thế giới, đánh vỡ chín tầng đại dương mênh mông, thanh thế khủng bố tuyệt luân cuồn cuộn khắp nơi, trùng kích càn khôn. Thân ảnh kia nhanh chóng lên trời, che kín đế huyết treo trên trường bào, phun trào ra huyết khí mênh mông, tại lúc va chạm ma đao, trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc lên áo choàng, lộ ra chân dung. Ngươi là ai? Sắc mặt Man Hoang Hoàng Tổ hơi biến đổi, lại là một lão nhân tóc trắng xóa. Thiệu Thanh Duẫn đâu? Các ngươi, bị lừa rồi. Tiên tổ sao, ta là vì Thiệu gia mà chết, xin cho phép sau khi chết đưa ta về tổ từ. Lão nhân không phải Thiệu Thanh Duẫn, mà là thánh tổ Thiệu gia, gương mặt hắn dữ tợn, tiếng hét lớn rung động cả trời, dứt khoát dẫn nổ thân thể, còn có bảo cốt Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Cự Long theo sát phía sau. Trong nháy mắt, thánh uy, đế huyết, đều hóa thành năng lượng bạo động, dẫn bạo trời cao, va chạm ma đao. Ầm ầm, cường quan chói mắt, hung uy vô biên, phảng phất đất trời đang va chạm mạnh, ở trong chớp mắt sôi trào ra bạo động khủng bố nhấc lên cuồng phong vô tận, cuồng bạo tàn phá đất trời, chấn động không gian bình chướng do man hoang chiến tộc hình thành, ngay sau đó năng lượng cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, trong lúc thoáng qua đã chấn vỡ không gian, cuồn cuộn hư không cùng hoang dã nơi xa. Ầm ầm, năng lượng không dứt, ánh sáng không dứt, cuồng phong bất tuyệt, uy lực và năng lượng càng là thao thao bất tuyệt. Ngàn dặm khung trời, mây đen bị chôn vùi, xâm lâm vô tận, cây rừng gục ngã, đột ngột nhảy lên, núi lớn nguy nga ầm vang sụp đổ, loạn thạch bay ngập trời. Trận bạo tạc thảm liệt trong nháy mắt đã chôn vùi Nghê Thường cổ thành, lật ngược vài trăm dặm rừng rậm, phạm vi ảnh hưởng đạt tới hơn 1.700 dặm. Cuồng phong không ngừng cuốn đi, bụi mù ngập trời, trùng điệp, kéo dài không dứt. Man Hoang Hoàng Tổ đứng tại đỉnh ma đao, mắt lạnh nhìn năng lượng sôi trào, không gian vặn vẹo, bên tai quanh quẩn tiếng lão nhân tóc trắng quyết tuyệt gào thét. Các ngươi, bị lừa rồi. Các ngươi, bị lừa rồi, đây không phải là Thiệu Thanh Duẫn, mà là thế thân của Thiệu Thanh Duẫn. Không chỉ có dùng đế huyết bành trướng che giấu khí tức, còn bỏ đi cả tứ tượng sát trận mà thần hoàng kiếp trước cho nàng để tạo khí tức vặn vẹo. Là hắn chủ quan, hay là Thiệu Thanh Duẫn quá điên cuồng? Man Hoang tộc trưởng, chiến vương chống đỡ năng lượng bạo động, xuất hiện ở không trung, sắc mặt nghiêm túc vặn vẹo. Bị lừa rồi. Nơi này là cái bẫy. Chẳng lẽ, Thiệu Thanh Duẫn cố ý hấp dẫn bọn họ chạy tới? Thiệu Thanh Duẫn, ngươi dám tính toán Man Hoang chiến tộc ta. Chuyện mà nam tử kiếp trước của ngươi cũng không dám làm, ngươi chán sống. Man Hoang Hoàng Tổ đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn rừng rậm mênh mông bị phong bão bao phủ. Ở bên ngoài hơn 2.000 dặm, một thân ảnh đang lạnh lùng nhìn qua Nghê Thường cổ thành nơi xa bị bạo tạc. Nàng, chính là Thiệu Thanh Duẫn. Mặc dù đã đạt được đế cốt, nhưng nàng không có trực tiếp luyện hóa. Bởi vì nàng đã chứng kiến trận chiến đấu ngay lúc đó, nàng biết Man Hoang chiến tộc sẽ triển khai điều tra, cũng có thể tra được trên người nàng bất cứ lúc nào. Bây giờ nàng còn không có có năng lực đối kháng Man Hoang chiến tộc, cho nên nàng đã nghĩ đến một chủ ý. Hãm hại Man Hoang chiến tộc. Nàng để vị thánh tổ Thiệu gia kia lại, cũng để tứ tượng bảo cốt của mình lại. Tứ tượng bảo cốt có thể thông qua đế huyết, kích phát ra khí tức cùng loại với thánh vương, thánh tổ Thiệu gia ở lại bên trong cưỡng ép luyện hóa đế huyết, phối hợp khí tức bảo cốt, tạo nên giả tượng rằng nàng đang luyện hóa. Dùng cái này có thể kích thích đến thánh hoàng Man Hoang chiến tộc giáng lâm, sau đó thông qua toàn diện dẫn bạo, đối kháng Man Hoang thánh hoàng, khiến cho nó phóng thích khí tức. Dùng cái này đến bừng tỉnh các lão tổ tông hoàng đạo thương huyền. Sau đó, các hoàng đạo thương huyền sẽ liên thủ chế tài Man Hoang chiến tộc, càng biết suy đoán là bọn hắn đến cướp đế cốt đi. Nàng sớm đã an bài tốt tộc nhân Thiệu gia, còn có mấy vạn sát thủ, trong mấy ngày kế tiếp bọn hắn sẽ giải tin tức khắp nơi. Đến lúc đó, bất luận Man Hoang chiến tộc giải thích như thế nào, cũng đều không có người sẽ tin tưởng bọn hắn,
cũng đều sẽ nhận định nàng đã chết. Cứ như vậy, nàng có thể tạm thời, biến mất, trên thế giới này, còn có thể lợi dụng man hoang chiến tộc kiềm chế ánh mắt khắp thiên hạ, bí mật dung hợp đế cốt. Thiệu Thanh Duẫn ngắm nhìn Nghê Thường cổ thành luân hãm vào trong cuồng chiều hủy diệt lần cuối cùng, sau đó quay người muốn rời khỏi. Vì để bố trí cái bẫy này, nàng bỏ một nửa con dân Thiệu ra, bỏ mấy trăm vạn dân chúng Nghê Thường cổ thành. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, nàng sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng, một bóng người lại đang xuất hiện ở vách núi phương xa, dưới ánh trăng yếu ớt, thân ảnh kia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Thiệu Thanh Duẫn vừa mới xoay người, đôi mắt thanh lãnh có chút ngưng tụ, quay đầu nhìn về hướng nơi đó. Khương Phàm đứng ở trên vách núi, ngắm nhìn thân ảnh mông lung nơi xa. Thiệu Thanh Duẫn, quả nhiên như hắn đoán. Nếu Thiệu Thanh Duẫn đã chứng kiến trận chiến đấu ngay lúc đó liền biết man hoang chiến tộc sẽ lùng bắt, cũng có khả năng tra được nơi này. Nếu đã đoán được, nàng không khả năng còn ở lại bên trong thành của mình để đột phá. Nếu như không đột phá nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đột phá, đại chiến một trận cũng sẽ bị khắp thiên hạ chú ý, thậm chí là vây bắt. Cho nên, lấy những gì hắn hiểu rõ đối với Thiệu Thanh Duẫn, Thiệu Thanh Duẫn hẳn là sẽ làm bố cục Nghê Thương cổ thành. Đáng tiếc, hắn quá hiểu rõ Thiệu Thanh Duẫn, man hoang chiến tộc thì lại không, quả nhiên đã trúng kế. Toàn thân Khương Phàm dâng lên tinh thần sáng chói, dung nhập thâm không, lần tiếp theo xuất hiện, đã là ở phía trước đỉnh núi cao kia. Sau đó liên tiếp vượt qua, cuối cùng đi đến đỉnh núi đối diện Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn thanh lãnh cao ngạo, giống như hoa sen tuyết vực, di thế độc lập, nàng lạnh lùng nhìn Khương Phàm, Khương Phàm cũng đang lạnh lùng nhìn Thiệu Thanh Duẫn. Thời gian qua đi ngàn năm lại gặp nhau, giữa nhau chỉ có lạ lẫm cùng lạnh nhạt không lời. Một con kim bằng, một con hỏa hồ đang ở bên ngoài vài trăm dặm, chỉ cần ta phát ra mệnh lệnh, bọn hắn sẽ liên hệ man hoang chiến tộc. Đến lúc đó, người đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này. Khương Phàm mở miệng trước, thanh âm giá lạnh không có bất kỳ tình cảm gì. Thiệu Thanh Duẫn có chút ngưng tụ đôi đồng mâu đen kịt. Ta chờ ngươi 1000 năm, đây chính là câu nói đầu tiên ngươi nói với ta. Thỏa mãn 2 điều kiện của ta, ngươi có thể rời khỏi. Bớt nói những lời này với ta, bọn hắn giết tới, đế cốt không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi, bỏ được. Ngươi có thể thử một chút. Toàn thân Khương Phàm dâng lên tinh quang, tùy thời chuẩn bị ẩn vào hư không. Ngươi không còn là ngươi năm đó, ta càng không phải là ta năm đó, ta phải giết ngươi, có thể làm được không một tiếng động. Thiệu Thanh Duẫn mang theo ánh mắt giá lạnh nhìn Khương Phàm, đưa tay triệu ra một cái hộp ngọc. Khương Phàm thoáng cảnh giác, quả quyết muốn ẩn vào hư không. Thiệu Thanh Duẫn khẽ chụp 5 ngón tay, hộp ngọc run run, trong nháy mắt nổ lên gợn sóng vô hình, khuấy động mấy vạn mét. Thời gian, giam cầm. Khương Phàm đang muốn lui lại thân thể đột ngột bị định trụ, ngay cả tinh quang đang dâng lên cũng đều đọng lại. Thiệu Thanh Duẫn đi đến trước mặt Khương Phàm, trong ánh mắt đen kịt hiện ra hơi lạnh thấu xương, nàng nhấc cánh tay ngọc mảnh khảnh lên, đầu ngón tay xẹt qua gương mặt Khương Phàm, rơi vào bên trên 2 viên thần nhãn của hắn. Hộp ngọc biến mất gợn sóng, thời gian một lần nữa chảy xuôi. Ý thức Khương Phàm còn dừng lại ở trước đó 1 giây, còn muốn lui lại. Lại đột nhiên cứng đờ, con mắt lấp lóe kim quang thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu ngón tay đã cắm đến con ngươi. Nàng tới từ lúc nào? Đầu ngón tay Thiệu Thanh Duẫn chậm rãi đưa về phía trước, chụp vào hốc mắt, máu tươi thuận theo khóe mắt Khương Phàm trượt xuống gương mặt. Ngươi, không còn là hắn. Đôi mắt này, ngươi không cần có cũng được. Bên trong tròng mắt đen nhánh của Thiệu Thanh Duẫn lóe ra sát ý, móng tay chậm rãi giữ chặt. Hết thảy, nhờ ngươi ban tặng, quên rồi. Khương Phàm đều có thể rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay giá lạnh của Thiệu Thanh Duẫn, cùng cảm giác đâm nhói đụng vào con mắt. Ngươi đang hận ta. Thiệu Thanh Duẫn bỗng nhiên đâm đầu ngón tay vào trong một cái, ôm lấy con mắt, thanh âm giá lạnh, mang theo sát ý tùm. Ngươi nên hận, là ta. Chính ngươi đi lầm đường, chẳng trách bất cứ kẻ nào. Ta không có ban ngươi được chết, đã là ban ân lớn nhất đối với ngươi cùng Thiệu gia, đó cũng là quyết định sai nhất của ta ở kiếp trước. Đúng vậy, ta đi lầm đường, Tây Ngục Thiên Quốc ta, ngay từ đầu không nên đến đỡ ngươi. Đêm tân hôn, câu nói đầu tiên của ngươi là, giữa chúng ta chỉ là một trận giao dịch, ký ức đó vẫn còn mới mẻ với ta. Cuối cùng Tây Ngục Thiên Quốc bỏ ra ích lợi còn cao hơn các ngươi gấp 100 lần,
đáng tiếc các ngươi hoàn toàn không biết đủ, Thiệu Thanh Duẫn ngươi lại càng không biết đủ. Ta một nhẫn hai nhẫn, các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta niệm tình các ngươi duy trì lúc ban sơ, các ngươi lại giành công tự ngạo. Không phải ta hủy các ngươi, mà là các ngươi tự hủy chính mình. Thiệu Thanh Duẫn lạnh lùng nhìn Khương Phàm, trong ánh mắt lại hiện lên vài tia phức tạp. Hồi lâu, nàng từ từ rút đầu ngón tay ra. Lời này, thời điểm ngươi trấn áp ta trong địa lao đã nói qua. Còn nhớ rõ ta đáp lại ngươi thế nào không? Lần này ngươi trách cứ, không phải đang định tội cho ta, càng giống như là đang trấn an chính ngươi. Ta trấn áp ngươi là để cho ngươi lạc đường biết quay lại, ta còn nguyện ý cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi đổ sát hậu cung, làm cho ta đứng trước tử cảnh, tình nghĩa kiếp trước của chúng ta đã tuyệt. Ngươi, biết ta muốn là cái gì, nhưng ngươi, chính là không cho. Thiệu Thanh Duẫn tiến đến trước mặt Khương Phàm, sau một câu lạnh lùng liền dịch ra đến bên tai hắn. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi biết, thứ mà kiếp trước ta liều lĩnh theo đuổi, kiếp này đã không còn cần. Tứ tượng sát trận, cũng trả lại cho ngươi, thay ta chuyển cáo thiên hậu ba chữ, không tạ ơn. Thiệu Thanh Duẫn che kín áo bào đen, biến mất dưới mặt trăng thanh lãnh. Khóe mắt Khương Phàm rỉ máu, lạnh lùng nhìn phương hướng Thiệu Thanh Duẫn rời khỏi. Sau một lát liền quay người xông về đầu nguồn bạo tạc, Nghê Thường Thành. Man hoang chiến tộc biết mình đã bị gài bẫy, cũng không có dừng lại thêm, nhanh chóng đánh vỡ nát hư không, lao tới vùng đất man hoang đông bắc, chuẩn bị nghênh đón nguy cơ chiến tranh sắp bộc phát. Mặc dù tức giận lại oán hận, nhưng bây giờ bọn hắn không có tinh lực cùng lực lượng, tiếp tục lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn. Khương Phàm phóng tới hơn 2.000 dặm, về tới Nghê Thường cổ thành triệt để biến thành phế tích trước tờ mờ sáng. Cổ thành sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, tám ngọn núi cao nâng Nghê Thường thành 10 cũng thay đổi thành đống đá bừa bộn. Số lượng lớn tàn chi toái cốt, xen lẫn trong bừa phế tích bộn trong, nhìn thấy mà giật mình. Dưới lực lượng gần như là của thần, sinh mệnh đều yếu ớt như là sâu là kiến. Ngươi muốn làm gì? Tặc điểu đuổi kịp Khương Phàm, hồi hộp nhìn hình ảnh bi thảm xung quanh. Khương Qua đang ở tại đây. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Cái này đều có thể đoán được, đoán từ đâu chứ? Khương Phàm đi đến vị trí phủ thành chủ, nơi này gặp trùng kích nghiêm trọng nhất. Bất luận là tế đàn pháp trận, phòng ốc cung điện, hay là thị vệ trấn thủ đều biến thành bụi, nồng đậm cuồn cuộn, tiếp tục không tiêu tan. Kim Bằng vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong màu vàng, thổi tan bụi mù. Sau khi Khương Phàm tìm kiếm khắp nơi, hắn đã đào ra một cái quan tài thủy tinh tận cùng dưới đáy hố sâu. Quan tài thủy tinh rách dưới, bò đầy vết nứt, bên trong chính là Khương Qua. Tóc đen lộn xộn, y phục rách dưới, vết máu loang lổ, nhưng thân thể vẫn kiện toàn, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Lồng ngực của hắn đang kịch liệt chập trùng, mỗi lần đều cao cao hở ra, còn kèm theo tiếng oanh minh trầm muộn, kéo theo thân thể lắc lư. Toàn thân hắn đều là máu, từ da thịt toàn thân thẩm thấu ra ngoài, một lần nữa hội tụ đến trong thân thể. Xuyên qua vết nứt của quan tài thủy tinh có thể mơ hồ phát giác được đế uy thản nhiên. Thật sự ở nơi này, chất lượng cái quan tài này không tệ nha, vậy mà lại có thể chống đỡ được thế công. Tặc điểu kinh hô. Đây là quan tài thủy tinh mà Thiệu Thanh Duẫn, mai táng, mình. Khương Phàm cau mày, vẻ mặt phức tạp. Nàng biết ngươi muốn tới, ngươi biết nàng sẽ giấu người ở chỗ này. Hai người các ngươi, chính là không giống phu thê mấy chục năm nha. Nàng muốn hấp dẫn man hoang chiến tộc chú ý cần năng lượng dao động đủ mạnh. Trừ thánh tổ Thiệu Gia Gia, Khương Qua cũng là mồi nhử. Ngươi nhìn ngực hắn, lúc ấy hẳn là hắn đã cắm đế cốt vào nơi này. Bên trong để lại số lượng lớn đế huyết, đang bị hắn luyện hóa. Hắn có thể còn sống sót, đều là Thiệu Thanh Duẫn chuẩn bị. Khương Phàm hiểu rõ Thiệu Thanh Duẫn, nếu như bố cục, tất chu đáo. Muốn kích thích đến thánh hoàng giáng lâm. Nhất định phải tạo nên giả tượng nàng đang đột phá. Tứ tượng sát trận là tầng bình chướng đầu tiên, cũng là tầng mê vụ đầu tiên, thánh tổ Thiệu Gia khoác lấy đế huyết, phóng thích đế uy là tầng mê vụ thứ hai, mà Khương Qua bị phong ấn trong quan tài, thân thể lại bị đế cốt đánh xuyên, đang dung hợp đế huyết, mới là mấu chốt. Ba tầng mê vụ như vậy, đã để man hoang chiến tộc truy tung tới đây, đương nhiên sẽ nhận định, Thiệu Thanh Duẫn đang đột phá. Khương Phàm nhìn Khương Qua trong quan tài thủy tinh, vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Quá điên cuồng, vậy mà lại dùng đế cốt dã man đánh xuyên lồng ngực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra,
lúc ấy khẳng định là thân thể Khương Qua đã trở thành luyện lô, tại không quan tâm dung luyện đế cốt, phóng thích đế uy. Kể từ đó, trong lồng ngực Khương Qua không chỉ có để lại mênh mông đế huyết, còn có thể hấp thu năng lượng đế cốt nồng đậm. Sau đó không có chết, ngược lại còn kiên trì nổi, cũng tiếp tục dung hợp, tuyệt đối là công lao của Thiệu Thanh Duẫn. Đương nhiên, nàng không phải có ý tốt muốn cứu Khương Qua, mà cần tình huống đặc biệt như hắn thế này, hấp dẫn lực chú ý. Khương Phàm âm thầm cảm thấy may mắn khi man hoang chiến tộc không tiếp tục điều tra phế tích, nếu không Khương Qua vẫn khó mà thoát khỏi. Ngươi thật sự là mạng lớn. Khương Phàm thu quan tài thủy tinh vào thông thiên tháp, nhanh chóng rời khỏi phế tích, trở lại Xích Chi Đại Liệt Cốc. Nghe thường thành khó khăn, chấn động các hoàng đạo thương huyền. Không phải bởi vì bi kịch nơi này, mà là man hoang hoàng tổ đã đích thân tới. Năng lượng đặc biệt của Thánh Hoàng đã xúc động đại đạo, đưa tới những lão tổ tông cái kia đã thức tỉnh cảnh giác. Chuyện xảy ra ngày thứ hai, Thiệu gia cùng 100.000 sát thủ, bắt đầu điên cuồng giải tin tức ở trung vực Nam Bộ. Đêm khuya ngày 11 tháng 6, man hoang chiến tộc vây khốn Nghê Thường cổ thành, tấn công mạnh phủ thành chủ. Tiên tổ Thiệu gia Thiệu Thanh Duẫn xuất quan, nghênh chiến tộc trưởng cùng chiến vương man hoang, nhưng cuối cùng đã bị man hoang hoàng tổ giáng lâm chấn sát. Nghê Thường cổ thành hủy diệt, 3 triệu sinh linh chết thảm, huyết hoàn rừng rậm bị hủy diệt gần 2.000 dặm. Theo những người còn sống sót của Thiệu gia để lộ, tiên tổ Thiệu gia, Thiệu Thanh Duẫn cướp giết Phượng Hoàng tại trung vực Tây Bộ, cướp đi 3 khối đế cốt, bị man hoang chiến tộc khóa chặt. Bởi vì đã sớm bố trí, sau khi chuyện xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức đã điên cuồng khuếch tán tại trung vực Nam Bộ, cũng kích thích tất cả chi đội tình báo đang mẫn cảm của các cường tộc, tin tức lập tức truyền đến địa khu khác của trung vực, cũng oanh động đến khu vực xung quanh. Mặc dù tin tức rung động, ai cũng không tin Hoàng Phi kiếp trước lại cướp đi đế cốt, nhưng man hoang Thánh Hoàng đã đích thân tới, tất cả lão tổ hoàng đạo bừng tỉnh, đây chắc chắn là sự thật. Chuyện này cũng mang ý nghĩa, man hoang chiến tộc đã giết Thiệu Thanh Duẫn, cướp đi 3 khối đế cốt. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Tây Bộ, nhanh chóng chuyển hướng đến vùng đất man hoang Đông Bắc. Cửu Thiên Thần Giáo đã xuất động trước hết nhất, thần tôn Từ Thiên Khải giáng lâm, lao tới man hoang Đông Bắc. Thần tôn của Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện, còn có Xích Thiên Thần Triều, cũng đều lập tức xuất động. Mặc dù thân phận bọn hắn tôn quý, cảnh giới khủng bố, không nên trực tiếp xuất chinh, nhưng man hoang hoàng tổ vi phạm cấm kỵ trước đây, bọn hắn đều có đầy đủ lý do ra tay để. Ngày 15 tháng 6, hoàng tổ của man hoang chiến tộc đăng lâm Thiên Khải chiến trường, lấy lý do hạ giới không được khai chiến, hấp dẫn các thần tôn đủ để hủy diệt man hoang chiến tộc đến Thiên Khải chiến trường, mà đế cũng cầu viện kết minh với bọn hắn. Man hoang chiến tộc lập tức công khai tuyên cáo với Thương Huyền, bọn hắn không có đạt được đế cốt, mà là bị Thiệu Thanh Duẫn tính toán. Trước mắt Thiệu Thanh Duẫn có được 3 khối đế cốt, lúc nào cũng có thể bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Trong lúc nhất thời, Thương Huyền đại lục lại biến ảo gió mưa, biến ảo khôn lường. Ai cũng đoán không ra hướng đi thật sự của đế cốt. Sau khi trải qua nghiêm khắc điều tra, mọi người đều đã phát hiện tin tức Thiệu gia bị diệt, khuếch tán quá nhanh chóng, cũng quá tinh chuẩn, giống như cố tình làm ra. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cũng có thể thông cảm được, dù sao đó cũng là tổng bộ sát thủ của Nam Bộ, sau khi lọt vào hủy diệt, người của Thiệu gia may mắn còn sống sót cần lên án, các sát thủ Nam Bộ tức giận, bọn hắn tự nhiên mà sẽ dốc hết toàn lực khuếch tán tin tức. Mà man hoang chiến tộc vì để tránh cho xảy ra chiến tranh, đã chuyển tội danh rời đến trên thân một, người chết cũng là có thể làm ra được. Cho nên, đế cốt đến tột cùng là bị man hoang chiến tộc chiếm đoạt, hay là bị Thiệu Thanh Duẫn mang đi, đều có các loại tính toán, đều có các loại phỏng đoán. Cửu Thiên Thần Giáo dẫn đầu triệu hồi chi đội tiến công tại Tây Bộ, mục tiêu trực chỉ man hoang chiến tộc. Xích Thiên Thần Triều đưa ánh mắt nhắm ngay man hoang chiến tộc. Bọn hắn cũng không thể không lựa chọn như vậy, bởi vì Xích Thiên cách man hoang khá gần, nếu như man hoang chiến tộc thật sự có được đế cốt, lúc nào cũng có thể bồi dưỡng được thần linh, đến lúc đó bọn hắn sẽ toàn diện tiếp nhận đám ma vật dã man kia xâm nhập. Chu Thiên Thần Điện thì lựa chọn lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn, bởi vì giữa bọn hắn cùng Thiệu Thanh Duẫn có hợp tác, tương đối hiểu nữ tử kia. Đại Quang Mang Thần Điện thì tiếp tục áp chế luân hồi bí cảnh. Bọn hắn rất rõ ràng. Vạn Thế Thần Triều sắp quật khởi, nếu như không nhân cơ hội này triệt để phế bỏ,
Hoàng đạo trung vực Tây Bộ bọn hắn đây sẽ có khả năng tiếp nhận uy hiếp đến từ Khương Phàm trước hết nhất. Những hoàng đạo hoàng tộc khác thì làm ra các loại lựa chọn, không phải tấn công mạnh luân hồi bí cảnh, thì chính là lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn, còn có tiến công man hoang chiến tộc. Nhưng mặc kệ như thế nào, áp lực của luân hồi bí cảnh trong mấy ngày ngắn ngủi đã tiếp tục yếu bớt. Phòng tuyến ở vết nứt đang đứng ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, rốt cuộc cũng có được cơ hội miễn cưỡng thở dốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày 23 tháng 6, Khương Phàm tại trở lại khe nứt lớn trước đó, Khương Qua từ trong quan tài thủy tinh thức tỉnh. Bởi vì điên cuồng luyện hóa đế cốt, lại dung hợp minh mông đế huyết, sau khi hắn trở về từ cõi chết đã đạt được chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có vừa mới đột phá tăng vọt thực lực, càng quan trọng hơn là linh văn biến đổi, bước vào vấn đề Thánh Vương, ý vị này hắn độ cao trưởng thành tương lai của, sẽ đạt đến cảnh giới Thánh Vương. Nhưng, Khương Qua thực sự vui mừng không nổi, thậm chí đều không có tâm tư kiểm tra tình huống thân thể. Trận chém giết thảm liệt đêm đó giật mình như một cơn ác mộng, lại rõ mồn một ở trước mắt. Sinh tử làm bạn với lôi mã, trơ mắt nhìn nó chết ở ngay trước mặt. Giao hòa đế cốt buông tay đánh cược một lần, vẫn không thể nào thay đổi kết cục. Khương Qua đau khổ càng xấu hổ, vừa rời khỏi thông thiên tháp liền quỳ xuống cho Khương Phàm. Ta phụ lòng chờ mong của tất cả mọi người, ta có tội. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Khương Phàm ta coi như không dựa vào đế cốt, cũng vẫn có thể đăng lâm đế vị. Khương Phàm cưỡng ép kéo Khương Qua lên. Hắn không có lý do gì để trách tội Khương Qua, dù sao kẻ cầm đầu thật sự là man hoang chiến tộc. Mà đêm đó đối với Khương Qua mà nói, tổn thương quá lớn, không chỉ có huynh đệ chết thảm, còn suýt nữa mất đi tính mạng. Có thể luân hồi bí cảnh nơi đó. Vẻ mặt Khương Qua ảm đạm, hành động quan trọng như vậy giao cho trên tay hắn, vậy mà lại không thể hoàn thành, hắn còn có gì mặt mũi đi gặp những người kia. Thiệu Thanh Duẫn thành công hãm hại man hoang chiến tộc, tất cả lực chú ý của hoàng đạo gần đây đã chuyển rời đến Đông Bắc Bộ, áp lực tại luân hồi bí cảnh hẳn là đang từng bước yếu bớt. Cũng không biết cuối cùng sẽ hấp dẫn bao nhiêu hoàng tộc cùng hoàng đạo rời khỏi. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn tình huống. Ta không nghĩ ra. Khương Qua nhíu chặt đôi mày rậm. Bất luận là khoảng cách hắn rời khỏi, hay là góc độ cất giấu, đều là cẩn thận quy hoạch. Theo lý mà nói hoàng đạo ngay lúc đó hẳn là vừa mới nhận được tin tức, còn không có từ Tây Bộ trở về, không thể nào ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng, man hoang chiến tộc lại đột nhiên lại tinh chuẩn xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy, nhất cử đánh giết Long Lân Lôi Mã. Man hoang chiến tộc hẳn là đã mang theo vũ khí có thể cảm ứng đế huyết. Trước đó truy tung đến ngươi, sau đó lại khóa chặt Thiệu Thanh Duẫn. Khương Phàm lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước nghênh chiến Man Khôi ở Thiên Đãng Sơn, chiến thần phẫn nộ lại mượn tới đế uy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Đế uy thần bí trước đó cùng vũ khí truy tung đế huyết bây giờ, là có liên hệ gì sao? Khương Qua trầm giọng nói. Vị tổ tông còn sống kia man hoang chiến tộc không phải thánh hoàng sao? Bọn hắn ở đâu ra có tư cách truy tung đế huyết? Đế cảnh là siêu thoát không cùng xiềng xích dân chúng, đặt mình vào hàng ngũ pháp tắc, không chỉ có cường hãn hơn mà càng là mờ ảo hơn. Muốn tinh chuẩn truy tung đến máu đế cảnh, chỉ sợ thần linh cũng khó mà làm đến. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu. Muốn truy tung đế huyết, xác thực cần thứ có liên quan tới, đế, ví dụ như đế huyết, đế cốt, thậm chí là đế hồn còn sót lại. Bất luận hoàng đạo nào cũng đều không có vật tương tự, nhưng man hoang chiến tộc không phải hoàng đạo bình thường. Bọn hắn là truyền thừa từ Hồng Hoang đến nay, từ đầu đến cuối luôn chiếm lấy vùng đất Đông Bắc, quan trọng nhất chính là chưa từng có suy bại qua. Rốt cuộc trong tổ từ bọn hắn chôn giấu lấy cái gì, ẩn giấu đi cái gì, cũng không ai biết. Mà, phía sau man hoang chiến tộc cùng bát bộ hoàng đạo thương huyền khác đều là có đế quân, bọn hắn chính là huyết ma đại đế. Nếu như đã cho bọn hắn thứ đặc thù, cũng có khả năng truy tung đến đế huyết. Ngươi không cần tự trách. Chúng ta xác thực thật rất đáng tiếc, nhưng chúng ta không có ai sẽ trách tội ngươi. Khương Phàm vỗ nhẹ bả vai Khương Qua, tiếp tục đi. Lúc này Xích Chi Đại Liệt Cốc vẫn chiếm cứ số lượng lớn cường giả như cũ, nhất là những hoàng tộc kia. Bởi vì đối với hoàng tộc mà nói, trong lòng liền vô cùng kiêng kỵ đối với đám ma vật kinh khủng man hoang chiến tộc kia, ai cũng không muốn đi khiêu khích, chớ nói chi là khai chiến. Huống chi khoảng cách quá xa. Bây giờ bọn hắn không có tinh lực đi qua.
còn lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn càng là tự tìm đường chết, nếu như Thiệu Thanh Duẫn còn sống, với cảnh giới thánh vương của nàng hoàn toàn có thể bằng vào đế cốt hiện ra uy lực thánh hoàng. Cho nên, bọn hắn càng muốn tấn công mạnh luân hồi bí cảnh, chỉ cần giết vào bên trong thì có thể phân phá bảo tàng của vạn đạo thần giáo, bắt giết yêu thú Đại La Sơn, còn có cướp đoạt bảo dược của xí thiên giới. Như thế này còn thực tế hơn một chút. Ngay cả rất nhiều cường tộc không phải hoàng tộc cũng đều xen lẫn ở trong này, hy vọng có thể sau khi công phá kiếm một chén canh. Cửu Lê Thần Cung, Đại Quang Mang Thần Điện, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, 12 hoàng đạo vẫn còn có tứ đại hoàng đạo đặt ở nơi này. Tâm tình Khương Phàm nặng nề, cục diện mặc dù đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng tốt có hạn. Mặc dù những hoàng đạo khác đã rút lui, nhưng nếu như hoàng đạo cùng hoàng tộc còn lại liên hợp với nhau, tấn công mạnh một vết nứt, luân hồi bí cảnh cũng sẽ nguy hiểm. Khương Qua nhìn thấy số lượng cường giả tràn ngập đất trời, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian, đánh lâu không xong, tất nhiên liên hợp. Khương Phàm lắc đầu, lấy ra một tờ giấy vàng viết xuống tên của đại trưởng lão, sau khi thiêu hủy bầu trời, liền mang theo Khương Qua ẩn vào hư không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.